quân quân, Triệu Cần không đợi ra tới liền dẫn đầu nôn nóng ra tiếng kêu tiểu tử quân, chờ bước nhanh lại đây đi đỡ tiểu tử quân, liền liên thanh hỏi, đã xảy ra chuyện gì, ngươi nương đâu, Cần thúc thúc, nhìn đến quen thuộc người, tiểu tử quân lập tức tới gần Triệu Cần trong lòng ngực, khụt khịt trả lời, người xấu ô nương mang đi, tuy rằng tiểu tử quân nói đứt quãng, nhưng Triệu Cần cũng nghe minh bạch, chỉ sợ là vừa mới kia đội người đem Lâm Song mang đi. Hắn biết kia đội người là hoàng thượng phái tới, phía trước Lâm Song đối hoàng thượng bảo đảm quá sẽ rời đi, nhưng chính mình lại chính là cuốn lên tới, hoàng đế là hắn một mẹ đẻ ra hoàng huynh, hắn cho dù bắt được hắn cũng sẽ không như thế nào, nhưng Lâm Song, Triệu Cần cũng không dám bảo đảm, trong lòng càng là nôn nóng, hắn vừa mới vì cái gì không theo đám kia người rời đi, như vậy liền sẽ không làm cho Lâm Song bị mang đi, nhưng hối hận cũng vô dụng, Triệu Cần cũng không rảnh lo eo thương, mang lên tiểu tử quân cưỡi ngựa đuổi theo, chỉ là, tiểu tử quân rốt cuộc tuổi quá tiểu, mới ngồi một ngày mã, cả người liền điên sinh bệnh, Triệu Cần nóng vội đi tìm Lâm Song, nhưng chính mình eo cũng giống nhau đau mau thẳng không đứng dậy, tiểu tử quân lại sinh bệnh, chỉ có thể chậm trễ cước trình, đi trước trị liệu, này một trị liệu, chậm trễ không ít thời gian, trở lại một lần nữa chạy về đô thành Đông Lâm thời điểm, Lâm Song đã ở hoàng cung bên trong ở. Không ít thời gian, Lâm Song, ngươi đáp ứng quá chậm rời xa, vì sao còn muốn đem cửu hoàng đệ cùng nhau mang đi, ngươi sẽ không sợ chậm trị ngươi tội khi quân sao? Lâm Song lúc ban đầu bị đánh vựng, chờ sau lại tỉnh lại thời điểm cũng đã ra phân thành, ở trên ngựa sóc này không dễ chịu, nhưng nàng cũng không có lựa chọn quyền, biết chính mình bị người mang ra tới còn không phải dùng xe ngựa, mà là trực tiếp khiêng ở trên lưng ngựa ra tới, liền biết Triệu Cần mang theo tiểu. Tử quân nhất định là đuổi không kịp, đi vào nơi này, Lâm Song biết chính mình sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tâm lý lại nhớ thương tiểu tử quân bọn họ. Nghe thấy Triệu Doanh tới hỏi chuyện, Lâm Song trầm mặc một lát mới trả lời, hồi hoàng thượng, Lâm Song xác thật ly đô thành, đến nỗi cửu vương gia, hắn cũng là thành niên người, đoạn không phải Lâm Song có thể ngăn lại, hơn nữa hoàng thượng, Lâm Song nói câu đại bất kính nói, cửu vương gia cũng có ý nghĩ của chính mình. Hồ nháo, Triệu Doanh lập tức vỗ án dựng lên, chẳng lẽ, đường đường một quốc gia vương gia, cùng ngươi như vậy, một cái hòa ly còn mang theo hài tử phụ nhân chính là ý nghĩ của chính mình. Lâm Song không có đáp lời, yên lặng cúi đầu, vừa mới câu nói kia nói ra, đã đủ để chém đầu tội lỗi. Nàng thật đúng là hôn đầu, cư nhiên dám dạy huấn hoàng đế nên như thế nào làm, cho nên, đương Triệu Doanh tính tình vọng lại thời điểm. Lâm Song liền trầm mặc đi xuống, liền ở ngay. Lúc này, ngoài cửa truyền đến bẩm báo thanh, báo, hoàng thượng, phía trước tới chiến báo, Triệu Doanh căn bản không đem Lâm Song để vào mắt, huống chi những việc này tuy nói là cơ mật, nhưng Lâm Song bất quá một giới nông phụ, Triệu Doanh căn bản liền không làm nàng lảng tránh, rốt cuộc trong chốc lát hắn còn có chuyện muốn nói, bay thẳng đến người vẫy vẫy tay, ý bảo bên ngoài người tiến vào. Tiến vào người phong trần mệt mỏi, nhìn thấy Triệu Doanh tức khắc quỳ xuống, ngô, hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân, phía trước chiến sự như thế nào, người nọ cũng không có đứng dậy, mà là nhanh chóng đem chiến sự báo một lần, nguyên lai, hiện tại thiên hạ đại hạn, phía trước nguồn nước căng thẳng, lương thảo cũng không đủ, nguyên bản quân doanh thiết lập tại phân thành chính là vì phương tiện tiếp viện, nhưng hiện tại, đừng nói tiền tuyến, liên thành đều xuất hiện vấn đề. Càng đừng nói còn có rảnh dư vận đi tiền tuyến, Lâm Song ở một bên, nghe, những việc này nàng đã sớm hiểu rõ với tâm, đảo cũng không kinh ngạc, như cũ lẳng lặng quỳ gối một bên, cái gì, kia quân địch nhưng có chui chỗ trống, nghe được như vậy sự tình, Triệu Doanh không khỏi lo lắng, ta quân nghệ phó quân thống nhất quản lý kiêu dũng, thật không có làm ra Liêu quốc quân đội chui chỗ trống, nhưng nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống. Khó tránh khỏi binh lực sẽ có điều chậm chế, mặc dù lại cường tướng lãnh cũng nguyên bản Lâm Song còn một, bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim trạng thái, nghe tới có quan hệ nghệ nguyên kính thời điểm, trong lòng không khỏi nhảy dựng, cũng theo ngẩng đầu nhìn về phía kia hội báo quân tình người, người nọ cũng không có chú ý Lâm Song biểu tình, chỉ là như cũ cúi đầu hội báo, nhưng Lâm Song lại là lập tức thấy rõ đối phương bộ dáng, trong lòng chính là nhắc tới, phong kỵ. Người tới đúng là phong kỵ, lần này sở dĩ sẽ phái hắn trở về, một là bởi vì hắn tương đối hiểu biết tình hình chiến, tranh, còn có chính là, này phong kỵ cũng thực lợi hại,
trước đó không lâu thuần phục một con hảo mã, lần này quân tình khẩn cấp, chỉ có hắn ngày đêm kiêm trình mới có thể bằng nhanh chóng độ gấp trở về, đổi làm người khác, lo lắng đến trễ, cho nên mới sẽ như thế. Nhìn đến là Phong Kỵ, Lâm Song nhanh chóng đem cúi đầu đi, trong lòng chỉ hy vọng Phong Kỵ sẽ không chú ý tới nàng, đáng tiếc cái gì đều sẽ không như vậy như nguyện, Phong Kỵ xác thật không thấy được nàng, nhưng, thật ra kia Hoàng đế Triệu Doanh, lúc này hắn muốn nhận người tới thương lượng biện pháp giải quyết, tự nhiên không có khả năng tiếp tục làm Lâm Song làm bảng thính, vì thế mở miệng nói, Lâm Song, ngươi đi về trước. Lâm Song nghe thấy Triệu Doanh kêu nàng tên, tâm lập tức nhắc tới cổ họng, mà Phong Kỵ, đồng dạng nghe thấy Lâm Song tên, không thể tin tưởng ngẩng đầu, chính nhìn đến Lâm Song xoay người chính diện, sắc mặt lập tức liền quái dị lên, nói thật, kỳ thật đối với Lâm Song, Phong Kỵ vẫn là rất bội phục, nhưng cố tình hảo huynh đệ như vậy nhân tài, Phong Kỵ cảm thấy, nếu là xứng như thế Hoa Ly còn mang theo hải tử phụ nhân, kia thật là đáng tiếc, huống hồ mặt sau tang đoá xuất hiện, làm Phong Kỵ cảm thấy, như vậy có thể cùng Nghệ Nguyên Kình sóng vai người, mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là hắn cực lực tác hợp Nghệ Nguyên Kình cùng tang đoá nguyên nhân, cho dù hắn trong lòng ẩn ẩn đối tang đoá có một ít mạc danh, vượt qua huynh muội cảm giác, chỉ là hắn trong lòng đã nhận định tang đoá hẳn là thuộc về Nghệ Nguyên Kình, cho nên cũng không dám lại quá nhiều ý tưởng, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, làm hắn tuyệt đối cũng không thể tưởng được chính là, hắn khó được diện thánh cơ hội, lại là ở chỗ này gặp Lâm Song. Lâm Song, nàng như thế nào sẽ ở Hoàng Cung, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Hoàng đế tựa hồ vẫn là lễ ngộ nàng, nàng đến tột cùng có gì năng lực, nàng còn không phải là một cái hương dã nông phụ sao, tưởng hắn trải qua nhiều ít nỗ lực đều chưa từng có diện thánh cơ hội, lần này vẫn là bởi vì quân tình khẩn cấp, yêu cầu một cái có thể nhanh nhất tới đô thành lại biết rõ quân tình người, thậm chí hắn còn tự mình đi tìm Nghệ Nguyên Kính, thỉnh cầu tới thông báo lần này tin tức, như vậy khó được cơ hội mới có thể đến phiên hắn, nhưng hiện tại gần nhất liền phát hiện, hắn diện thánh đại điện thượng, Lâm Song quay lại tự nhiên, này như thế nào có thể kêu, Phong Kỵ không kinh ngạc, tuy rằng Lâm Song đưa lưng về phía Hoàng đế Triệu Doanh, nhưng Triệu Doanh lại không có xem nhẹ Lâm Song hơi đốn bước chân, còn có trước mặt thông bẩm tình hình chiến tranh nam tử trong mắt kinh ngạc thần sắc. Như vậy ánh mắt, Triệu Doanh dám khẳng định, kia không phải bởi vì kinh diễm hoặc là khác mà giật mình, kia rõ ràng chính là, nhận thức Lâm Song lại kinh ngạc nàng như thế nào lại ở chỗ này thần sắc. Như vậy ánh mắt khiến cho Triệu Doanh chú ý, nói không chừng, trung gian có cái gì hắn có thể lợi dụng, Lâm Song cũng không biết, chẳng qua bởi vì vừa mới Phong Kỵ không có che giấu tốt thần sắc, đã bị Triệu Doanh phát giác hai người tựa hồ là nhận thức. Lúc này Triệu Doanh nghe Phong Kỵ hội báo kỹ càng tỉ mỉ tiền tuyến chiến sự tình huống, trong lòng cũng ở tính toán nên như thế nào lợi dụng chuyện như vậy, có lẽ có thể mặt bên nghe được Lâm Song nguyên bản một ít tình huống. Không bao lâu, các đại thần sôi nổi tới, đại điện thượng lập tức nhiều không ít thảo luận thanh âm, mà Phong Kỵ lại phá lệ không có bị Hoàng đế Triệu Doanh khiển ra, dĩ vãng, thông báo nhân viên hội báo lúc sau liền sẽ đi trước bị an bài ở nơi nào đó, chờ đợi Hoàng thượng cùng đại thần thương thảo kết quả, lại mang theo thánh chỉ hoặc là đồng hành tuần sử cùng nhau phản hồi. Phong Kỵ tuy rằng là lần đầu tiên tới thông báo, nhưng lễ nghĩa lại cũng rõ ràng. Hiện tại nhưng thật ra có chút buồn bực, thông báo nhân viên ở đâu, gặp người tới không sai biệt lắm, Triệu Doanh lại nghi tới Phong Kỵ, liền hướng tới phía dưới hỏi, nghe được Hoàng thượng nhắc tới chính mình, Phong Kỵ vội vàng lại đây quỳ xuống, đem tiền tuyến việc cùng chúng thuật lại một lần, là, Phong Kỵ vội vàng lại đem vừa mới sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nghĩ thầm cái này Hoàng thượng tổng nên làm chính mình trước tiên lui hạ đi, nhưng đợi trong chốc lát, lại như cũ không có được đến nửa điểm nhắc nhở, Phong Kỵ cũng không dám nói chuyện, chỉ ở một bên đứng thẳng, bởi vì sự tình tranh chấp không dưới, Triệu Doanh liền an bài các đại thần đi trước trở về, ngày mai trình lên tấu chương, lúc này mới phân phó tan, Phong Kỵ cũng tưởng đi theo cùng đi ra ngoài, ai biết lại là bị Hoàng thượng Triệu Doanh mở miệng giữ lại, vừa mới thông báo truyền lệnh quan lưu lại, vài lần đánh vỡ nguyên bản trình tự. Cái này làm cho Phong Kỵ trong lòng có chút bồn chồn, không biết Hoàng thượng rốt cuộc xuất phát từ cái gì tâm tư, ngươi tên là gì? Nghe được Triệu Doanh hỏi chuyện, Phong Kỵ lập tức quỳ xuống, hồi Hoàng thượng, nô tên là Phong Kỵ, Phong Kỵ,
tên hay, đa tạ hoàng thượng khen. Nghe được Triệu Doanh nói chuyện không đâu nói, Phong Kỵ trong lòng càng là khẩn trương, hoàn toàn sờ không rõ hoàng đế Triệu Doanh tâm tư. Đang nghĩ ngợi tới, Triệu Doanh đột nhiên mở miệng nói, ngươi nhận thức Lâm Song. A, Phong Kỵ không nghĩ tới Triệu Doanh sẽ đột nhiên hỏi cái này sao một câu, biểu tình hoàn toàn tiết lộ tâm tư. Nhận thấy được chính mình thất thố, Phong Kỵ vội vàng dập đầu, đồng thời trong lòng suy đoán Lâm Song cùng hoàng đế chi gian quan hệ, chẳng lẽ hoàng thượng là hoài nghi chính mình cùng Lâm Song gian díu, kia chẳng phải là nói, Lâm Song cùng hoàng thượng lung tung suy đoán đồng thời, Phong Kỵ vội vàng phủi sạch quan hệ, chỉ là nhận thức mà thôi. Như thế, nói Lâm Song sự tình trước kia, Triệu Doanh hỏi xong, không nói chuyện nữa, tựa hồ đang chờ Phong Kỵ đáp án. Tuy rằng không biết vì cái gì Lâm Song sẽ ở trong cung, cũng không rõ ràng lắm hoàng đế cùng Lâm Song chi gian quan hệ, Phong Kỵ nghĩ, đem hắn từ Nghệ Nguyên Kính nơi đó biết đến, có quan hệ Lâm Song một chút sự tình nói ra, không nghĩ tới, cái này Lâm Song nhưng thật ra cái có ngạo cốt nữ tử, chỉ tiếc đầu sai rồi nhân ra. Triệu Doanh nghe xong Phong Kỵ miêu tả Lâm Song, trong lòng nhưng thật ra nhiều ít đối Lâm Song có chút đổi mới. Nguyên bản cho rằng nàng bất quá là một cái bình thường hương giã phụ nhân, lại không nghĩ nàng trải qua sự tình đảo cũng nhiều, hơn nữa có thể lấy một cái hòa ly phụ nhân thân phận một mình mang theo hài tử, thậm chí còn phát triển hơi có chút kinh người, như vậy quyết đoán cũng là khó được, mặc dù là cùng nam tử so, cũng không nhường một tấc. Chỉ tiếc, Lâm Song lại như thế nào có khả năng, Triệu Cẩn Thân là tôn quý một quốc gia vương gia, lại không phải. Lâm Song có thể xứng người trên, cho nên mặc dù lại như thế nào thưởng thức, hắn cũng không có khả năng làm hai người ở bên nhau, nếu không, kia không chỉ là Triệu Cần sự tình, cũng là làm cho bọn họ thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, hắn làm sao có thể làm Tung Quốc vương gia, hắn thân đệ đệ có như vậy thì vết. Lúc này, Triệu Doanh trong lòng đảo cũng có chút đồng tình khởi Lâm Song. Từ nhỏ liền không bị đối xử tử tế, lại không sai biệt lắm tương đương với bị bán cho nhân gia còn muốn đã chịu mắt lạnh, nhưng nàng lại cắn răng đều kiên trì, thậm chí một mình mang theo hài tử còn có thể quá thượng hiện giờ nhật tử, xác không phải giống nhau nữ tử có khả năng. Nếu như lần này cùng Lâm Song ở bên nhau người không phải hắn chí thân đệ đệ, hắn nói không chừng thật sự liền đồng ý cửa này nhân duyên, nhưng không có nếu như, đặc biệt hắn cửu hoàng đệ lại không chịu làm Lâm Song khuất cư thiết thị, đến nỗi cửu vương phi chi vị, kia đoạn. Không phải Lâm Song có thể, đảo mắt nhìn xem đã giảng thuật xong Phong Kỵ, trong lòng không khỏi đánh lên bàn tính, người này đối Lâm Song tựa hồ rất là hiểu biết, hơn nữa nói đến Lâm Song cũng tựa hồ rất là khâm phục, hơn nữa người này tuy rằng hiện tại cũng không có thành tựu, từ cách nói năng tới xem, đảo cũng không xem như tài trí bình thường, có lẽ nếu là đem hắn cùng Lâm Song chỉ hôn, như thế hiểu tận gốc rễ người, đại khái sẽ đối Lâm Song nổi lên một phần thương hại. Chi tâm, huống chi chính mình khâm thưởng, kia đối nàng sẽ là lớn lao vinh sủng, chẳng sợ không có phía sau nhà mẹ đẻ chống đỡ, kia Lâm Song cũng sẽ không chịu khi dễ, chính yếu chính là, Lâm Song nếu là gả cho, cũng liền dứt khoát tuyệt cửu hoàng đệ Triệu Cẩn tâm tư. Nghĩ đến này, Triệu Doanh thiệt tình cảm thấy nói như vậy không chừng được không, trên mặt lộ ra một tia cười, Triệu Doanh lại không nói gì thêm, trong lòng có so đo, cũng không nghĩ lại nghe Phong Kỵ nhiều lời. Chỉ là hướng tới Phong Kỵ vẫy vẫy tay, ngươi trước tiên lui hạ đi. Cuối cùng nghe thấy những lời này Phong Kỵ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lễ bái Triệu Doanh lúc sau, lùi lại rời đi đại điện. Bên này đại điện phía trên, Triệu Doanh đánh lên chỉ hôn tâm tư, mà mặt khác một bên trên đường, bởi vì phía trước Triệu Cẩn phần eo bị thương, mà Tiểu Tử Quân cũng bởi vì cảm lạnh sinh bệnh, Triệu Cẩn chỉ phải chờ Tiểu Tử Quân thoáng tốt một chút, mới lại mang theo hắn ngày đêm kiêm trình, còn hảo lúc này đây hắn đem Tiểu Tử Quân bọc kín mít, cũng thường thường cẩn thận một chút, đảo cũng không có tái xuất hiện không thoải mái tình huống. Mắt thấy Ly Đô thành Đông Lâm càng ngày càng gần, Lâm Song, ta đến mang ngươi rời đi, cũng không biết chính mình hiện tại nên như thế nào tiến thối. Lâm Song lại thu được một phần làm nàng kinh hoàng tin tức. Cái gì? Lâm Song nghe nói hoàng đế Triệu Doanh cư nhiên tưởng thế nàng chỉ hôn, lập tức liền minh bạch Triệu Doanh tâm tư, chính là, cùng với bị chỉ hôn, nàng tình nguyện rời đi Triệu Cẩn, chỉ mang theo nhi tử hai người bình bình đạm đạm sinh hoạt. Nha, ta nói Lâm Song cô nương, này hoàng thượng tứ hôn một chuyện kia chính là vô thượng vinh quang,
há là ngươi nói không cần liền không cần. Tuyền công công thấy Lâm Song như thế giật mình biểu tình, trên mặt mang theo ba phần cười trả lời, ta chỉ nghĩ quá bình thường sinh hoạt, Tuyền công công, ta muốn gặp Hoàng thượng. Lâm Song cô nương, ngươi thật đúng là dám nói, thấy Hoàng thượng, hậu cung nhiều ít nữ nhân khóc là muốn gặp Hoàng thượng, nhưng kia cũng phải nhìn Hoàng thượng tâm tư, huống chi ngươi bất quá là, Tuyền công công không còn nói xong, che miệng cười trộm, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thấy chính mình nói không thông lại không thấy được hoàng đế Triệu Doanh, Lâm Song lập tức ngã ngồi trên mặt đất, ông trời cho nàng làm lại từ đầu cơ hội, nàng không thể cứ như vậy bị nhân vi an bài, nhưng nếu là người khác cũng liền thôi, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nàng thật sự có thể đua quá sao? Một loại cảm giác vô lực lan khắp Lâm Song toàn thân, hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu như thế an bài, liền ở Lâm Song cho rằng chính mình chỉ sợ không có biện pháp chạy thoát hoàng đế Triệu Doanh. Không chế thời điểm, cửu vương gia Triệu Cẩn, mang theo tiểu tử quân cuối cùng chạy tới đô thành Đông Lâm, không có hồi cửu vương phủ, cũng không có ở nơi khác lưu, lại, trở lại Đông Lâm Triệu Cẩn thẳng đến hoàng cung, khởi bẩm hoàng thượng, cửu vương gia hồi cung, nghe thấy thị vệ bẩm báo, Triệu Doanh nhíu nhíu mày, cái này Lâm Song thật đúng là cửu hoàng đệ tử huyệt, kỳ thật Triệu Doanh vẫn là hiểu biết Triệu Cẩn, dĩ vãng Triệu Cẩn luôn luôn không hỏi triều chính. Cũng chưa bao giờ quản triều đình việc vặt, chỉ là tùy tâm sở dục, nhưng hắn trong lòng minh bạch, chỉ là bởi vì hắn cũng không để ý, cho dù là này Giang Sơn, hắn cũng không để ý, đây cũng là hắn chưa từng có đem Triệu Cẩn trở thành địch nhân căn bản nhất nguyên nhân. Tuy nói hai người là một mẹ đẻ ra, nhưng tại đây hoàng thất bên trong, đồng bào tương tàn làm sao này nhiều, cũng chỉ có thật sự không thèm để ý, mới có thể làm hắn như thế dung túng hắn. Nhưng là, hắn cửu hoàng đệ là cố chấp, một khi hắn nhận định sự tình liền sẽ không thay đổi, đã từng khi còn nhỏ, tuy rằng Triệu Cẩn cũng không tranh đoạt, nhưng cố tình lớn tuổi Triệu Doanh, lại bởi vì từ nhỏ bị mẫu hậu giáo dục, kia ngôi vị hoàng đế cách hắn là gần nhất, không thể bị người đoạt đi, cho nên Triệu Doanh lúc còn rất nhỏ liền thích nắm giữ, bất luận là lớn đến cung nữ vẫn là nhỏ đến ngoạn ý, hắn đều sẽ tranh đoạt một phen. Thẳng đến hắn không mừng hoặc là hắn nguyện ý cùng người chia sẻ, mới có thể nhường ra tới. Nhưng Triệu Cẩn lại bất đồng, người khác tranh đoạt chút cái gì, hắn tựa hồ chưa bao giờ để ý. Thẳng đến lần đó, Triệu Cẩn chính mình tóm được một con chim, đó là một con có xinh đẹp lông chim điểu, cũng không biết là như thế nào bay vào nảy thâm cung, cũng không biết là như thế nào bị Triệu Cẩn bắt được. Tóm lại, cái này tiểu sinh mệnh làm Triệu Cẩn gấp đôi quý trọng. Đây là Triệu Cẩn lần đầu tiên không chịu đem nó nhường cho Triệu Doanh, cũng là lúc này đây, Triệu Doanh mới hiểu được, từ trước có thể từ Triệu Cẩn nơi này cướp đoạt thành công, bất quá là bởi vì Triệu Cẩn cũng không để ý, lần đó hắn cuối cùng là hạ tàn nhẫn tay, thừa dịp Triệu Cẩn không chú ý, liền đem kia điều cấp giết chết. Từ kia lúc sau, thật lâu thời gian, Triệu Cẩn tuy rằng như cũ cung kính, nhưng lại không có dĩ vãng thân thiết. Kia chỉ là một con chim mà thôi, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng đã bay ra đi như thế xa, lại vì Lâm Song phản hồi tới, cũng càng thêm chứng minh rồi Lâm Song quan trọng, nhưng càng là quan trọng, Triệu Doanh liền càng cảm thấy Lâm Song không thể lưu tại Triệu Cẩn bên. Người, thần đệ tham kiến Hoàng thượng, ở Triệu Doanh suy tư thời điểm, Triệu Cẩn đã đi tới Khải Thương Cung, cửu hoàng đệ đường xá mệt nhọc, Hoàng huynh đã thế ngươi chuẩn bị món ngon. Ý đồ giảm bớt hai người chi gian dương cung bạc kiếm không khí, Triệu Doanh vẫn là hòa hoãn nói, chỉ là, Triệu Cẩn cũng không lên, Hoàng huynh, thần đệ còn có việc hỏi, nếu là Lâm xong việc, cửu hoàng đệ không cần lo lắng, chấm vẫn chưa bạc đãi nàng, hơn nữa chấm đã quyết định vì nàng, chỉ hôn, đại hôn cũng sẽ ân thế ra tiểu, tỷ quy cách tới làm, rốt cuộc trong lòng vẫn là, bởi vì Triệu Cẩn một hồi tới liền chất vấn hắn Lâm xong sự tình mà bất mãn. Triệu Doanh mở miệng trả lời, Triệu Cẩn trong lòng một đốn, Hoàng huynh theo như lời tứ hôn, là người phương nào, lần này tiền tuyến cắt cử trở về truyền lệnh quan, phong kỵ, Hoàng huynh, ngươi Triệu Cẩn minh bạch Triệu Doanh tâm tư, nhưng chính là bởi vì minh bạch mới càng là không có biện pháp tiếp, thu, đó là hắn nhận định thế, lại cũng là bởi vì là hắn nhận định, mà phải bị chỉ cho người khác, cái này làm cho Triệu Cẩn trong lòng căn bản không có biện pháp tiếp thu. Trẫm ý đã quyết, cửu hoàng đệ nếu thật là hy vọng Lâm Song về sau quá hảo, trẫm cảm thấy, đây mới là Lâm Song ứng có quy túc. Nghe Triệu Doanh nói, Triệu Cẩn đôi tay gắt gao nắm chặt chết,
trên tay gân xanh tuôn ra, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nếu thần đệ nguyện ý đồng ý Hoàng huynh phía trước đề nghị, Hoàng huynh hay không có thể phóng Lâm Song tự do, về sau không hề nhiễu nàng Thanh Ninh, nếu như Hoàng huynh không chịu, kia cho dù Hoàng huynh ban chết thần đệ cũng không có biện pháp khác cưới nàng người, có Triệu Cần này phiên lời nói, Triệu Doanh biết, chính mình thắng, Triệu Cần trung quy vẫn là thỏa hiệp, chính là, thắng lợi như vậy lại làm Triệu Doanh cảm thấy hắn kỳ thật thua thực hoàn toàn. Hảo, ngày mai trẫm liền tuyên bố ngươi cùng La thừa tướng chi nữ La Ngưng Nhạn tứ hôn một chuyện, lúc sau trẫm chắc chắn đem Lâm Song thả, thần đệ khấu tạ Hoàng thượng, biết Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng Triệu Cần lại là trong lòng một mảnh lạnh băng, rốt cuộc, hắn cùng Lâm Song cuộc đời này vô duyên. Đương Lâm Song biết được Triệu Cần mang theo tiểu tử quân tới đô thành Đông Lâm thời điểm, đã là ngày thứ hai, sáng sớm, Triệu Doanh liền chiêu cáo thiên hạ. La thừa tướng con vợ cả năm nữ La Ngưng Nhạn, phẩm, hạnh đoan trang, hiền lương thục đức, nay Hoàng thượng ban thưởng cửu vương gia Triệu Cần vì chính phi, chọn ngày lành tháng tốt ngày đại hôn, không có tái kiến Triệu Cần mặt, bố cáo ra tới, Lâm Song liền bị phóng ra, mang theo tiểu tử quân một lần nữa phản hồi phân thành, nơi này sẽ không còn nữa một cái tên là Triệu Cần người sẽ đến. Kỳ thật, Lâm Song đi thời điểm, Triệu Cần liền ở đầu tường, nhìn một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi xa, sinh sôi xé rách tim phổi, Lâm Song trở về phân thành, thời tiết như cũ nóng bức dị thường, đại địa như là bị quay quá giống nhau, dọc theo đường đi Lâm Song tận lực tránh né buổi trưa độc ác dương quang, khá vậy bởi vì vẫn luôn ở bên ngoài đánh xe, phơi làn da hơi hơi có chút chóc da, nhưng thật ra làm cho cả người nhìn chắc nịch không ít. Thượng một lần cứu vườn trái cây, lúc này lại có chút khô héo, những cái đó thủy căn bản không đủ Lâm Song tưới khắp vườn trái cây, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Song chỉ có thể chọn lựa một ít cành lá tương đối thô tráng tưới nước, mà mặt khác cũng chỉ có thể nhậm này tự sinh tự diệt. Hiện tại không có những cái đó việc vặt, Lâm Song trừ bỏ đúng giờ đi tưới, còn thừa thời gian liền dùng để luyện tập tang đoa giáo nàng phòng thân thuật, mặc dù ngu dốt. Đảo cũng không tính luyện không, ít nhất hiện tại sẽ không hoàn toàn ở vào hạ phong, nhật tử như vậy từng ngày quá khứ, nguyên bản Lâm Song cho rằng lúc sau liền sẽ như vậy bình đạm quá khứ, lại là, truyền đến tiền tuyến thất thủ tin tức, như vậy lặp lại, nhưng thật ra làm Lâm Song một lần nữa đánh lên tinh thần, nguyên bản nghĩ kia kiện thể đan trước thời gian luyện chế ra tới, kia phía trước chiến sự hẳn là ổn thao nắm chắc thắng lợi, chẳng qua nàng rốt cuộc vẫn là đã đoán sai. Này thất thủ nhật tử rốt cuộc vẫn là tới, bởi vì tiền tuyến thất thủ, Lâm Song nhớ, tới kia phê đột nhiên từ đường núi đột phá đến phía sau ra Liêu quốc đội ngũ, trong lòng không khỏi lo lắng, lúc sau có thể hay không đã chịu uy hiếp, mà mặt khác một bên, lần này bởi vì Nghệ Nguyên Kính lãnh binh trấn thủ mặt khác một tòa thành trì, tòa thành này nguyên bản nghĩ phòng thủ kiên cố, lại không nghĩ rằng, ra Liêu quốc cư nhiên cùng Tê Phi liên minh quốc tế tay. Nhất cử công phá, lại điều binh trở về lại vì khi đã muộn, tuy rằng không phải bởi vì hắn nguyên nhân ném thành trì, trong lòng rốt cuộc là buồn bực, đặc biệt chính mình ký ức khôi phục, lại phát giác tâm tâm, niệm niệm Lâm Song cũng đã cùng người khác ở bên nhau, Nghệ Nguyên Kính có chút nản lòng thoái chí, mấy vò rượu đi xuống, liền say ngã vào đầu đường, Lâm Song biết, quá chút thời gian liền sẽ có quân địch trộm lẻn vào. Nghĩ tới trước phân thành đi dự trữ một ít ứng dụng chi vật, dẫn theo tiểu tử quân ẩn cư sơn động, cho nên, hôm nay liền mang theo tiểu tử quân ra cửa, tới rồi phân thành chuyển tới Bích Thủy phố thời điểm, rất xa lại nhìn đến có một người ngã vào ven đường, Lâm Song đầu tiên là hoảng sợ, nhưng ngay sau đó phát hiện kia thân ảnh rất là quen mắt, nhịn không được giá xe ngựa chiều kia ngã trên mặt đất thân ảnh đi qua, Nghệ đại ca. Lâm Song kinh ngạc phát hiện, nằm trên mặt đất người cư nhiên là Nghệ Nguyên Kính, vội vàng xuống xe, loạng choạng Nghệ Nguyên Kính, Nghệ đại ca, trên mặt đất lạnh, mau đứng lên, chỉ là, Nghệ Nguyên Kính căn bản không có quá nhiều phản ứng, chỉ là quay cuồng trên mặt đất, thường thường nhăn hạ mày, hắn như thế nào sẽ say ngã vào nơi này, bất quá Lâm Song lập tức nghĩ đến gần nhất thất thủ, chỉ sợ Nghệ Nguyên Kính là vì chuyện này mà phiền não. Lúc trước ở Hoàng Cung nghe được Phong Kỵ hội báo thời điểm nhắc tới Nghệ Nguyên Kính, lúc ấy cũng đã biết, nguyên lai Nghệ Nguyên Kính đã có được không nhỏ công tích, lại nghĩ đến tang đoá cùng Nghệ Nguyên Kính việc, Lâm Song thở dài, hiện tại Nghệ Nguyên Kính đã có chính mình trong lòng có người, chính mình vẫn là không cần,
tưởng quá đa tài là, Nghệ đại ca, chính ngươi chống một ít, ta muốn đỡ ngươi đi lên, tuy nói trong lòng tưởng chặt đứt tưởng niệm, nhưng Lâm Song vẫn là không có biện pháp nhìn Nghệ Nguyên Kính ngủ đảo đường cái, nỗ lực đem hắn kéo lên. Chẳng qua, Lâm Song sức lực hiện tại tuy rằng dài quá rất nhiều, lại cũng không có biện pháp hoàn toàn chống đỡ khởi Nghệ Nguyên Kính cao lớn thân mình, chỉ có thể biên túm hắn biên ý đồ đánh thức hắn ý thức. Còn hảo Nghệ Nguyên Kính tựa hồ, cảm nhận được có người chống đỡ, nương này cổ lực cũng lung lay đứng lên, cứ như vậy bị Lâm Song đỡ, nhưng ngả lảo đảo bò lên trên Lâm Song giá xe ngựa bên cạnh, đem Nghệ Nguyên Kính thác lên xe ngựa. Lâm Song sát sát mồ hôi trên trán, nương, cái này thúc thúc hảo xú xú, tiểu tử quân nguyên bản tò mò thò qua tới, lại nhéo cái mũi nhỏ, chán ghét lại tránh ra tới, nghe thấy nhi tử nói, Lâm Song cười cười, quân quân không được nói bậy, đó là Nghệ thúc thúc, hắn uống rượu, say, ngươi muốn ngoan ngoãn đỡ hảo hắn, đừng làm cho hắn ngã xuống, quân quân khi còn nhỏ, Nghệ thúc thúc chính là rất đau ngươi, thật vậy chăng? Kia quân quân sẽ hảo hảo chiếu cố Nghệ thúc thúc, tiểu tử quân đối Lâm Song nói trước nay đều là tuyệt đối tin tưởng, nghe được Lâm Song nói Nghệ thúc thúc trước kia liền nhận thức hắn, còn đối hắn thực hảo, tiểu tử quân cũng cảm thấy, cái này thúc thúc xác thật thực thân thiết cảm giác, vì thế vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm nói, ân, quân quân nhất ngoan, Lâm Song không có nói cái gì nữa, mà là vội vàng xe ngựa đi phía trước đi đến. Lâm Song dứt khoát đem Nghệ Nguyên Kính đưa đi quân doanh cửa buông, lại ở hắn trong lòng ngực tắc một tờ giấy, lúc này mới rời đi. Nghệ Nguyên Kính chỉ cảm thấy đầu choáng váng hôn, tái khởi thân lại phát hiện chính mình lại là ở quân doanh trên giường đất, không khỏi kỳ quái, chính mình hôm qua là thật sự uống nhiều quá, cư nhiên xuất hiện ảo giác, tựa hồ Lâm Song ở kêu chính mình giống nhau, cười khổ lắc đầu, Nghệ Nguyên Kính theo bản năng đi sờ trong lòng ngực cái kia hộ sáo. Lại chạm đến mặt khác một thứ, lấy ra tới vừa thấy, kia tờ giấy tự tựa hồ cố ý viết siêu siêu vẹo vẹo, bất quá có thể phân biệt ra mặt trên tự, nhìn kỹ xong mặt trên viết tự, Nghệ Nguyên Kính chấn động, vội vàng đứng dậy, vén lên doanh trướng liền hướng tới cửa đi đến, phó quân thống nhất quản lý, nhìn đến Nghệ Nguyên Kính, kia thủ vệ vội vàng hành lễ, miễn lễ, ta, hỏi ngươi, hôm qua trạng vạng trước nhất ban là ai luân thủ? Hồi phó quân thống nhất quản lý, là Trương Tam nhất ban, hắn nhất ban người hiện tại nơi nào, Nghệ Nguyên Kính tiếp tục hỏi, thực mau, kia Trương Tam nhất ban liền bị gọi tới, hôm qua, là ai đem ta đưa về tới, trong tay gắt gao nhéo kia trương tờ giấy, Nghệ Nguyên Kính lại trong lòng kích động vạn phần, có thể hay không là nghe được Nghệ Nguyên Kính hỏi chuyện, tối hôm qua đương trị người nọ dừng một chút, hồi Nghệ phó quân thống nhất quản lý. Hôm qua chúng ta cũng không có thấy rõ đưa ngài trở về người, bởi vì Lâm Song phát hiện Nghệ Nguyên Kính thời điểm đã có chút vãn, sau lại đem Nghệ Nguyên Kính thật vất vả phóng lên xe, nhưng rốt cuộc hắn uống say không hay biết, kết quả không đi bao lâu, hai chân lại đáp tới rồi xe hạ, Lâm Song bất đắc dĩ, chỉ phải một lần nữa dừng lại xe, đem Nghệ Nguyên Kính lại làm lại đẩy lên xe, như vậy lăn lộn vài lần, thời gian cũng chậm trễ có. Chút chậm, Lâm Song lo lắng muốn mua đồ vật cửa hàng đóng cửa, cũng chỉ có thể mang lên uống say Nghệ Nguyên Kính lại vòng đi những cái đó cửa hàng, thẳng đến mua xong sở cần đồ vật mới lại hướng quân doanh đưa, mà hôm qua thời tiết lại có chút âm trầm, nguyên bản mọi người còn vui sướng tưởng, như thế thời tiết có thể hay không cứ như vậy mưa rơi, giảm bớt lần này tình hình hạn hán, chỉ tiếc, thiên chỉ là âm trầm một chút, lại không có mưa rơi, khô cạn đại địa sở chờ đợi tất. Cả đều rơi vào khoảng không, bất quá cũng bởi vì sắc trời không tốt, hơn nữa Lâm Song cũng không có đi thân cận quá liền đem Nghệ Nguyên Kính, đỡ đến một bên ngồi xuống, chỉ là tắt tờ giấy, sau đó liền rời đi, chờ những cái đó binh lính ngăn cách thời gian ra tới tuần tra một phen, ngay sau đó liền phát hiện say rượu Nghệ Nguyên Kính lúc sau, lúc này mới tìm người đem Nghệ Nguyên Kính nâng trở về doanh trướng, cho nên bọn họ vốn dĩ nhưng thật ra không có một cái gặp được Lâm Song. Thấy cũng không có người nhìn thấy đưa chính mình trở về người, Nghệ Nguyên Kính có chút thất vọng, chỉ là chiều gió hỏi người gật gật đầu lại đi trở về doanh trướng, lại đem trong tay tờ giấy mở ra, bên trong chữ viết rất là qua loa, bất quá từng nét bút đảo như là cố ý viết đến như vậy hỗn độn, nhưng cho dù như vậy qua loa chữ viết, lại như cũ làm Nghệ Nguyên Kính cảm thấy có chút quen mắt, rồi lại nghĩ không ra sẽ là ai, này trương tờ giấy báo cho, ít ngày nữa sẽ có.
quân địch từ vùng núi bên kia vượt qua lạch trời, sau đó lẫn vào phân thành trong vòng, cùng ngoại quân nội ứng ngoại hợp. Nếu việc này là thật sự, kia này trong đó nguy hại tự nhiên không cần nhiều lời, lúc trước hắn có thể nhanh chóng cứu kia tòa lâu công không dưới thành trì, cũng là vì hắn dẫn đầu phá hủy bên trong thành tình huống, mà nếu là phân thành như vậy quan trọng yếu địa bị lẫn vào quân địch, hậu quả không dám tưởng tượng, việc này hắn định là sẽ coi trọng, hắn muốn biết lại chính là, tờ giấy này có thể hay không là người kia tắc, kỳ thật, ở Nghệ Nguyên Kính trong lòng có một người tuyển. Lần này đối chiến thời điểm, Nghệ Nguyên Kính nhưng thật ra đối ra Liêu Quốc một người đại tướng rất là kính nể, mặc dù hai người thân là đối địch, nhưng như cũ làm Nghệ Nguyên Kính cảm thấy đối phương là cái hiếm có tướng tài. Đồng dạng, đối phương cũng đối Nghệ Nguyên Kính rất là tôn sùng, cho nên hai phương đảo có chút thưởng thức lẫn nhau cảm. Giác, lần này giao phong, Nghệ Nguyên Kính càng là biên cùng hắn giao chiến biên khuyên nhủ quá người này, nếu là hắn có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Kia tất là một viên hiếm có mạnh tướng, cho nên, đang xem đến kia trương tờ giấy đồng thời, Nghệ Nguyên Kính cái thứ nhất nghĩ đến người đó là người này, nguyên bản tưởng lần này ở trên chiến trường khuyên nhủ quá người kia, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu hắn chịu lộ ra tin tức, đó là có tâm đầu nhập vào, lại vì sao không, tới tìm chính mình, nghi ngờ quá nhiều, Nghệ Nguyên Kính không có khác manh mối liền chỉ từ này trương tờ giấy xuống tay. Tờ giấy này viết sử dụng chỉ là bình thường nhất ma giấy, hơn nữa người bình thường ra cửa sao lại mang theo bút mực này đó, nhưng thật nói tờ giấy này là trước tiên viết ra tới lại không giống, từ kia ma giấy tờ giấy lộ ra tự tới xem, hẳn là lót một ít nửa mềm đồ vật tới viết, lại đối lập góc áo kia không dễ phát hiện nét mực, tựa hồ chính là lót hắn tới viết, vậy bài trừ trước tiên viết tốt tình huống. Lâm thời viết tờ giấy lại còn có thể tùy thân mang theo này đó ứng dụng chi vật, này thật là làm Nghệ Nguyên Kính nghĩ trăm lần cũng không ra, đem tờ giấy lăn qua lộn lại nghiên cứu, Nghệ Nguyên Kính thấy thế nào đều cảm thấy này tự tuy rằng có thể viết thành như vậy, lại vẫn là lộ ra một cổ tử quyên tú chi khí, đoạn không phải một cái ở chiến trường sinh sát người chữ viết, nghĩ đến quyên tú tự, Nghệ Nguyên Kính đột nhiên, liên tưởng đến Lâm Song. Lúc trước biết được Lâm Song biết chữ, hơn nữa một tay tự đoan chính tú khí, Nghệ Nguyên Kính còn thưởng thức hồi lâu, sau lại, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hai người thường xuyên thư từ qua lại, tuy rằng hiện tại những cái đó tin bởi vì hắn mất tích lâu như vậy, cho rằng hắn đã hy sinh mà xử lý rớt, nhưng lại làm Nghệ Nguyên Kính không có biện pháp quên, hiện tại tế tư tới xem, nói không chừng này thật là Lâm Song bút tích, Nghệ Nguyên Kính. Liền đem chân quý kia phó hộ sáo đem ra, phía trước hắn liền phát hiện hộ sáo thượng thêu tự, cho nên lúc này đem kia thêu tự cùng tờ giấy chữ viết đối chiếu, cư nhiên càng xem càng giống, thật sự sẽ là nàng sao, nhưng lúc này nàng không phải hẳn, là cùng vị kia tuần sử đại nhân lưu tại đô thành Đông Lâm sao, nhưng này chữ viết, thật sự không thể trách hắn tưởng nhiều, thật sự là quá giống. Nghĩ đến ngày đó ở đô thành Đông Lâm nhìn đến tan nát cõi lòng kia một màn, Nghệ Nguyên Kính lập tức phủ định lắc đầu, không, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, tờ giấy này nhất định là nào đó tưởng quy phục người đưa cho chính mình, cho dù là cùng Lâm Song chữ viết rất giống, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cố tình viết oai, nói không chừng chính là cố ý dùng để nghe nhìn lẫn lộn, nếu không, liền tính là Lâm Song thật sự đã trở lại, lại như thế nào sẽ biết như vậy quân cơ chuyện quan trọng, Lâm Song cũng không biết Nghệ Nguyên Kính ý tưởng, về đến nhà lúc sau. Nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương, nàng ức chế không được nội tâm một ít ý tưởng, càng là không có biện pháp nhìn Nghệ Nguyên Kính, có đại phiền toái lại không thể trước tiên biết được, cho nên nàng cư nhiên liền ma xui quỷ khiến đem kia sự kiện nói cho hắn, mặc dù nàng cũng không có nói thẳng minh, nhưng ý tứ hẳn là cũng là thực minh xác, chính mình cũng cố ý dùng tay trái tới viết oai, chính là vì không cho Nghệ Nguyên Kính nhận ra là tay nàng bút, nhưng rốt. Cuộc, Lâm Song vẫn là cảm thấy chính mình lần này lỗ mãng, phía trước bởi vì tiểu đệ Lâm Thiên cùng Kim Lang chung chi gian nhân quả, lần đó sự tình làm Lâm Song ấn tượng quá khắc sâu, cho nên sau lại, Lâm Song cơ hồ không dám quá mức can thiệp người khác sự tình, chỉ nghĩ chiêu cố hảo nhi tử liền hảo, cho nên, phía trước nàng nghĩ đến sự tình cũng đều là vì chính mình chuẩn bị, cũng không từng báo cho hoặc là lại đi nhắc nhở người khác, Lâm Song cũng biết, như vậy nàng thực. Ích kỷ, nhưng nàng lại không có biện pháp nhìn đến chính mình cứu người, lại gián tiếp hại một người khác, thậm chí người một nhà thánh mạng,
như vậy kết quả kỳ thật liền tương đương với nàng ở giết người. Chỉ là, nghĩ đến Nghệ Nguyên Kính bởi vì đối phương đánh lén, nói không chừng sẽ bởi vì không chuẩn bị mà có nguy hiểm, Lâm Song vẫn là nhịn không được viết kia trương tờ giấy lưu lại, tính, đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu viết đều viết, chính mình lại tưởng cũng không có biện. Pháp lấy về tới không phải, phóng khoáng tâm, Lâm Song không hề rối rắm, cũng bắt đầu chủ bị cùng tiểu tử quân đổi đi sơn động cư trú sự tình, rốt cuộc đây mới là nàng ước nguyện ban đầu. Nàng ít nhất phải bảo vệ hảo nhi tử, tuy rằng không biết kia tờ giấy viết sự tình hay không là thật, bất quá Nghệ Nguyên Kính vẫn là không dám thiếu cảnh giác, bắt đầu mang theo người ở chung quanh sơn biên tuần tra lên, đặc biệt nhằm vào phía tây tới gần Gia Liêu quốc kia khối chân núi vị trí, chẳng qua bởi vì là không thể xác định sự tình, Nghệ Nguyên Kính sở mang tuần tra binh cũng không nhiều, tuần mấy ngày đều không có động tĩnh, mà Nghệ Nguyên Kính như vậy cảnh giác mang theo người vòng đi vòng lại. Rất nhiều cùng tồn tại phân thành nghỉ tạm tướng lãnh liền bắt đầu làm khó dễ, bất đắc dĩ, Nghệ Nguyên Kính chỉ phải đem tuần sơn nhân số lại giảm, khá vậy liền ở ngay lúc này, cư nhiên thật sự làm Nghệ Nguyên Kính phát hiện có người lén lút xâm nhập, chờ tĩnh, hạ tâm tới cẩn thận nghe những người đó đối thoại, cũng liền minh bạch những người đó thân phận đó là Gia Liêu quốc người, xem ra kia tờ giấy sự tình nói chính là thật sự, mà khi Nghệ Nguyên Kính nhìn đến đối phương nhân số lúc sau. Trong lòng không khỏi hít hà một hơi, như thế số lượng đông đảo, chính mình bất quá mang như vậy vài người, nhưng thật ra thật sự không có biện pháp ứng phó. Ngắn ngủn mấy phút chi gian, Nghệ Nguyên Kính liền quyết định trước không cần rút dây, động rừng, mà là phái người đi trước thông chi, chính mình tắc lại mang một bộ phận người tiếp tục theo dõi này, đo trộm lẻn vào Gia Liêu quốc người, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Thiết Thuyền, ngươi đối bên này một mảnh tương đối thục. Sớm chút đem bên này tình huống thông chi cấp quân đô thống chế, ngàn vạn phải cẩn thận, là phó quân thống nhất quản lý, nhận được Nghệ Nguyên Kính mệnh lệnh, kia tiểu binh khom lưng từ cây cối bên trong chui qua đi, bằng mau, tốc độ từ mặt khác một mặt xuống núi, từ bọn họ buộc ngựa địa phương tùng một con ngựa dây cương, hướng tới quân doanh chạy tới, mà Nghệ Nguyên Kính, mang theo dư lại người tiếp tục theo dõi kia đội Gia Liêu quốc binh, lại không nghĩ. Bị Gia Liêu quốc một cái thính giác khác hẳn với thường nhân người phát giác, nếu là thay đổi giống nhau người, đã sớm ở quân địch phát hiện thời điểm hủy diệt hoặc là đầu hàng, chỉ có Nghệ Nguyên Kính, cư nhiên mang theo kẻ hèn mười mấy người, chiếm cứ cao điểm, cùng Gia Liêu quốc một đội người rằng có ba ngày, này ba ngày, Nghệ Nguyên Kính chỉ cảm thấy thời gian quá đặc biệt chậm, cũng không biết vì sao phân thành bên kia còn không có phát binh, kỳ thật, chuyện này đảo thật không thể trách phân thành đóng giữ binh lực. Bởi vì lúc này bọn họ là phân thân thiếu phương pháp, bởi vì biên quan bên kia đột nhiên xuất hiện công kích mãnh liệt, liền mặt sau bị Nghệ Nguyên Kính một lần nữa đoạt lại thành trì đều phải bị quân địch đoạt đi, cho nên phân thành bên này suốt đêm tăng số người nhân thủ, đang chuẩn bị điều phái Nghệ Nguyên Kính lại phát hiện hắn cũng không có trở về, đương kia bị phái trở về kêu Thiết Thuyền tiểu binh chạy trở về thời điểm, phân thành trong quân doanh binh lực đã không đủ. Liền tính binh lực không đủ, hiện tại cũng cần thiết đi cứu người, nếu không chúng ta đem tổn thất một viên manh tướng không nói, còn sẽ làm địch nhân đánh lén đắc thủ, cho nên cần thiết muốn cứu, đây là chủ chiến, có chủ chiến tự nhiên liền có chủ hòa, một ít người đã sớm xem Nghệ Nguyên Kính không vừa mắt, huống chi hiện tại bên kia cụ thể có bao nhiêu người còn không rõ ràng lắm, bọn họ cảm thấy không nên như vậy qua loa phái binh, đặc biệt binh lực không đủ thời điểm càng là như thế. Hẳn là trước kia tuyến là chủ, rốt cuộc này trộm lại đây Gia Liêu quốc quân địch không có khả năng số lượng quá nhiều, hai phương rằng có không dưới thời điểm, Nghệ Nguyên Kính, cũng là càng đánh càng gian nan, cũng may hắn phía trước cùng binh lính tuần tra thời điểm, liền đại khái nhớ kỹ nơi này địa thế, cho nên lúc này hắn tuyển một chỗ dễ thủ khó công cao điểm, một chốc cũng sẽ không bị hoàn toàn gặm rớt, chẳng qua, này đó cũng chỉ là kéo dài thời gian, địch quân binh lực càng sâu. Hơn nữa Nghệ Nguyên Kính bọn họ ra tới tuần tra cũng căn bản không có mang lương khô, chiếm lĩnh địa phương địa thế hảo, lại có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là không có có thể ăn đồ vật, bọn họ mang ra tới chỉ có thủy cũng không đủ lại tiếp tục duy trì đi xuống, đại khái Lâm Song chính mình cũng không nghĩ tới, nhất thời thiện ý ngược lại làm Nghệ Nguyên Kính lâm vào nguy hiểm, nếu là nàng phía trước không có đem chuyện này nói cho Nghệ Nguyên Kính, sự tình còn hẳn là dựa theo trước kia phát triển. Mà không phải bởi vậy làm Nghệ Nguyên Kính trở nên như thế tiến thoái lưỡng nan,
Bất quá này rốt cuộc là không có biện pháp nghịch chuyển sự thật, bởi vì này không phải Lâm Song hy vọng ước nguyện ban đầu, nàng là hy vọng Nghệ Nguyên Kính có thể có điều chuẩn bị, mà không phải bị địch nhân đánh trở tay không kịp. Lời tuy như thế, Lâm Song lúc này cũng không biết Nghệ Nguyên Kính hiện tại lâm vào nguy hiểm, nhưng thật ra tang đoá, bởi vì Phong Kỵ đã từ đô thành Đông Lâm trở về, nghe nói Nghệ Nguyên Kính bị nhốt sự tình trong lòng sốt ruột, nhưng tướng lãnh bên kia lại chậm chạp không ra đối sách, làm Phong Kỵ nhịn không được đi uống rượu thư giải nội tâm bực bội. Uống rượu nhiều, vừa lúc gặp được tang đoá, bị tang đoá hỏi Nghệ Nguyên Kính tình huống, Phong Kỵ liền đem Nghệ Nguyên Kính nguy hiểm nói cho tang đoá. Cái gì, Phong đại ca, ngươi nói ba đổ ca ca hắn, vừa nghe nói, Nghệ Nguyên Kính cư nhiên bị nhốt ở trong núi, mà quân doanh bên này căn bản còn không có phái người đi, tang đoá an vị không được, là các tướng lĩnh cư nhiên còn đang thương lượng biện pháp, lại kéo đi xuống, Nguyên Kính hắn, Phong Kỵ trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại bất lực giống nhau, chỉ có thể lải nhải nói, này sao được, ba đổ ca ca có nguy hiểm, ta muốn đi tìm hắn, tang đoá nói đứng dậy, tang đoá đừng, Phong Kỵ mơ mơ màng màng nghe thấy tang đoá nói muốn đi tìm Nghệ Nguyên Kính, giơ tay ý đồ ngăn trở nàng, lại bị tang đoá hiện lên, Phong đại ca, ta đây đi trước, mặc kệ say đảo Phong Kỵ, tang đoá liền hướng tới Nghệ Nguyên Kính bị nhốt đỉnh núi chạy đến. Này phiến sơn cây cối cũng không tính rậm rạp, chỉ là sơn lại rất cao, hơn nữa có một ít tương đối hiểm yếu vị trí. Tang đoá không quan tâm một đường xông qua tới, chính là như cũ còn không có tìm được Nghệ Nguyên Kính bọn họ bị nhốt địa phương. Chỉ là, Nghệ Nguyên Kính bọn họ không tìm được, lại là gặp hai cái không liên quan người. Nha, tiểu mỹ nhân, ngươi đây là muốn đi đâu nhí nha? Mới nhập cánh rừng một khoảng cách, tang đoá đã bị hai người cấp ngăn cản xuống dưới, nhìn đến đối diện người, tang đoá mày gắt gao nhăn lại, như vậy ổi, tỏa cười làm nàng nhìn buồn nôn, không phản ứng kia hai người, tang đoá nghiêng người liền hướng mặt khác vừa đi, ai tiểu mỹ nhân, đừng đi nha, liền ở tang đoá chuẩn bị động thủ tiếp đón cái này, vẻ mặt ghê tởm tươi cười người thời điểm, nơi xa đột nhiên nghe thấy có chân dẫm đạp lá rụng thanh âm, nghe được thanh âm, tang đoá trong lòng đó là vui vẻ, có thể hay không là gặp được Nghệ Nguyên Kính người, chỉ tiếc, đối phương đi tới, tang đoá liền phát hiện những người này cũng không phải Nghệ Nguyên Kính người, hơn nữa đối phương đều xuyên rất kỳ quái, tang đoá thấy thế tưởng trước rời đi, còn không chờ rời đi, lại là bị bên cạnh hai người túm chặt, tiểu mỹ nhân, đừng đi nha, chúng ta sung sướng chúng ta, những người đó không cần phải xen vào, phỏng chừng chính là đi ngang qua, gần nhất tổng nhìn đến như vậy trang phục người ở phụ cận đi bộ, buông ra. Tang đoá bổn không nghĩ phản ứng kia hai người, nhưng mắt thấy kia hai người càng dán càng gần, tang đoá liền chuẩn bị cho bọn hắn điểm đau khổ nếm thử. Ai biết, tang đoá mới đi sờ bên hông roi, hai bên người lại là không có tiếng động, bùm bùm ngã vào chính mình thân hai bên, lại vọng qua đi, kia hai người phía sau lưng toát ra máu loãng, mặt trên chát một loại kỳ quái đầu mũi tên. Tang đoá chẳng sợ lại là tùy hứng ngang ngược xúc động, nhưng lại cũng không ngốc, nàng biết. Như vậy tiễn pháp tuyệt phi bình thường người có thể thi triển ra, đặc biệt kia đầu mũi tên, căn bản không phải trung nguyên nhân dùng cái loại này. Hồi tưởng khởi lực cách lão cha đã từng đã nói với nàng, gia liêu quốc người tựa hồ dùng đầu mũi tên liền cùng như vậy rất là tương tự, tang đoá liền biết, trước mắt này giết người không chớp mắt, chỉ sợ cũng là vây khốn Nghệ Nguyên Kính kia chi gia liêu quốc người. Bên người hai người tuy rằng không quen biết, nhưng rốt cuộc là trung nguyên nhân, nàng hiện tại lại là ăn mặc trung nguyên nhân quần áo, tang đoá thấy sự tình không ổn, theo bản năng sau này lui, tựa hồ nhận thấy được tang đoá động tác, bắn tên người nọ chiều người bên cạnh nói chút cái gì, kia lời nói tang đoá có chút nghe không hiểu, bất quá liền nhìn đến có người hướng tới chính mình lại đây, mặc kệ đối phương nói gì đó, tang đoá cũng không muốn cùng những người này thân cận quá, xoay người liền hướng cánh rừng ngoại chạy, chính là tang đoá động tác tuy rằng linh hoạt, lại cũng không thể cùng những người này so, trung gian khoảng cách càng kéo càng gần, thực mau liền bị bắt lấy. Các ngươi muốn làm cái gì? Tang đoá khẩn trương nhìn về phía đối phương, nhưng đối phương tựa hồ cũng không chuẩn bị đáp lại nàng đáp lời, ngược lại bắt đầu thoát giải quần của mình. Không, buông ta ra, buông ra, tang đoá giãy giụa sau này lui, chỉ tiếc đối phương tựa hồ cũng không tính toán bởi vậy buông tha nàng, ngược lại cư chú tiến lên,
chung quanh bắt lấy tang đóa kia hai người, đem tang đóa đè lại không thể nhúc nhích, người nọ thuận thế đem tang đóa làn váy vén lên tới, ngoài miệng nói cái gì liền đè ép đi lên, không, tê tâm liệt phế thanh âm kinh nổi lên trong rừng chim chóc nhảy lên, đồng dạng cũng bị che giấu lên nghệ nguyên kính đám người mơ hồ nghe thấy được động tĩnh, phó quân thống nhất quản lý, vừa mới chúng ta đi tuần tra, tựa hồ nghe thấy bên kia có nữ nhân thanh âm, một cái. Mới từ cách đó không xa siêu tầm trở về binh lính, hướng tới nghệ nguyên kính hội báo nói, Nga, bên kia có nữ nhân thanh âm nói không chừng có đường đi ra ngoài, chúng ta đi xem, bọn họ bị nhốt ở mặt trên mấy ngày rồi, bởi vì rừng cây cũng không rậm rạp, cho nên rất ít có thể nhìn đến hoang dại tiểu động vật, mỗi ngày chỉ có thể dựa một ít trong núi dã quả đỡ đói, thậm chí, này phụ cận đã tìm không thấy có thể ăn dã quả. Gần nhất bọn họ đã bắt đầu ăn một ít trên cây nộn, Diệp cùng tiểu thảo linh tinh đồ vật đỡ đói, cứu viện người chậm chạp không có đã đến, nghệ nguyên kính chỉ có thể chính mình bắt đầu nghĩ cách, gần nhất phía trước thế công nhỏ rất nhiều, đại khái đối phương cũng bởi vì lặn lội đường xa lại đây, cho nên sở mang đồ vật cũng tiêu hao không sai biệt lắm, gần nhất giống như cũng ở tìm chung quanh cái gì, như vậy liền có lợi cho nghệ nguyên kính phái người sưu tầm tân xuất khẩu. Chỉ cần có thể xuống núi, trở lại quân doanh điều, phái binh lực, này đàn gia liêu quốc đội ngũ là có thể tiêu diệt, cho nên, đương nghe nói nơi nào đó có nữ nhân thanh âm thời điểm, nghệ nguyên kính liền làm người đi theo qua đi, nhìn xem hay không có tân xuống núi lộ, lúc này tang đoá mở to lộ trống mắt to, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống tới, trên người ứ thanh loang lổ, dưới thân đã không biết thay đổi đệ mấy cá nhân ở qua lại động tác. Làm nàng từ lúc ban đầu xé rách giống nhau đau đớn đến bây giờ chết lặng, nàng bị người nhục, lại còn có không phải một người, những người đó không biết nghẹn bao lâu mới nhìn thấy nữ nhân, liều mạng ở trên người nàng phóng thích một đám tinh lực, vừa mới bị người tiến vào thời điểm, tang đoá chỉ nghĩ tới rồi chết, chỉ là đối phương cũng không làm nàng như nguyện, dùng quần áo tắc ở nàng miệng, làm nàng liền cắn lưỡi tự sát đều không thể, nàng tưởng ngất xỉu. Nhưng cố tình đối phương vừa thấy đến nàng nhắm mắt liền hết sức véo nàng, làm nàng trên người, nhiều ra một khối lại một khối xanh tim ấn ký, làm nàng chỉ có thể sinh sôi chịu này hết thảy, tang đoá trong lòng một mảnh u ám, ba đồ ca ca, kiếp này tang đoá không bao giờ có thể cùng ngươi ở bên nhau, đương nghệ nguyên kính mang theo người lại đây thời điểm, liền thấy được như vậy làm hắn phẫn nộ lại không thể nhìn thẳng trường hợp, mười mấy gia liêu quốc binh. Một đám đều sói đói giống nhau nhìn chằm chằm quần áo hỗn độn bất kham tang đoá không tiếng động rơi, lệ, nguyên bản linh động trong ánh mắt lại không có ngày xưa quang mang, lúc này lại hiện ra một mảnh chết giống nhau u ám, nàng dưới thân một mảnh lầy lội, hỗn tạp hồng bạch chi vật, mà những cái đó ra liêu quốc binh một cái thay phiên một cái, đã giải quyết thì tại một bên dẫn theo quần, chưa giải quyết hoặc là còn không có tận hứng, thì tại một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Trường hợp như vậy làm nghệ nguyên kính lâm vào vô cùng tức giận bên trong, chẳng sợ đối diện. Chỉ là bình thường trung nguyên nữ nhân, hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Huống chi này vẫn là đã cứu hắn, bị hắn trở thành muội muội giống nhau tang đoá. Gấp đến đỏ mắt nghệ nguyên kính, rút kiếm hướng tới ra liêu quốc cái kia. Lúc này còn đang ở tang đoá trên người không ngừng đong đưa binh lính trái tim, đâm đi vào. Kia binh lính vừa lúc đến mấu chốt nhất thời điểm, trái tim thượng kịch liệt đau xót. Làm hắn phía dưới lập tức không banh trụ, trực tiếp phun trào mà ra, ngay sau đó, thân mình cùng phía dưới đồ vật đều cùng nhau mềm xuống dưới, cả người áp tới rồi tang đoá trên người, chung quanh người lực chú ý đều tập trung ở tang đoá trên người, thấy thế sửng sốt một chút mới đột nhiên phản ứng lại đây không thích hợp, đồng thời rút kiếm chiều nghệ nguyên kính công kích, chính là, rốt cuộc những người này vừa mới đều ở làm như vậy sự tình, rất nhiều người liền quần cũng chưa đề hảo. Lúc này lại là tinh thần nhất lơi lỏng thời điểm, nghệ nguyên kính bộ hạ cũng không phải ăn chay, một đám chạy tới đối phó này đó ra liêu quốc binh, mặc dù nghệ nguyên kính người mấy ngày không ăn no qua, nhưng ở chiến trường phía trên bọn họ đều là kiêu dũng, không cần thiết một lát liền đem kia mười mấy ra liêu quốc binh, chém dưa sắt rau giống nhau chém tới trên mặt đất, nghệ nguyên kính đem nguyên bản đẻ ở tang đoá, trên người kia cụ tử thi ném tới một bên. Quần áo của mình cởi xuống tới đem tang đoá bao lấy, như là không có, bất luận cái gì ý thức giống nhau, tang đoá chỉ là mặc cho nghệ nguyên kính động tác cùng dò hỏi, lại không có bất luận cái gì trả lời, nhìn đến tang đoá cái dạng này,
Nghệ Nguyên Kính trong ánh mắt tràn ngập áy náy, hắn biết rõ, Tang Đoá sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây phiến núi rừng bên trong, chỉ sợ là nghe nói chính mình sự tình lúc sau chạy tới, cái này làm cho hắn như thế nào đối chết đi lực cách lão cha giao đãi. Bất quá, lúc này không phải tự trách thời điểm, Nghệ Nguyên Kính nhìn một chút bốn phía, nhỏ giọng ý bảo mọi người chạy nhanh rời đi, rốt cuộc bởi vì chuyện này mà đem kia mười mấy gia Liêu quốc binh giết chết, cũng tương đương là sáng lập một con đường sống. Phải biết rằng, mấy ngày này bọn họ vẫn luôn ở tìm có thể phá vây con đường, mà rất nhiều đường nhỏ tra xét thời điểm thường xuyên sẽ phát hiện ra Liêu quốc binh, bọn họ không biết dùng cái gì phương pháp, có thể đang xem đến bọn họ phía trước một đoạn thời gian là có thể phán đoán ra bọn họ một ít tiểu vị trí, cho nên vài lần ý đồ lao ra đi đều thất bại. Hôm nay nếu không phải bởi vì những người đó đang ở chỉ sợ bọn họ, cũng không thể như vậy thuận lợi rời đi. Ý bảo bọn lính đi trước, nếu không nếu là tiếp theo phê ra Liêu quốc, người lại đây liền không phải đơn giản như vậy sự tình. Nghệ Nguyên Kính một mình cõng lên Tang Đoá, phía trước có người dùng đao kiếm mở đường, đoàn người cứ như vậy phá vây tới rồi dưới chân núi, tới rồi chân núi, Nghệ Nguyên Kính mang theo phía trước tuần tra người cùng đi tìm cột vào chân núi ngựa, theo sau xoay người hướng tới quân doanh nhanh chóng chạy đi. Trở lại quân doanh, Nghệ Nguyên Kính đem Phong Kỵ kêu tới. Phong Kỵ nghe nói Nghệ Nguyên Kính đã trở lại, vội vàng cùng người lại đây, lại là thấy được si si ngốc ngốc Tang Đoá. Này Nguyên Kính, Tang Đoá nàng, Phong đại ca, chuyện này trong chốc lát ta lại cùng ngươi nói, giúp ta coi chừng Tang Đoá, ta muốn đi trước tìm quân đô thống chế hội báo tình huống. Phong Kỵ gật gật đầu, Nghệ Nguyên Kính lúc này mới cất bước ra doanh trướng, nhìn trên giường đất bọc Nghệ Nguyên Kính quần áo Tang Đoá. Phong Kỵ tổng cảm thấy hôm nay Tang Đoá tựa hồ bị cái gì kinh hách, muốn đi vỗ vỗ nàng bả vai, lại thấy Tang Đoá đột nhiên phát giác hắn ý đồ, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn về phía hắn. Không, không, không cần, không cần lại đây. Tang Đoá, ta là Phong đại ca, ngươi làm sao vậy? Chính là, Tang Đoá thật giống như không quen biết Phong Kỵ giống nhau, chỉ là một cái kính trốn tránh, làm Phong Kỵ cấp không được. Nghệ Nguyên Kính từ doanh trướng ra tới liền hướng tới quân trướng bên kia chạy tới, hắn tuy rằng không biết vì sao chậm chạp không có xuất binh, nhưng cũng biết nói chuyện này chậm trễ không được, không thể ở ngay lúc này phạm tính tình mà chậm trễ quân tình. Thấy Nghệ Nguyên Kính bình yên đã trở lại, quân đô thống chế phía trước bởi vì hai phương diện tranh chấp mà tranh chấp không dưới, lại không nghĩ Nghệ Nguyên Kính nhưng thật ra chính mình về trước tới, đơn giản đầu tiên là trấn an một phen. Ngay sau đó đem tiền tuyến sự tình đại khái nói một chút. Nghệ Nguyên Kính tuy rằng trong lòng cảm thấy việc này làm quá không đủ lỗi lạc, nhưng rốt cuộc quân đô thống chế là trước mắt tổng chỉ huy, Nghệ Nguyên Kính cũng không thể nói khác, chỉ nói hy vọng có thể mang binh tiến đến đem đám kia ra Liêu quốc binh lính bao vây tiễu trừ, lúc sau lại đuổi theo đại bộ đội, có thể đem hai phương diện nan đề đều giải quyết. Quân đô thống chế tự nhiên là cao hứng vạn phần, lập tức liền đồng ý Nghệ Nguyên Kính phương pháp, trực tiếp bắt 500 bộ binh đi theo Nghệ Nguyên Kính, đi bao vây tiễu trừ xâm nhập ra Liêu quốc binh lính. Được mệnh lệnh, Nghệ Nguyên Kính hồi chính mình doanh trướng thu thập một chút, chuẩn bị ăn trước vài thứ, rốt cuộc mấy ngày không ăn qua cơm no, liền tính hiện tại trong tay có binh lực, không sức lực cũng không có biện pháp đánh giặc. Chính là, trở lại doanh trướng, Nghệ Nguyên Kính không đợi đảo nước miếng uống, đã bị Phong Kỵ lập tức túm chặt cổ áo. Tang Đoá là làm sao vậy? Vừa mới hắn thiếu chút nữa liền quên Tang Đoá sự tình, hiện tại bị Phong Kỵ nhắc tới tới, Nghệ Nguyên Kính thở dài. Phong đại ca, ngươi như thế nào có thể làm Tang Đoá một người đi nơi đó tìm ta? Theo thật mạnh lần thứ hai thở dài, Nghệ Nguyên Kính đem phát hiện Tang Đoá thời điểm đại khái tình huống nói một lần. Nghe xong Nghệ Nguyên Kính nói, Phong Kỵ cả người sững sờ ở tại chỗ, hắn nguyên bản cho rằng Tang Đoá là dọa tới rồi, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này sự tình. Tang Đoá ánh mắt lỗ trống, mà trên người bọc Nghệ Nguyên Kính quần áo, cho nên nhìn không ra bên trong như thế nào. Vừa mới Phong Kỵ càng là cùng Tang Đoá nói chuyện, nàng đó là càng cầm quần áo bọc càng khẩn, Phong Kỵ căn bản không có nhìn đến tình huống bên trong. Trách ta, đều do ta nha. Nghệ Nguyên Kính phát ra thật dài than khóc, ngày đó nếu không phải hắn uống nhiều quá, lại như thế nào sẽ đem Nghệ Nguyên Kính xảy ra chuyện sự tình cứ như vậy nói cho Tang Đoá. Nếu không phải hắn uống nhiều quá, Tang Đoá lại tại sao lại như vậy rời đi hắn lại không có thể khuyên. Thấy Phong Kỵ thống khổ biểu tình,
Nghệ Nguyên Kính vỗ vỗ Phong Kỵ bả vai, Phong đại ca, ta nếu tựa như ta thân muội muội giống nhau, nàng biến thành như vậy ta thật sự thực thương tâm, chính là, đây là chúng ta ai cũng không hy vọng phát sinh, ta lập tức còn muốn mang binh đi bao vây Tiêu Trừ, nhất định phải đem những cái đó ra Liêu quốc, binh toàn bộ xử chi thế Tang Đoá báo thù, cho nên, Tang Đoá liền làm ơn ngươi chiều cố, cũng giúp nàng thỉnh cái lang trung tới. Phong Kỵ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, hắn đã không có dư thừa sức lực tự hỏi, bởi vì hắn hiện tại mãn đầu óc đều là Tang Đoá vừa mới kia hoảng sợ ánh mắt. Đây là phải trải qua, cái gì mới có thể như vậy sợ hãi, tựa hồ liền hắn đều quên mất giống nhau, biết Phong Kỵ đáp ứng lúc sau liền nhất định sẽ làm thực hảo, Nghệ Nguyên Kính đổi hảo quần áo, không bao lâu có người bưng một ít cháo cùng ăn sáng lại đây, bởi vì đói bụng mấy ngày, Nghệ Nguyên Kính cũng không dám ăn quá căng, uống lên hai chén cháo, trở ra phát hiện Phong Kỵ đã rời đi đi chiếu cố Tang Đoá, Nghệ Nguyên Kính lúc này mới đi điểm binh mang theo thẳng đến sơn biên. Có binh lực Nghệ Nguyên Kính, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem ra Liêu quốc binh có thể chảo chảo, không thể chảo toàn bộ giết chết, căn cứ những cái đó bị chảo tù binh sở giảng, ra Liêu quốc lập tức sẽ có đại động tác, chẳng qua trước mắt còn không có thông chi bọn họ, chỉ là trước phái bọn họ lục tục lại đây, chờ đợi thông chi, này rõ ràng chính là muốn nội ứng ngoại hợp, chẳng qua không biết này trung gian sẽ có cái gì không giống nhau biến cố. Xử lý tốt những việc này, Nghệ Nguyên Kính lần thứ 2 đi thăm đã bị Phong Kỵ đưa về phân thành Tang Đoá. Tang Đoá đã trải qua hoảng sợ lúc sau dại ra, lại đến dần dần hồi tưởng khởi ngay lúc đó ký ức mà sinh ra cuồng loạn, thậm chí tưởng tự sát kết, đến bây giờ chỉ biết bình tĩnh rớt nước mắt, làm người nhìn trong lòng lên men. Phong Kỵ mấy ngày nay đều không có hồi quân doanh, có Nghệ Nguyên Kính sai khiến, hắn đảo cũng không cần lo lắng. Chỉ là, nhìn đã từng hoạt bát Tang Đoá biến thành dáng vẻ này, Phong Kỵ, trong lòng lại đau lòng lại tự trách, sợ Tang Đoá luẩn quẩn trong lòng, liền một tấc cũng không rời canh giữ ở Tang Đoá bên người. Phong huynh, Tang Đoá nàng hảo chút sao? Nghệ Nguyên Kính xử lý tốt trên núi ra Liêu quốc binh lính lúc sau, liền hướng tới bên này chạy tới, Phong Kỵ trong mắt tràn đầy tiểu tụy, đại khái này 3 ngày cũng không dám ngủ, sợ Tang Đoá có cái gì sơ suất. Ai, nữ nhi ra trong sạch đã bị như thế hủy hoại, như thế nào sẽ bình tĩnh xuống dưới, Nguyên Kính, về sau nàng thật không biết nên như thế nào quá đi xuống, là ta thiếu Tang Đoá, tuy rằng chuyện này mặt ngoài không liên quan Nghệ Nguyên Kính sự, nhưng rốt cuộc là bởi vì hắn bị nhốt, mà Tang Đoá hảo tâm đi tìm hắn mới xảy ra chuyện, cho nên Nghệ Nguyên Kính cảm thấy chính mình xác thật có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nguyên Kính, kỳ thật ta mới là thấy thẹn đối với các ngươi. Lần này sự tình đều là bởi vì ta tự tiện nói cho Tang Đoá mới đưa đến, cho nên, ta Phong Kỵ cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tâm lý, lúc này hắn cư nhiên tưởng đối Tang Đoá phụ khởi trách nhiệm, chẳng qua, lời này hắn rốt cuộc không có nói ra, rốt cuộc Tang Đoá thích người trung quy là hắn hảo huynh đệ Nghệ Nguyên Kính, cho nên, Phong Kỵ nói đến bên miệng lại sửa lại khẩu, Nguyên Kính, ta hy vọng ngươi có thể cưới Tang Đoá. Nếu không nàng đời này chỉ sợ thật sự gả không ra, chỉ là ngươi có thể hay không ghét bỏ nàng, nói. Xong này phiên lời nói, Phong Kỵ chính mình đều cảm thấy chính mình thực quá phận. Lúc trước hắn cực lực tác hợp Nghệ Nguyên Kính cùng Tang Đoá, gần nhất là bởi vì hắn cảm thấy cái kia Hòa Ly còn mang theo hải tử lâm song, không xứng với Nghệ Nguyên Kính, lại có cũng là cảm thấy Tang Đoá là cái hảo cô nương, người lại hoạt bát, nhưng Nghệ Nguyên Kính cho dù là mất trí nhớ thời điểm. Trong lòng đều có lâm song bóng dáng trước nay đều không có Tang Đoá, trước nay Nghệ Nguyên Kính đều chỉ đem Tang Đoá trở thành muội muội giống nhau, chỉ là chính hắn cố chấp cho rằng Tang Đoá càng thích hợp Nghệ Nguyên Kính, mới nhưng là hiện tại, Tang Đoá càng nhiều là bởi vì chính mình nói mới có thể như vậy, xúc động đi tìm Nghệ Nguyên Kính, thậm chí còn bị như vậy thống khổ sự tình, hắn lại nói ra này phiên lời nói, quả thực chính là buộc Nghệ Nguyên Kính lựa chọn, đây là muốn chậm trễ hắn cả đời sự tình. Hắn nhất rõ ràng Nghệ Nguyên Kính, hắn cả đời chỉ biết nhận định một người, Phong Kỵ cảm thấy chính mình như thế nào liền biến thành không chịu được như thế người, đang muốn lại mở miệng, lại nghe thấy Nghệ Nguyên Kính than nhẹ giống nhau trả lời, ta sẽ đối lúc này phụ trách, Tang Đoá, ta cưới. Phong Kỵ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Nghệ Nguyên Kính sẽ đáp ứng cưới Tang Đoá, chính là,
không biết vì cái gì, ở hắn biết được Nghệ Nguyên Kính đồng ý cưới Tang Đoá, đồng thời cũng không phải cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngược lại, trong lòng như là đè ép một bức tường giống nhau khó chịu, tâm tình không tốt không ngừng là phong kỵ, Nghệ Nguyên Kính trong lòng cũng có chút phiền muộn, hắn biết chính mình thẹn Tang Đoá, hắn cũng biết chính mình trong lòng người kia rốt cuộc là ai, chính là, trong lòng người kia đã có thuộc sở hữu, mà Tang Đoá càng là vì hắn mất đi nhất quý giá đồ vật. Nghệ Nguyên Kính biết chính mình không thể trơ mắt nhìn Tang Đoá, bởi vì chuyện như vậy tự sát, cho nên, mặc dù hắn cũng minh bạch, lần này Phong Kỵ nói xác thật quá phận, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, Nghệ Nguyên Kính đồng ý cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Đương Phong Kỵ đem chuyện này nói cho Như Cũ Ngu Si Tang Đoá lúc sau, cũng cuối cùng là có thể khiến cho Tang Đoá chú ý sự tình tới. Tang Đoá lúc ban đầu còn thực không tin. Sau lại cùng Phong Kỵ lặp lại xác nhận mới xác định là thật sự, chính là, kinh hỉ bất quá trong chốc lát, Tang Đoá thực mau lại nghĩ tới nàng, hiện tại đã đều không phải là hoàn bích chi thân, lại cảm thấy chính mình không xứng với Nghệ Nguyên Kính, cứ như vậy trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, làm Phong Kỵ cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi Tang Đoá, cũng may Nghệ Nguyên Kính bởi vì còn muốn xử lý trong quân sự vụ. Cho nên khuyên giải an ủi Tang Đoá cùng an bài đại hôn việc liền giao cho Phong Kỵ. Nhìn Tang Đoá ở chủ bị hôn lễ trong quá trình dần dần rộng rãi lên, trên mặt cũng khôi phục dĩ vãng cười, phía trước còn đang suy nghĩ hay không, bởi vậy quá mức thực xin lỗi Nghệ Nguyên Kính Phong Kỵ, rốt cuộc vẫn là cảm thấy đáng giá, phía trước chiến sự thực rằng có, không phải một chốc có thể giải quyết, thừa dịp một đám tân binh yêu cầu huấn luyện, cho nên lại đem Nghệ Nguyên Kính phái trở về. Tang Đoá lúc này tâm tình tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, chính là cuối cùng không hề nghĩ tự sát, làm Phong Kỵ yên tâm không ít, bởi vì Nghệ Nguyên Kính đem mẫu thân, tiền thị nhận được phân thành, đến nỗi Nghệ gia đã đoạn tuyệt quan hệ, mà Tang Đoá cũng là không có lực cách lão cha, làm việc đảo cũng đơn giản. Nguyên Kính, tân binh mang lại đây muốn trước tôi luyện một phen, ngươi cũng không cần vội vã hồi chiến trường, ta xem qua nhật tử, này nguyệt 16 nhưng thật ra một cái ngày lành. Không bằng thấy Nghệ Nguyên Kính trở về, loại này lời nói Tang Đoá tuy rằng hy vọng lại ngượng ngùng chính mình đi để, cho nên Phong Kỵ nhìn thấy, Nghệ Nguyên Kính liền nói, hảo, vậy nghe Phong Huynh, liền định ở Nguyệt 16 đi, đối với Nghệ Nguyên Kính tới nói, này ngày mấy đều giống nhau, cho nên cũng không so đo, chỉ là một lòng mang binh, bất quá Tang Đoá lại một chút không ngại như vậy an bài, biết Nghệ Nguyên Kính xác định hạ nhật tử, trong lòng vui vẻ dị thường. Nhìn Phong Kỵ cùng Tang Đoá bận rộn, Nghệ Nguyên Kính lại không có gì tâm tư, trong lòng phiền muộn, huấn luyện xong một ngày binh, Nghệ Nguyên Kính một chút đều không nghĩ đi xem Phong Kỵ cùng Tang Đoá bận rộn, cưỡi ngựa nghĩ ra đi hít thở không khí, bất chi bất giác, Nghệ Nguyên Kính cư nhiên ra phân thành, liền đến Quảng Du Thôn, nơi này, đã từng hắn cùng Lâm Song cách xa nhau như vậy gần, chính là hắn lại quên mất hết thảy, hiện tại lại đi lại là người đi nhà trống. Cái loại này thương cảm nảy lên trong lòng, Nghệ Nguyên Kính cưỡi ngựa chạy như điên, ý đồ phát tiết rớt trong lòng buồn bực, chỉ là, chính chạy vội. Lại đột nhiên phát giác phía trước ven đường cư nhiên nằm một người, người nọ trong tay giỏ che phiên đến trên mặt đất, bên trong ngắt lấy đồ vật toàn bộ rơi xuống ra tới, không biết hay không còn sống, Nghệ Nguyên Kính vội vàng nhảy xuống ngựa tới, bởi vì đối phương quỳ rạp trên mặt đất, Nghệ Nguyên Kính cẩn thận quan sát. Nhìn đến nàng hơi hơi lên xuống tựa hồ còn có hô hấp, biết người còn có thể cứu chữa, vội vàng đem nàng lật qua tới, chính là, địa phương thượng nằm bò. Người bị lật qua tới thời điểm, Nghệ Nguyên Kính quả thực có chút không dám tin tưởng rụi rụi mắt, hắn thật sợ đây là lại là một hồi ảo giác, chỉ là hắn một giấc mộng mà thôi. Dùng sức xoa mắt lại xem, Nghệ Nguyên Kính cuối cùng xác định hắn không phải nằm mơ. Quỳ rạp trên mặt đất quả nhiên là Lâm Song, là hắn thương nhớ ngày đêm người kia, sao lại thế này, nàng như thế nào lại ở chỗ này, không đúng, nàng như thế nào sẽ ngã vào nơi này, Nghệ Nguyên Kính lại cẩn thận đi xuống, xem, lúc này mới phát giác, Lâm Song chân biên cách đó không xa chiếm cứ một con rắn nhỏ, loại rắn này Nghệ Nguyên Kính nhận được, là một loại có độc xà, đại khái Lâm Song không cẩn thận bị rắn cắn liền ngã vào nơi này. Mà kia con rắn nhỏ ăn no cư nhiên cũng không muốn động, như cụ hoa ở bên cạnh, lo lắng cho mình động tác làm kia con rắn nhỏ lại cắn thương Lâm Song, Nghệ Nguyên Kính rút kiếm đem kia xà chọn đến không trung,
vài cái liền đem xà cắt thành vài đoạn, ngay sau đó, đem trên mặt đất Lâm Song bế lên phóng tới trên lưng ngựa, Lâm Song rũ xuống chân, từ bên ngoài xem binh không có vấn đề, bất quá Nghệ Nguyên Kính lại rõ ràng xà thương lợi hại, dùng kiếm cẩn thận đẩy ra Lâm Song ống quần, thực mau lộ ra kia khối bị cắn vị trí, nơi này miệng vết thương không có khép lại, mặt trên rõ ràng xá nha khổng thấm đỏ tươi huyết, bất quá miệng vết thương ngoại vòng lại là có chút hắc, nhìn ra được này xà độc tính không tính đặc biệt cường, cho nên còn không đủ để chí mạng. Nghệ Nguyên Kính vội vàng dùng mũi kiếm đem miệng vết thương chọn phá, miệng gần sát kia miệng vết thương đem độc huyết hút ra tới, đại khái xử lý một chút, lúc này mới mang theo Lâm Song đi phân thành y quán. Quả nhiên, Lâm Song còn tính vận khí không tồi, tuy rằng bị cắn có trong chốc lát, chính là độc tính không tính quá cường, cho nên chỉ là hôn mê, nếu không lâu như vậy thời gian, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Đương nhiên, bọn họ không biết chính là, từ biết được Long Quỳ quả giải độc hiệu lực lúc sau, Lâm Song ngày thường đều sẽ mang một ít dự phòng, vừa mới bị rắn cắn lúc sau, Lâm Song tuy rằng không có biện pháp đem độc làm ra tới, chính là cũng ở trước tiên dùng Long Quỳ quả, làm kia độc pha loãng không ít. Nghệ Nguyên Kính lại làm lang trung cấp Lâm Song cẩn thận kiểm tra quá, ở xác định không có khác miệng vết thương lúc sau, Nghệ Nguyên Kính mới cuối cùng yên tâm xuống dưới. Lâm Song mơ mơ màng màng chi gian liền nghe được có một cái rất quen thuộc thanh âm ở dặn dò cái gì, lúc sau thanh âm kia đã không thấy tăm hơi, cái kia thanh âm một biến mất, Lâm Song liền cảm thấy có một loại mất mát cảm giác, chỉ là mí mắt cảm thấy thực trọng, dãy giụa nửa ngày cũng không tỉnh táo lại. Thẳng đến lần thứ hai đổi dược, Lâm Song mới mở hai mắt, cô nương, ngươi tỉnh, có hay không cái gì không khỏe? Lang Trung thấy Lâm Song mở mắt ra, nhịn không được hỏi, ta đây là ở phân thành y quán sao? Lâm Song mở miệng hỏi, đúng vậy, ngươi bị rắn cắn bị thương. Thấy Lâm Song ý thức cũng thanh tỉnh, Lang Trung gật gật đầu trả lời. Lang Trung, hiện tại giờ nào? Lâm Song có chút nhớ thương tiểu tử quân, hôm nay nàng đi trong núi ngắt lấy vài thứ, thời tiết thật sự là quá khô nóng, Lâm Song liền không mang tiểu tử quân, mà là một mình ra cửa, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy, cũng không biết hiện tại khi nào. Cô nương yên tâm, bất quá mới giờ mùi, sắc trời thượng sớm, nghe được mới giờ mùi, tuy rằng chậm trễ giữa trưa trở về cấp tiểu tử quân nấu cơm, bất quá cuối cùng không phải quá muộn, mới yên lòng. Lâm Song lại đột nhiên nghĩ đến vừa mới chính mình nghe được cái kia quen thuộc thanh âm, vội vàng lại hỏi, Lang Trung cũng biết, đưa ta tới y quán chính là người nào? Lâm Song tâm tình có chút phức tạp, nàng không nghĩ tới đưa nàng đi y quán người sẽ là Nghệ Nguyên Kính, khó trách nàng mơ mơ màng màng thời điểm nghe thấy cái kia thanh âm, liền cảm thấy rất quen thuộc, nguyên lai lại là hắn phát hiện chính mình, nghe Lang Trung miêu tả cùng với kia ít có dòng họ. Lâm Song liền phán đoán ra đưa chính mình tới y quán người đến tột cùng là ai, bất quá, lúc này Nghệ Nguyên Kính sớm đã rời đi, nghe nói xác định chính mình không có trở ngại lúc sau liền rời đi, hắn quả nhiên vẫn là cảm thấy không tiện đi, Lâm Song không khỏi trong lòng thầm nghĩ, lại hoãn trong chốc lát, Lâm Song cảm thấy thân thể không ngại, hơn nữa, giữa trưa tiểu tử quân liền không ăn cơm, nàng còn muốn vội vàng trở về, Lang Trung, hôm nay khám tư. Từ bên hông cởi xuống túi tiền, Lâm Song liền chuẩn bị phó khám tư, kia Lang Trung xua xua tay, không cần, vị kia Nghệ công tử đã trả tiền rồi, cô nương, ngươi ngày gần đây trở về cần phải để ý, nếu là còn có không khỏe địa phương liền tới tìm ta, đây là ngươi dược, trở về ba chén thủy chiên thành một chén dùng, như thế, đa tạ Lang Trung. Lâm Song tiếp nhận gói thuốc, hướng tới Lang Trung nói lời cảm tạ lúc sau, lúc này mới cất bước ra y quán. Thật là may mắn không có mang tiểu tử quân ra cửa, nếu không tiểu hài tử chống cự năng lực kém, nếu là ra cái sai lầm liền không xong, chỉ là, rốt cuộc lúc này có chút chậm, Lâm Song ra cửa liền đi tiệm bánh bao mua bánh bao, lại mướn chiếc xe đưa chính mình hồi Quảng Du thôn, vừa vào cửa, tiểu tử quân liền đón đi lên, nương, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về, khuôn mặt nhỏ nói không nên lời, ủy khuất. Nương có việc chậm trễ, quân quân đói bụng đi, Lâm Song nói, từ trong lòng ngực đem còn ấm áp bánh bao đem ra, hoa, bao bao, tiểu tử quân nhìn đến ăn ngon, lập tức vui vẻ lên, nguyên bản Lâm Song đi ra ngoài một lát liền trở về làm cơm trưa, ai biết bởi vì việc này chậm trễ, cho nên tiểu tử quân giữa trưa liền không ăn,
nói hắn ở cửa đối với đại môn trừng mắt, liền ngóng trông Lâm Song mau chút trở về. Lúc này cuối cùng nhìn đến đồ ăn, vẫn là hắn thịnh bánh bao, thịt, cũng không màng cái gì, mồm to cắn, thơm quá. Ăn hai khẩu, tiểu tử quân lại đem trong tay bánh bao đưa cho Lâm Song, nương cũng ăn, nương không đói bụng, quân quân ăn đi. Lâm Song xua xua tay, nàng hiện tại chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, tuy nói kia xà độc tính không lớn, nhưng rốt cuộc còn không có bài sạch sẽ. Lâm Song cảm thấy còn có chút dưới chân phát nhẹ, thấy tiểu tử quân ăn vui vẻ, cũng liền muốn đi nghỉ ngơi một chút, chậm rãi đi trở về phòng. Lâm Song theo giường đất biên nằm xuống, hắn còn hảo đi, tuy rằng hôm nay bị Nghệ Nguyên kính cứu, chính là nàng là nửa hôn mê, căn bản không thấy được hắn, bất quá, hắn hẳn là khá tốt đi. Ngày đó ở đại điện phía trên liền nghe nói hắn lại lập công, vậy thuyết minh phía trước cũng có không ít công tích. Hơn nữa, hắn cùng Tang Đoá như vậy hoạt bát rộng rãi nữ hải tử ở bên nhau, hẳn là vui vẻ. Lần đó Tang Đoá bị thương, hắn như vậy khẩn trương, hiện tại Tang Đoá đã không có việc gì, hắn cũng không cần lại lo lắng. Nói thật, hôm nay sẽ bị Nghệ Nguyên kính cứu, Lâm Song không biết là hẳn là dùng cái dạng gì tâm tính tới đối đãi, chỉ là, rốt cuộc nhân gia cứu chính mình một mạng, nếu là không đi nói lời cảm tạ có chút không thể nào nói nổi đi. Lâm Song không nghĩ thừa nhận, kỳ thật nàng đáy lòng ẩn ẩn vẫn là hy vọng có thể thấy thượng hắn một mặt, nghĩ đến muốn đi nói lời cảm tạ, Lâm Song một lăn long lóc lại bỏ lên, từ góc khay đan nhảy ra kim chỉ, Lâm Song lại đi chọn một bộ trước kia làm được dự phòng hộ sáo, một chút nghiêm túc khâu vá lên, bởi vì thời gian đuổi, Lâm Song chỉ làm một bộ thủ đoạn hộ sáo, cẩn thận đem hộ sáo dùng bố bao hảo phòng tới một bên, lại dương mắt xem bên ngoài, sắc trời đã âm xuống dưới. Nương, ngươi còn ngủ sao? Tiểu tử quân thanh âm từ bên ngoài vang lên, tựa hồ có chút lo lắng quấy nhiễu Lâm Song, cho nên thanh âm cũng không lớn. Nương đã tỉnh, quân quân ngươi có phải hay không đã đói bụng? Lâm Song vội vàng hạ giường đất, đi qua đi kéo ra cửa phòng, nhìn đến Lâm Song, tiểu tử quân lộ ra một cái tươi cười, ngay sau đó từ thân sau lưng lấy ra một phen trích có chút vụn vặt đồ ăn. Nương, ngươi xem, quân quân làm, đã rửa sạch sẽ, nương buổi tối nấu cấp quân quân ăn, không nghĩ tới nhi tử như vậy tiểu liền sẽ chính mình đi chọn đồ ăn. Thậm chí còn tẩy qua, tuy rằng trích không phải đặc biệt sạch sẽ, bất quá vẫn là làm Lâm Song có chút kinh hỉ. Quân quân, ngươi là nghĩ như thế nào lên giúp nương nhặt rau? Tiểu tử quân thấy Lâm Song trên mặt kinh ngạc, không khỏi đắc ý dương đầu nhỏ, cần thúc thúc giáo quân quân, cần thúc thúc nói, nương rất bận thực vất vả, làm quân quân muốn giúp nương làm việc, về sau trưởng thành muốn chiếu cố nương, quân quân thật ngoan. Lâm Song khen thưởng kéo qua tiểu tử quân hôn một cái, hảo, đồ ăn cấp nương, ngươi đi theo tiểu hoa ngoạn nhi đi. Tiểu hoa là Lâm Song phía trước dưỡng gà hoa lau, không nghĩ tới lâu như vậy không trở về, nó cư nhiên không đói chết, sau lại Lâm Song mới phát hiện, cũng là may mắn bọn họ không có thời gian rửa sạch, cho nên bên kia sân mọc đầy thảo, bên trong thỉnh thoảng có chút tiểu trùng linh tinh, còn có thảo hạt gì đó, cho nên đám kia gà vịt nhưng thật ra cũng chưa đói chết. Chính là một cái so một cái gầy, gần nhất Lâm Song trở về, kia mấy chỉ liền bị Lâm Song lại dưỡng phì lên, nhìn đến tiểu tử quân nhảy bắn chạy đi, Lâm Song mí mắt hơi rũ xuống dưới, cúi đầu nhìn xem trong tay đồ ăn, không nghĩ tới Triệu Cần đã từng đối tiểu tử quân nói qua nói như vậy, nhưng hiện tại hắn, không biết hay không mạnh khỏe, chính mình rốt cuộc là cái ích kỷ, rốt cuộc vẫn là mang theo tiểu tử quân thoát đi. Đô thành Đông Lâm Cửu Vương trong phủ, Cửu Vương ra hôn kỳ buông xuống, chỉ là, Cửu Vương trong phủ không khí lại càng thêm trầm trọng, nguyên nhân vô hắn, rõ ràng hẳn là vui mừng sự tình, nhưng cố tình bọn họ luôn tùy ý khiêm tốn chủ tử Cửu Vương ra, lại là một ngày so với một ngày trầm mặc, trên mặt cũng càng thêm âm u, liên quan bọn hạ nhân cũng cẩn thận lên, cho nên toàn bộ Cửu Vương phủ hoàn toàn, không có một tia răng đèn kết hoa chuẩn bị mở hôn lễ bộ dáng. Chỉ là, không có tâm tư cũng không đại biểu không đi chủ bị, này tóm lại là hoàng thượng khâm thưởng nhân duyên, cho nên không khí lại không tốt, một ít góc cũng bắt đầu thay đại hôn ứng có chi vật, nhìn mấy ngày nay ích, tiệm nhiều hỉ vật, Cửu Vương gia Triệu Cần trong lòng một trận phiền loạn, không nghĩ suy nghĩ, cũng không nghĩ đi xem, thân là vương gia lại như thế nào, rốt cuộc vẫn là không có thể chân chính tiêu giao tự tại. Lâm Song chuẩn bị cho tốt cơm chiều cùng tiểu tử quân ăn xong,
sớm liền ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Song nhìn cái kia bố bao, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định mang theo đi một chuyến quân doanh, giáp mặt đối Nghệ Nguyên Kính nói lời cảm tạ, đuổi kịp xe ngựa, hướng phân thành đi, mắt thấy xuyên qua phương thủy phố chính là quân doanh bên kia, lại bị người kêu ở đường đi, phía trước chính là Song Nương, thanh âm này có chút quen thuộc, Lâm Song nghĩ lại liền biết là người phương nào, thít chặt xe ngựa dây cương. Lâm Song xoay người xuống xe, hướng tới Phong Kỵ nhanh nhẹn thi lễ, Phong công tử, Lâm Song này xương có lễ, ngươi đã từ Đông Lâm đã trở lại, đây là một cái khẳng định nghi vấn, đại để cư nhiên có thể ở Hoàng thượng, thiên điện thượng nhìn thấy Lâm Song, Phong Kỵ nhiều ít đối Lâm Song thân phận có chút tò mò, là, đã trở về chút thời gian, Lâm Song không có dư thừa nói, chỉ là theo Phong Kỵ hỏi chuyện trả lời, ngươi Phong Kỵ nghĩ nghĩ. Trung Quy vẫn là không hỏi Lâm Song vì sao sẽ xuất hiện ở Hoàng Cung, rốt cuộc mặc kệ Lâm Song xuất hiện ở nơi nào, chỉ cần không phải Nghệ Nguyên Kính trước mặt, vậy cùng hắn không có quan hệ, ngươi đây là đi nơi nào, Lâm Song muốn đi một chuyến, quân doanh, con đường này qua đi gần nhất chính là quân doanh, hơn nữa Phong Kỵ cũng là hướng quân doanh phương hướng, liền tính nàng không nói, trong chốc lát đồng dạng lộ cũng sẽ bị Phong Kỵ biết. Lâm Song dứt khoát cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, đi quân doanh, Phong Kỵ tựa hồ ngửi được một tia nguy hiểm giống nhau nheo lại mắt, hắn lo lắng nhất tự nhiên chính là Lâm Song cùng Nghệ Nguyên Kính hai người chi gian, chứ không nói Lâm Song hiện nay có phải hay không Hoàng thượng người, đơn Nghệ Nguyên Kính hiện tại đối Lâm Song còn có bao nhiêu nhớ, vậy tuyệt đối không thể làm hai người gặp mặt, huống chi hắn đã nói ra kia phiên không mặt mũi đối Nghệ Nguyên Kính nói, do đó thành toàn tang đoá. Thật vất vả Nghệ Nguyên Kính đáp ứng rồi muốn cưới Tang Đoá, hiện tại như thế nào có thể làm chuyện này thất bại trong gang tấc? Thấy Phong Kỵ tựa hồ nửa ngày không đáp lại, Lâm Song cũng không nghĩ nhiều cùng hắn tốn thời gian, nàng còn chuẩn bị đem đồ vật đưa qua đi lúc sau, lại mang tiểu tử quân đi một chuyến Mãn Hương lâu, Phong công tử, Lâm Song đi trước một bước cáo từ, nói liền hướng trên xe ngựa nghiêng ngồi trên đi, hơi hơi kéo dây cương chuẩn bị rời đi. Phong Kỵ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn thấy Lâm Song phải đi, trong lòng quýnh lên, trực tiếp dục ngựa ngăn ở Lâm Song xe ngựa phía trước, chậm đã, Lâm Song không khỏi nhíu mày, Phong Kỵ như vậy hành động thật sự là vô lễ, nhưng lại cứ, hắn là Nghệ Nguyên Kính tốt nhất bằng hữu, chuyện này Lâm Song lúc trước ở tại Nghệ Phủ liền biết, cho nên đối với Phong Kỵ như thế, Lâm Song chỉ là khẽ nhíu mày, Phong công tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi chính là đi tìm Nguyên Kính, Phong Kỵ thấy chính mình dù sao cản cũng ngăn cản, dứt khoát chút nào không che đậy, bay thẳng đến Lâm Song hỏi, là, Lâm Song là đi trí tạ, Phong công tử có gì dị nghị, mặc dù không mừng, Lâm Song vẫn là đúng sự thật trả lời, không nghĩ tới, Lâm Song thật là đi tìm Nghệ Nguyên Kính, Phong Kỵ trên mặt chính là trầm xuống, hắn phía trước ở Hoàng đế Triệu Doanh Khải Thương cung gặp qua Lâm Song lúc sau. Hắn nhưng thật ra thật sự đem Lâm Song bên này buông xuống, thử hỏi, có thể ở trong hoàng cung hành tẩu nữ tử, kia há có thể trở ra, cho nên Phong Kỵ theo bản năng liền bài trừ Lâm Song uy hiếp, chỉ là hắn rốt cuộc là hiểu lầm, Lâm Song sở dĩ sẽ ở hoàng cung, lại không phải bởi vì Hoàng đế Triệu Doanh, mà là bởi vì Cửu Vương gia Triệu Cẩn. Bất quá Phong Kỵ không biết, liền cho rằng Lâm Song có thể xuất hiện ở nơi đó, định là cùng Hoàng đế có cái gì quan hệ. Nói thật, hôm nay ở chỗ này gặp được Lâm Song, Phong Kỵ cũng tưởng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, không nghĩ tới lại thật là Lâm Song, thậm chí nàng còn muốn đi tìm Nghệ Nguyên Kính, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy sự tình. Phía trước Phong Kỵ thuần túy vì Tang Đoá suy xét chuyện sau đó, hơn nữa bởi vì phía trước Tang Đoá chịu nhục kia sự kiện, Phong Kỵ giận chó đánh mèo Nghệ Nguyên Kính, cũng oán trách đã chết chính mình, Phong Kỵ cảm thấy. Bởi vì hắn rượu sau nói mới đưa đến Tang Đoá đi tìm Nghệ Nguyên Kính, cho nên hắn có trách nhiệm giúp Tang Đoá, mà cũng vừa lúc Nghệ Nguyên Kính cho rằng Lâm Song đã có tâm thuộc người, đồng dạng cũng bởi vì đáy lòng đối chịu nhục Tang Đoá có chút áy náy, rốt cuộc chịu đáp ứng Phong Kỵ đề nghị. Nhìn thoáng qua Lâm Song, Phong Kỵ trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hết thảy đúng là thuận lợi thời điểm, hắn tuyệt đối không thể làm Lâm Song phá hư này hết thảy. Hạ quyết tâm Phong Kỵ, xoay người xuống ngựa, trên mặt tựa hồ mang theo một tia tiếc nuối, thoáng tới gần Lâm Song cưỡi xe ngựa, Song Nương, ngươi hẳn là đã biết Nguyên Kính cùng Tang Đoá sự tình đi, Lâm Song không nghĩ tới Phong Kỵ sẽ đột nhiên cùng nàng để chuyện này,
bất quá vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Từ lần đó bọn họ không chú ý tới chính mình, Nghệ Nguyên kính ôm, hôn mê Tang Đóa đi y quán bắt đầu, Lâm Song cũng đã biết, rốt cuộc nàng phía trước ngẫu nhiên nhận thức Tang Đóa, từ Tang Đóa trong miệng nghe nói qua rất nhiều lần có quan hệ nàng, ba đồ ca ca sự tình. Chẳng qua, Lâm Song như thế nào đều không có nghĩ đến, cái kia Tang Đóa, ba đồ ca ca chính là Nghệ Nguyên kính, một khi đã như vậy, Song nương ngươi như thế thông tuệ người, lại có người quan tâm, hà tất lại muốn tới quấy Nguyên kính đâu, Phong Kỵ nói thực minh, bạch, hắn cảm thấy, có thể một mình tiến cung nữ tử đều không tầm thường, nói thật, hắn xác thật cũng rất bội phục Lâm Song, khả nhân tâm rốt cuộc là thiên. Hắn không có biện pháp nhìn Tang Đóa thương tâm khổ sở, Phong Kỵ tin tưởng, Lâm Song không có Nghệ Nguyên kính cũng có thể quá thực hảo, nhưng Tang Đóa, lúc này nàng thật sự cũng chỉ có Nghệ Nguyên kính, Lâm Song không nghĩ tới, bất quá là đi nói lời cảm tạ, lại là dẫn ra nhiều như vậy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Phong Kỵ nói cũng đúng, Nghệ Nguyên kính đã lựa chọn Tang Đóa, nàng hiện tại xuất hiện lại tính cái gì? Thấy Lâm Song tựa hồ bị nói động, Phong Kỵ vội vàng mở miệng nói, Song nương, về sau nếu có cái gì khó khăn có thể tới tìm ta hỗ trợ, đến nỗi Nguyên kính, hắn lập tức liền phải cùng Tang Đóa thành thân, lúc này đang ở bố trí hỉ phòng, chỉ sợ không có thời gian, nếu ngươi lần này là có chuyện, cũng có thể nói cho ta, Nghệ đại ca muốn thành thân, Lâm Song cũng không khỏi sửng sốt, tuy rằng biết Nghệ Nguyên kính cùng Tang Đóa quan hệ không bình thường. Lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên muốn thành thân, Phong Kỵ gật gật đầu, là, Nguyên kính cùng Tang Đóa hôn kỳ liền định tại đây nguyệt 16, còn có 3 ngày đó là bọn họ thành thân ngày. Nghe xong Phong Kỵ nói, Lâm Song hơi hơi lui về phía sau vài bước, rũ xuống đôi mắt, đem suy nghĩ thu liễm trở về, như thế, Lâm Song chúc mừng Nghệ đại ca cùng Tang Đóa, bất quá Lâm Song vốn chỉ là tới nói, lời cảm tạ, như thế cái này thỉnh Phong công tử chuyển giao cho hắn. Lâm Song xoay người đem bố bao lấy ra tới đưa cho Phong Kỵ, bất quá là tầm thường chi vật, Liêu biểu tâm ý, đem đồ vật cho Phong Kỵ, Lâm Song thay đổi xe đầu, như thế, Lâm Song liền cáo từ, cầm kia bố bao, Phong Kỵ nhìn Lâm Song đi xa bóng dáng, đem bố bao mở ra, bên trong là một bộ thủ đoạn hộ sáo, đem đồ vật thu hảo, Phong Kỵ lúc này mới hướng tới quân doanh phương hướng chạy đi, mà Lâm Song, nàng tuy rằng không có đi quân doanh, lại cũng không có về nhà, mà là hướng tới Tang Đóa ở phân thành chỗ ở đi đến, chuyển qua một cái cong, Lâm Song liền nhìn đến Tang Đóa trụ nơi đó răng đèn kết hoa, còn thỉnh thoảng có người ra vào, tựa hồ ở dọn thứ gì, thoáng tới gần, liền nghe thấy bên trong Tang Đóa trong trẻo thanh âm, cái này dọn qua đi, đối, liền để ở đâu thì tốt rồi, Lâm Song thăm dò xem qua đi. Chỉ thấy nơi này đã bố trí hảo hỉ đường, chẳng qua còn có rất nhiều đồ vật, tựa hồ còn không có hoàn toàn phóng tới làm người vừa ý vị trí, hơn nữa không có người hỗ trợ lo liệu, Tang Đóa liền chính mình tự mình chỉ huy bố trí hỉ đường, tuy rằng không phải nhiều đẹp đẽ quý giá, lại cũng là một mảnh vui mừng, liền ở Lâm Song xem thời điểm, ngoài cửa lại tới nữa vừa nhấc đồ vật, nhìn dáng vẻ như là vải dệt. Nhìn dáng vẻ Tang Đóa còn muốn chính mình vì chính mình chủ bị của hồi môn, bất quá Tang Đóa nhìn dáng vẻ tựa hồ một chút đều không ngại, mà là, nhìn đến đồ vật thực vui vẻ, chỉ huy hướng trong nâng, bọn họ quả thật là muốn thành thân, Lâm Song trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, không có vào nhà chúc mừng, mà là xoay người đi kéo qua xe ngựa, mang theo tiểu tử quân rời đi Tang Đóa chỗ ở. Mang theo tiểu tử quân dạo qua một vòng, Lâm Song cho hắn mua không ít đồ vật, lúc này mới lại chuẩn bị trở về, mà mặt khác một bên, mang theo Lâm Song theo hộ sáo trở lại quân doanh Phong Kỵ, lại không có đi tìm Nghệ Nguyên kính, mà là trở lại chính mình chỗ ở, đem kia hộ sáo nhét vào hắn gửi quần áo địa phương, theo sau sửa sang lại một chút, lúc này mới đi tìm Nghệ Nguyên kính, tới rồi Nghệ Nguyên kính sở trụ lều trại. Phong Kỵ lập tức đi vào đi, liền phát hiện Nghệ Nguyên kính đang xem cái gì, Nguyên kính, ngươi như thế nào cũng không đi xem Tang Đóa bên kia, liền nàng một người bố trí hỉ đường này đó quá vất vả, Phong Kỵ bất mãn hướng tới Nghệ Nguyên kính nói, ân, xác thật vất vả, nàng, Phong huynh ngươi ngày gần đây nếu là có rảnh liền đi giúp nàng đi, Nghệ Nguyên kính không có ngẩng đầu, như cũ đang xem trong tay một quyển sách, Nguyên kính, một tay đem Nghệ Nguyên kính quyển sách trên tay đoạt xuống dưới, Phong Kỵ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Nghệ Nguyên kính,
đó là chính ngươi đại hôn, ngươi như thế nào có thể như thế không coi trọng. Nghệ Nguyên Kính không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Hảo, đừng nói như vậy nhiều, hiện tại thay quần áo đi ra, ngoài nhìn xem, mau đi, ngươi nếu là đi, Tang Đoá nhất định thực vui vẻ. Phong Kỵ trực tiếp kéo Nghệ Nguyên Kính, xô đẩy làm hắn ra doanh trướng. Hảo hảo, ta đi đó là, bị Phong Kỵ đẩy không có cách, hơn nữa hôm nay luyện binh đã kết thúc, hắn xác thật không có gì lý do cự tuyệt, Nghệ Nguyên Kính chỉ phải thay đổi một bộ quần áo, cưỡi ngựa hướng tới binh doanh ngoại đi. Ra binh doanh đến Mang Phương thủy phố, Nghệ Nguyên Kính liền nghĩ tới hôm qua kia một màn, nói thật, hắn, từ hôm qua cứu Lâm xong lúc sau, trong đầu liền đều là nàng bóng dáng, hắn không biết nàng vì sao hiện tại lại xuất hiện ở phân thành, càng không biết nàng cùng vị kia tuần sử đại nhân chi gian đến tột cùng như thế nào, cũng không biết nàng thương thế như thế nào, hắn rất muốn nàng, rồi lại lo lắng đi tìm nàng thời điểm tái kiến như vậy đau đớn hắn tâm một màn. Nghệ Nguyên Kính cảm thấy, ở trên sa trường không sợ hết thảy chính mình, lại không có dũng khí đi đối mặt Lâm Song. Hắn hôm qua trở về lúc sau, năm lần bảy lượt đều tưởng trở về y quán, hắn muốn nhìn một chút Lâm Song có phải hay không đã thanh tỉnh, kia trương bởi vì không khỏe mà trói chặt mày, hắn muốn dùng tay thế nàng vuốt phẳng. Kỳ thật, từ hôm qua ra tới hắn liền hối hận, hắn như thế nào liền không đợi Lâm Song tỉnh lại rời đi đâu. Hôm qua rõ ràng tử quân không ở, cái kia tuần sử đại nhân cũng không ở, hắn vì sao liền quan tâm dung khí cũng chưa, nguyên bản Nghệ Nguyên Kính hôm nay trong lòng thực loạn, căn bản là không nghĩ tới muốn đi Tang Đoá, bên kia giúp nàng cùng nhau bố trí hỉ đường, hắn không nghĩ ra tới, luyện binh sau khi chấm dứt liền không có nơi đi, hắn chỉ có thể đem nhiều có tinh lực đều đầu nhập đến nghiên cứu binh thư thượng, nhưng lúc này bị Phong Kỵ đẩy ra, Nghệ Nguyên Kính nhìn kia thẳng tắp đường lát đá. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn muốn đi y quán, đi xem Lâm Song hay không đã không việc gì, cùng thời gian, Lâm Song cấp tiểu tử, quân mua rất nhiều đồ vật, lại giá xe ngựa đi y quán, miệng vết thương tuy rằng không có trở ngại, nhưng rốt cuộc kia xà là có độc, trừ bỏ muốn uống dược thảo, Lâm Song cũng quyết định lại thay đổi trên đùi dược, từ đổi dược đến lấy gói thuốc, Lâm Song trước sau đều là mơ mơ màng màng. Nàng trong lòng, trước mắt, đã không có phồn hoa đường phố, đã không có lui tới người, đã không có dò hỏi lang trung, có chỉ là mãn phòng nến đỏ cùng hỷ tự, hắn, rốt cuộc vẫn là muốn cùng Tang Đoá đại hôn. Dục ngựa tới rồi y quán cửa, Nghệ Nguyên Kính liền thấy được kia tọa trấn lang trung, hôm nay đến xem bệnh người cũng không tính nhiều, Nghệ Nguyên Kính thực mau tới đến lang trung trước mặt, lang trung còn nhớ rõ tại hạ, hôm qua ta Nga, là Nghệ công tử. Chính là có việc, kia lang trung nhận ra Nghệ Nguyên Kính, cười hỏi, Nghệ Nguyên Kính liền đem tưởng dò hỏi Lâm Song thương thế sự tình nói một lần, kia lang trung hơi hơi kinh ngạc, Nghệ công tử như thế, nào hỏi ta, chẳng lẽ là lúc sau không có gặp được vị kia cô nương sao, nghe được lang trung hỏi chuyện, Nghệ Nguyên Kính gật gật đầu, ta cùng với nàng là cũ thức, chẳng qua Nghệ mỗ hiện cư doanh trung, thật sự không có phương tiện. Vừa vặn đi ngang qua liền muốn tìm lang trung hỏi ý một vài, lang trung tay vê trường dâu, thì ra là thế, bất quá Nghệ công tử tới thật là không khéo, vị kia cô nương mới rời đi bất quá một chén trà nhỏ công phu, nàng vừa mới vừa ly khai, Nghệ Nguyên Kính cả kinh, nàng thương thế như thế trọng sao, hôm qua đều chưa từng tỉnh lại, lang trung nghe nói biết Nghệ Nguyên Kính hiểu lầm, liên tục xua tay. Nghệ công tử hiểu lầm, vị kia cô nương hôm nay lại đây đổi dược thôi, Nghệ Nguyên Kính lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng hướng tới lang trung nói lời cảm tạ lúc sau, vội vàng đi ra ngoài, hướng tới Quảng Du thôn phương hướng đuổi theo, chỉ tiếc, Lâm Song lúc này cũng không có về nhà, mà là mang theo tiểu tử quân, đi phân thành cách đó không xa tiệm vãn thôn, phía trước Lâm Song ở y quán thời điểm, vừa vặn có người đi nhìn trên tay bệnh. Đó là một loại hoa thương, nghe nói là tiệm vãn thôn, đang tới gần biên giới bên kia phát hiện một loại kỳ quái thực vật, cái loại này thực vật mới gặp thời điểm rất quái dị, tiệm vãn thôn thôn dân liền không có để ý, chính là sau lại cảm thấy kia thực vật rất thơm, phát ra hương vị đặc biệt mê người, cho nên liền có người đem kia thực vật lấy về đi bãi, ở trong phòng, liền vì nghe cái loại này thực vật hương vị, thậm chí còn có người dùng cái loại này thực vật tới hôn quần áo. Chính là, không qua mấy ngày, mọi người liền phát hiện, cái loại này thực vật thực chiêu tiểu phi trùng, làm cho trong nhà đều là tiểu phi trùng,
làm người nhìn liền sinh ghét, cuối cùng chỉ phải đem kia thực vật ném xuống. Lại lúc sau, kia thực vật chung quanh phi đầy tiểu phi trùng, làm người nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại, cho nên dứt khoát muốn đem kia thực vật trừ tận gốc, cho nên mọi người liền đi diệt trừ, không nghĩ tới kia thực vật bề ngoài vốn dĩ liền quái dị, lá cây càng là sắc bén, mặt trên còn mang theo tiểu thứ, chui vào trong tay sưng đỏ vô cùng, nguyên bản nghĩ lập tức liền tiêu, nhưng mấy ngày rồi, lại đau lại sưng thập phần khó chịu, lúc này mới vào thành tới tìm y. Lâm Song vốn dĩ cầm dược chuẩn bị đi, nghe thấy người nọ miêu tả, trong lòng lại đột nhiên nghĩ tới một loại, sau lại đặc biệt nổi danh. Chân quả, cái loại này bộ dáng cùng cái loại này chân quả cơ hồ hoàn toàn giống nhau, cái này làm cho Lâm Song không khỏi trong lòng hơi hơi vừa động. Lúc trước nàng còn may mắn gặp qua cái loại này chân quả, chẳng qua loại này chân quả từ rất xa địa phương vận qua đi, tự nhiên giá bán vô cùng quý giá, như vậy tưởng tượng. Lúc này cách này chân quả thịnh hành là lúc ít nhất còn có 5 năm nhiều, Lâm Song không quá khẳng định có phải hay không nàng đã từng gặp qua cái loại này chân quả, bất qua cái loại này chân quả nghe nói thập phần nại khô hạn, nếu thật là, nhưng thật ra có thể làm nàng nguyên bản hoang vu bên ngoài quả lâm được cứu vớt, cho nên, ra y quán, Lâm Song liền thẳng đến tiệm vãn thôn chạy tới, rồi tiệm vãn thôn, bên này thật nhiều người trên tay đều quấn lấy mảnh vải. Nhìn dáng vẻ là bị cái loại này thực vật thương tới rồi tay, Lâm Song nghĩ nghĩ, trực tiếp đem xe dừng lại, tìm một vị nhìn qua giản dị nữ nhân hỏi, vị này đại tàu, nghe nói quý thôn xuất hiện một loại kỳ quái thực vật, ngươi cũng biết này thực vật ở địa phương nào, kia nữ nhân ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái tuần tú nhu mỹ nữ tử đang ở đối chính mình nói chuyện, bất quá nghe thấy đối phương nhắc tới kia kỳ quái thực vật không cấm nhíu mày, bất quá đối với Lâm Song. Thấy nàng bộ dạng nhu hòa ngữ khí lại văn nhã tức khắc tâm sinh hảo cảm, đại muội tử là người xứ khác đi, ngươi là không biết kia quỷ thực vật, thật là nữ nhân vừa, nói lên liền đình không được, thẳng đem kia thực vật sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, từ lúc ban đầu phát hiện thời điểm hồng đoan trùng điệp hoa, đến sau lại tràn đầy trường ra đầy người là thứ trái cây, đến cuối cùng kia trái cây phát ra mùi hương nghi. Còn có hậu tới hái về một chút sự tình lúc sau mới thở dài, ai thừa tưởng kia thực vật như vậy hương hương vị, cư nhiên có nhiều như vậy hại. Đại tàu, ta tưởng nghiên cứu hạ kia thực vật, có thể hay không nói cho ta, đi như thế nào? Lâm Song nghe xong kia nữ nhân nói lúc sau, càng thêm xác định kia tựa hồ chính là đời trước nghe nói cái kia chân quả, trong lòng không khỏi vui mừng lên, thật đúng là trời không tuyệt đường người. Nguyên bản nghĩ cùng hoàng đế Triệu Doanh bởi vì cửu vương gia Triệu Cẩn, sự tình nháo thành như vậy, về sau vườn trái cây chân quả hay không còn có thể dùng làm hoàng thất chuyên dụng, cũng không thể xác định, mà những cái đó chân quả kiểu quý, thật sự không phải. Lâm Song có thể vẫn luôn trường kỳ gieo trồng bán, cho nên, Lâm Song nguyên bản là tưởng, trừ bỏ vườn trái cây nội chân quả ngoại, này đó bên ngoài mà hay không muốn thuê, cũng coi như nàng cùng tiểu tử quân về sau dựa. Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới làm nàng ngẫu nhiên đụng vào như vậy một cái đại vận khí, thấy Lâm Song khăng khăng muốn đi, kia nữ nhân liền cấp Lâm Song chỉ lộ, muội tử, vậy ngươi cần phải cẩn thận, bên kia thực, vật nếu là không cẩn thận hoa thương, miệng vết thương sẽ lại sưng lại ngứa rất khó chịu, yên tâm hảo, ta sẽ cẩn thận, đa tạ đại tẩu, Lâm Song cười cười. Theo kia nữ nhân chỉ phương hướng, giá khởi xe ngựa đi qua đi, từ tiệm vãn thôn ra tới còn phải đi rất dài một khoảng cách, hơn nữa là ở một mảnh rất cao một mảnh thảo đãng mặt sau, chẳng qua bởi vì hiện tại quá mức nóng bức, này đó thảo đều dần dần khô héo, cho nên mới lộ ra mặt sau một đoạn, sau đó tiệm vãn thôn người, liền thử thăm dò từ bên này qua đi, cũng khó trách phía trước không có người phát hiện nơi này cái loại này kỳ quái thực vật, nếu là bụi cỏ rậm rạp thời điểm. Nơi này ra vào là thực lao lực, đặc biệt lại không biết mặt sau có cái gì, nơi này lại thiên viện, tự nhiên liền không ai mạo hiểm qua đi, hiện tại này phiến thảo đều héo ngã xuống đi, mặt sau xem tới được, liền có người nguyện ý đi thăm, sau đó liền phát hiện kia phiến kỳ dị thực vật, Lâm Song tới rồi trước mặt. Bởi vì tiệm vãn thôn dân rất nhiều, bởi vì chém này đó kỳ quái thực vật mà bị thương, cho nên nơi này tạm thời không quá nhiều người ở. Nhìn đến một cái không quen biết nữ tử tới gần, lưu thủ người vội vàng ngăn cản, cô nương, thứ này không thể loạn chạm vào, sẽ thương đến, Lâm Song chiều cái kia ngăn cản nàng người cười cười,
vị này đại ca, không ngại sự, ta chính là vì này thực vật tới, có thể hay không làm ta xem một chút, nghe nói Lâm Song vì này kỳ quái thực vật tới, người nọ sửng sốt một chút, ngay sau đó tránh ra tới, vậy ngươi xem đi, bất quá ta nhưng trước tiên nói tốt, này thực vật chát người, hơn nữa bị chát lúc sau miệng vết thương lại đau lại ngứa đặc biệt không thoải mái, ngươi để ý, đa tạ vị này đại ca nhắc nhở. Lâm Song chiều người nọ nói lời cảm tạ lúc sau, cẩn thận hướng tới kia thực vật thấu qua đi, cẩn thận quan sát một chút, bất luận từ ngoại hình vẫn là kia cổ nhàn nhạt vị ngọt nhi, đều cùng đời trước nàng gặp, qua cái kia chân quả rất giống, Lâm Song tuy rằng không thể hoàn toàn khẳng định, lại cũng có 8 phần nắm chắc, cất bước hướng phía trước dặn dò nàng người kia đi đến, Lâm Song nhanh nhẹn thi lễ, vị này đại ca, có không đem ngươi lưỡi hái cho ta mượn dùng một chút, hành. Người nọ cũng sảng khoái, trực tiếp đem lưỡi hái đưa cho Lâm Song, Lâm Song tiếp nhận lưỡi hái lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó đi trở về xe ngựa, từ trên xe ngựa nhảy ra một ít mảnh vải đem tay cuốn, lấy, ngay sau đó một bàn tay đỡ kia thực vật bên cạnh, mặt khác một bàn tay tắc dơ lên lưỡi hái, hướng tới thực vật hệ dễ huy đi xuống, liên tiếp chém hơn 10 viên, trước làm bên trong xe tiểu tử quân xuống dưới. Lâm Song đem hơn 10 viên phóng tới xe ngựa tận cùng bên trong, sau đó dùng bố cái lên, lại làm tiểu tử quân lên xe ngồi ở giữa trước vị trí, lúc này mới đem lưỡi hái còn cấp vừa mới nam nhân kia, đa tạ vị này đại ca ngươi lưỡi hái, vừa mới ta chém phương pháp đại, ca chính là thấy rõ, nam nhân liên tục gật đầu, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn nhu nhược nữ tử sạch sẽ lưu loát, chém nhiều như vậy khỏa. Không những liền căn chém chỉnh tề, hơn nữa tay cũng không có nửa điểm bị thương. Lâm Song giơ lên tay, đem kia mảnh vải cởi ra, nếu là thật muốn chém rớt, chỉ cần bắt tay cột chắc, như vậy liền sẽ không bị tiểu đâm bị thương đến, lại còn có thể hơi hơi áp xuống một ít, như vậy vết đao cũng sẽ tương đối chỉnh tề, cũng dễ dàng. Chém một ít, thì ra là thế, nam nhân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, nam nhân vội vàng triệu tập người, cũng dựa theo Lâm Song giáo biện pháp bắt đầu chém, nhìn đến đối phương chém thuận lợi, Lâm Song đuổi xe ngựa hướng tiệm vãn thôn phương hướng đi, nàng còn muốn xuyên qua thôn đường cũ phản hồi, chỉ là, làm Lâm Song cũng không nghĩ tới chính là, nàng theo đường cũ chính vội vàng xe ngựa đi tới, nơi xa lại có một đám người chính đuổi đi một người, khác hướng cửa thôn chạy. Đám kia người trong tay mỗi người đều cầm dụng cụ, lấy cái gì đều có, cái gì trồng trọt cái cuốc, sắt rau đao, chài cán bột linh tinh, tóm lại tựa hồ đều ở truy phía trước một cái quần áo rách dưới nam nhân, phía trước nam nhân kia xem sườn mặt là đầy mặt bùn, cũng không biết bao lâu không tắm rửa, trên người quần áo cũng là rách tung tóe. Hắn vừa chạy vừa đem trong tay đồ ăn hướng trong miệng tắc, thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái phía sau truy, đuổi hắn đám kia người. Rồi sau đó mặt người phẫn nộ hô to, chảo tặc, nhìn dáng vẻ là người nọ trộm đồ vật, không biết là bởi vì kinh hoàng vẫn là không sức lực, chính chạy vội, phía trước nam nhân đột nhiên té ngã trên đất, mà hắn kia rách nát trong quần áo tức khắc nhảy ra rất nhiều đồ vật, toàn bộ giải ra tới phô đầy đất, Lâm Song ánh mắt lạnh lùng, khó trách nhân ra sẽ như vậy nhiều người đuổi theo ra tới, nếu chỉ là trộm điểm ăn cũng liền thôi, nhưng nhìn xem, này rớt ra. Tới đồ vật, thậm chí còn thấy được một thỏi ngân nguyên bảo, phải biết rằng, này như vậy thôn xóm nhỏ chung, ai kêu có thể có cái ngân nguyên bảo kia đều phải liều mạng giấu đi, thậm chí có người ra đời này thấy chưa thấy qua nguyên bảo đều không nhất định, cho nên, kia nam nhân ăn cắp nhân gia như vậy quý trọng đồ vật, không truy này đánh mới là lạ, nguyên bản xem kia nam tử tựa hồ hồi lâu không ăn cơm bộ dáng, Lâm Song còn ẩn ẩn có chút đồng tình, nghĩ bất quá là đói cực. Kỳ trộm chút thức ăn, thậm chí muốn bằng không chính mình ra điểm tiền, xem như mua những cái đó đồ ăn, hiện tại xem ra, Lâm Song cũng liền không có lo chuyện bao đồng tâm tư, ra xe ngựa tiếp tục hướng cửa thôn chạy đến, mà bởi vì té ngã, người nọ tức khắc bị thôn dân vây quanh chính là một đốn tay đấm chân đá, một hồi lâu, những cái đó thôn dân từng người lấy về chính mình đồ vật mới rời đi, mà người nọ liền bị kéo ném tới cửa thôn. Lúc này Lâm Song vội vàng xe đi phía trước đi, vừa vặn cùng tới rồi cửa thôn, nguyên bản Lâm Song tưởng vòng khai cái kia bị đánh nằm trên mặt đất nam nhân, đối với loại này hảo thủ hảo chân lại không tứ tiến thủ, ngược lại làm loại này trộm cắp nghề nghiệp, thật sự làm Lâm Song sinh không dậy nổi một tia đồng tình,
huống chi, nàng một đường đón đi tới, những cái đó thôn dân rốt cuộc lương thiện, chân chính đánh thời điểm cũng không có dùng trong tay những cái đó dụng cụ, chỉ là dùng chút quyền cước, thậm chí, những cái đó đại tẩu nhóm căn bản là không có động thủ, chỉ ở một bên hung hăng phun mấy khẩu, lúc này kia nam nhân tuy rằng nằm trên mặt đất, bất quá lại cũng không chịu nhiều trọng thương, lâm song căn bản không nghĩ phản ứng người như vậy, đã có thể ở ngay lúc này, kia nam nhân tựa hồ cảm nhận được trước mặt có xe ngựa trải qua, vội vàng lăn đến xe ngựa trước, dọa lâm song vội vàng lạc khẩn dây cương, chán ghét là một chuyện, cán người chết lại là mặt khác một chuyện, đại, khái phát giác xe ngựa ngừng, người nọ liên tục hướng tới xe ngựa dập đầu, đại gia xin thương xót, cấp điểm tiền đi. Ta đã vài thiên không ăn qua một đốn cơm no, nam nhân nói lời nói thời điểm thanh âm làm lâm song cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá bởi vì tiếng nói có chút khàn khàn, lâm song lại là không phân rõ ra tới, chỉ là, đại hắn ngẩng đầu nhìn về phía lâm song thời điểm, hai người đều là sửng sốt, nam nhân đầy mặt nước bùn, làm người có chút thấy không rõ diện, mạo, chính là bộ dáng này thật sự là lại quen thuộc bất quá. Chẳng sợ thanh âm bởi vì thanh âm có điều bất đồng mà không phân biệt ra tới, có thể thấy được đến này mặt cùng thân hình, lâm song tưởng nhận không ra đều không thể, chỉ là, hắn như thế nào lại ở chỗ này, lại như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy chật vật bộ dáng, liền ở lâm song âm thầm suy nghĩ thời điểm, nam nhân lại dẫn đầu mở miệng, kia trong giọng nói rõ ràng lộ ra một loại kích động cảm xúc, song nương, là, ngươi đi, là ngươi đúng không, ta không phải đang nằm mơ đi. Song nương ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi có phải hay không tới cứu ta, liên tiếp vấn đề, làm lâm song không biết nên như thế nào trả lời, cũng không biết có nên hay không trả lời, nếu không phải hôm nay gặp được, lâm song đều mau quên như vậy cá nhân, trước mắt người đúng là cùng nghệ nguyên kính cùng phê nhập ngũ lâm gia đại ca lâm sơn, lúc trước bởi vì lâm thiên thân mình hảo, cho nên mặt sau tình huống, liền thay đổi, đời trước, bởi vì lâm thiên thân mình gầy yếu. Liền lang chung đều phán đoán hắn chỉ sợ không mấy ngày nhưng sống, cho nên, nếu lâm thiên đi, lâm gia cũng chỉ dư lại lâm sơn như vậy một cái nam đinh, vì thế liền làm lâm gia giao tiền, sau đó miễn lâm sơn nhập ngũ. Đương nhiên, đời trước kia tiền cũng là diêu thị chạy tới lưu gia tìm lâm song muốn, chính là này một đời, bởi vì lâm thiên không chỉ có thân mình hoàn toàn hảo, thậm chí còn phải tây thành học đường, tiên sinh thưởng thức. Lâm Thiên chính mình cũng tranh đua, nhưng thật ra ở Tây Thành cũng có chút danh tiếng, rõ ràng là đi con đường làm quan hạt giống tốt, tự nhiên sẽ không bị học đường tiên sinh phóng đi nhập ngũ. Vài vị học đường tiên sinh ra mặt, quan phủ cũng muốn cấp vài phần mặt mũi, huống chi nếu là Tây Thành về sau ra cao trung người, cũng làm cho bọn họ trên mặt có quang, kia nếu Lâm Thiên lưu lại, Lâm Sơn làm Lâm ra mặt khác một vị nam đinh liền chỉ có thể hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Lúc ấy, còn bởi vì lâm song đi cấp nghệ nguyên kính, tiễn đưa thời điểm gặp được diêu thị cùng nhị tỷ lâm xuân các nàng, kết quả còn đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, mà lúc sau lâm xuân trộm theo dõi biết được lâm song đặt chân mà, còn mang theo lưu vệ đi tìm cha, bị mạnh nhiên mạnh lão bá đánh chạy, cũng làm lâm song hoàn toàn đối lâm gia tuyệt vọng, trừ bỏ lâm thiên nàng cũng không tính toán lại quan tâm người khác sự tình, sau lại. Lâm song nghe nói nghệ nguyên kính tin dữ liền rời đi Tây Thành bên kia, nàng nguyên bản cũng đã cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, mà cùng Lâm Thiên lui tới thư từ bên trong, Lâm Thiên cũng biết trong nhà những người khác chưa bao giờ quan tâm Lâm song, cho nên cũng chưa từng nhắc tới quá Lâm gia. Lâm song tự nhiên là đối bên kia có tình huống, như thế nào đều hoàn toàn không biết gì cả, đến nỗi đại ca Lâm Sơn rõ ràng nhập ngũ người vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn ở trộm đồ vật. Này liền làm lâm song có chút nghi ngờ, phát hiện lâm song không nói lời nào, nam nhân lại là dứt khoát từ trên mặt đất đứng dậy, tùy tiện chuyển tới mặt khác một bên, lập tức ngồi vào trên xe ngựa, phảng phất không quá phận khai mấy ngày, cùng cái này muội muội có bao nhiêu thân giống nhau. Song nương, tốt xấu ta cũng là đại ca ngươi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nếu ở chỗ này gặp ta nhưng xem như thở phào nhẹ nhõm, ngươi hiện tại có thể a. Có phải hay không lại tìm nam nhân, bây giờ còn có xe ngựa, nhìn dáng vẻ nhật tử quá không tồi, đi, trước cho ta lộng điểm ăn lại tắm rửa một cái, đúng rồi, lại cho ta làm hai thân quần áo mới, mấy ngày nay chính là khổ ta, nói xong, Lâm Sơn lại hướng trong xê dịch, lại là mị thượng mắt,
thấy Lâm Sơn liền như vậy tự quyết định lên xe, sau đó còn giống như đương nhiên chỉ huy Lâm Song cho hắn mua này mua kia, Lâm Song liền cảm thấy có khí, từ nhỏ không thiếu chịu Lâm Sơn chỉ huy, đời trước như vậy bi thôi, Lâm Sơn cũng không phải không tham dự, nàng không tìm hắn tính toán sổ sách liền thôi, hắn cư nhiên còn có mặt mũi tới chỉ huy chính mình, đi xuống, ngươi là vị nào? Lâm Song bản hạ mặt, lạnh lùng nhìn Lâm Sơn, đối với cái này nguyên bản hẳn là có thân cận nhất huyết thống quan hệ đại ca, Lâm Song hiện tại lại là cảm thấy liền người xa lạ đều không bằng, nha, cái ngạnh đúng không, ta là ai ngươi không quen biết, ta là đại ca ngươi. Lâm Sơn không nghĩ tới Lâm Song sẽ nói ra nói như vậy, hắn trong ấn tượng tiểu muội Lâm Song, kia chính là cả nhà tốt nhất khi dễ, chẳng sợ hắn đã lưu lạc đến tận đây, Lâm Sơn như cũ không có ý thức được. Lâm Song đã không phải năm đó cái kia mặc cho hắn khi dễ lại chỉ biết khóc, không có bất luận kẻ nào thế nàng nói chuyện tiểu nữ hài. Nói xong này phiên lời nói, liền Sơn trực tiếp vỗ vỗ phía trước mã, đi một chút, nhưng mã lại văn ti chưa động, cái này làm cho Lâm Sơn cảm thấy mất mặt mũi, lại nhìn về phía Lâm Song quát, thất thần làm gì, ngươi tưởng đói chết ta à, ta chính là đại ca ngươi. Lâm Sơn nói chiều Lâm Song đẩy một chút, ý bảo nàng đánh xe. Lúc này, xe bồng nội tiểu tử quân thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, từ phía sau chui ra tới, này đẹp đã có người đẩy hắn nương, tay nhỏ hướng tới Lâm Sơn chụp đi xuống, người xấu, không được khi dễ ta nương, cảm giác được một con tay nhỏ rơi xuống, Lâm Sơn theo bản năng hướng bên kia đẩy, tiểu tử quân lảo đảo an vị đi xuống, đại khái va chạm một chút, tiểu tử quân, hoa khóc lên, vừa mới Lâm Sơn đẩy chính mình, Lâm Song chưa nói cái gì. Chính là thấy hắn cư nhiên đẩy như vậy tiểu nhân hài tử, Lâm Song nhưng không làm, nhà mình nhi tử vốn dĩ liền ngoan, chính nàng đều không bỏ được đánh một chút, hiện tại cư nhiên bị Lâm Sơn đẩy ngã đánh vào bên cạnh, Lâm Song sắc mặt lạnh hơn, cùng tang đóa học phòng thân thuật cũng không phải là bạch học, Lâm Song sau lại chính, mình cũng thường xuyên không có việc gì liền luyện một lần, mặc dù không phải nhiều lợi hại, nhưng đối phó trước kia vẫn luôn ham ăn biếng làm. Hiện tại lại đói bụng mấy ngày không có gì sức lực Lâm Sơn lại là dư giả, trở tay vặn trụ Lâm Sơn cánh tay, thuận thế như vậy dùng sức đẩy, liền đem Lâm Sơn đẩy xuống xe ngựa, quân quân, ngồi xong, Lâm Song nói xong, dùng sức vung dây cương, xe ngựa đi phía trước chạy đi, bị này một loạt sự tình đã làm cho có chút ngốc Lâm Sơn, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn cư nhiên bị Lâm Song cấp đẩy xuống xe ngựa. Nhìn tuyệt trần má đi xe ngựa, Lâm Sơn trong mắt hiện lên một tia oán hận, Lâm Sơn thấy Lâm Song cư nhiên không nói hai lời liền đẩy chính mình xuống xe, sau đó cứ như vậy rời đi, trong lòng liền sinh oán hận, dựa vào cái gì cái kia từ nhỏ liền mềm yếu vô năng Lâm Song, hiện tại có thể quá tốt như vậy, chính mình lại liền khẩu cơm no đều không kịp ăn, hắn sẽ không bỏ qua Lâm Song, chỉ là, Lâm Sơn lại. Không nghĩ, hắn đến tột cùng là vì cái gì mới có thể biến thành này phó kết cục. Kỳ thật, việc này lại nói tiếp cũng quái Lâm Sơn chính mình. Lúc trước bởi vì trong nhà Lâm Thiên có tiền đồ, Lâm Sơn liền chỉ có thể bị bắt hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Chính là, đi theo đội ngũ xuất phát tới rồi phân thành lúc sau, Lâm Sơn liền chịu không nổi nữa. Phải biết rằng, lúc trước ở nhà, Lâm Sơn cơ hồ cái gì đều không làm. Tuy nói trong đất việc hắn cũng làm, bất quá hắn lại, thường xuyên gian dối thủ đoạn, nếu không trước kia Diêu Thị đang tuổi lớn, Lâm Nga, Lâm Xuân cùng Lâm Song còn ở nhà thời điểm, Lâm gia mà sản xuất vẫn là không tồi. Nguyên bản Lâm Song ở nhà thời điểm hắn còn có thể chỉ vào Lâm Song, nhiều làm một ít, sau lại bởi vì trong nhà thiếu tiền, Lâm Song liền bị gả cho Lưu Vệ, trong đất việc cũng chỉ có thể hắn đi làm, phàm là Lâm Sơn có thể chăm chỉ điểm. Trong nhà cũng sẽ không quá như vậy nghèo, thậm chí sau lại hắn dứt khoát cũng không đi làm việc nhà nông nhi, liền chỉ vào thường thường đi tìm Lâm Song đòi tiền, ở nhà có thể lười biếng, tới rồi doanh trung ai chuẩn ngươi lười biếng, mới bất qua huấn luyện mấy tháng, Lâm Sơn liền chịu không nổi, cho nên thừa dịp xuất chinh thượng chiến trường thời điểm, Lâm Sơn liền chuẩn êm, dù sao chiến tranh thời kỳ, thiếu vài người cũng sẽ không bị phát hiện, nhưng là... Phân thành cùng Tây thành cách xa nhau như vậy xa, rời đi đội ngũ Lâm Sơn lại cũng không có thể trở về, liền dứt khoát làm xin cơm, thường thường còn sẽ trộm vài thứ sống qua, liền Lâm Sơn chính mình cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên sẽ tại như vậy xa địa phương gặp được Lâm Song, hắn liền cảm thấy hắn ngày lành lại tới nữa,
đáng tiếc này một đời Lâm Song đã không phải từ trước nhậm người nhất lấy Lâm Song, trực tiếp xoay người liền rời đi. Lâm Song trực tiếp ra xe ngựa trở về Quảng Du thôn, đối với vừa mới nàng đem Lâm Sơn đá đi xuống động tác, nàng một chút đều không hối hận. Đem xe vững vàng dừng lại, Lâm Song từ trong xe đem tiểu tử Quân bế lên tới. Quân Quân, vừa mới có hay không đâm đau? Nương, Quân Quân không có việc gì. Tiểu tử Quân giơ lên khuôn mặt nhỏ, hướng tới Lâm Song mỉm cười ngọt ngào. Lâm Song ở tiểu tử Quân trên đầu sờ sờ, cái gáy vị trí thượng có một cái không lớn bao, đại khái là vừa rồi đâm ra tới, hơn nữa bởi vì ngã vào đi, tay nhỏ thượng cũng cắt qua. Nhìn nhi tử bị thương, tuy rằng chỉ là tiểu thương, Lâm Song thật là đau lòng hỏng rồi. Lúc trước tiểu tử Quân bị bắt cóc đều là lông tóc vô thương. Đi, nương cho ngươi sát sát, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Lâm Song đem nhi tử bế lên lui tới trong phòng đi, rửa sạch một chút trên tay, lại nhảy ra thuốc mỡ tới. Này đó vẫn là phía trước Triệu Cần dùng dư lại tới. Nương, không có việc gì, Quân Quân không đau. Cái kia là người xấu, Cần thúc thúc nói, Quân Quân là nam tử hán phải bảo vệ nương, không thể làm nương bị người xấu khi dễ. Tiểu tử Quân trên mặt tràn đầy kiên định trả lời, Quân Quân ngoan, bất quá về sau không được như vậy đột nhiên lao tới làm nương lo lắng, biết không, hôm nay là không ra cái gì đại sự, nếu không nàng liền chính mình đều không thể tha thứ. Nương, ngươi là sinh khí sao? Nhìn đến Lâm Song có chút nghiêm túc, tiểu tử Quân nhỏ giọng hỏi. Quân Quân, kia dù sao cũng là đại nhân, về sau muốn trốn hảo không bị thương chính là giúp được nương, biết không, chính là cần. Thúc thúc nói hảo, kia cũng muốn chờ Quân Quân lại lớn lên một ít mới có thể bảo hộ nương nha. Hiện tại Quân Quân còn nhỏ, Lâm Song sờ sờ tiểu tử Quân đầu, đầu còn đau không đau, không đau. Tiểu tử Quân nhếch môi cười cười, nhìn đến nhi tử xác thật không có trở ngại, Lâm Song lúc này mới yên lòng. Chính ngươi ngoạn nhi trong chốc lát, nương đi cho ngươi làm ăn. Lúc sau mấy ngày, Lâm Song đều không có lại ra cửa, nàng bắt đầu đem từ tiệm vãn thôn chém lại đây cái. Loại này kỳ quái thực vật loại đến vườn trái cây ngoại vòng nếm thử một chút. Nếu nhớ không lầm nói, loại này chân quả tên là phượng mật quả là một loại thảo sinh thực vật. Một tầng, có kiếm giống nhau diệp, thành thục thời điểm mùi hương bốn phía, hơn nữa ngọt lành nhiều nước, chính yếu thị phi thường nại hạn. Loại này thời điểm đã lâu như vậy không mưa, hoa màu đã sớm không có sinh khí, ngay cả Lâm Song tỉ mỉ chăm sóc tiểu vườn trái cây cũng đều không có như vậy. Thủy Linh, nếu là cái này phượng mật quả có thể trồng trọt thành công, kia bất luận là đối với lúc sau thổ nhưỡng vẫn là, đồ ăn gia tăng đều là đặc biệt tốt, cho nên Lâm Song gấp không chờ nổi bắt đầu trồng trọt, nếu là này hơn 10 viên có thể sống, nàng chuẩn bị dứt khoát đi tiệm vãn thôn đem dư lại phượng mật quả đều thu hồi tới. Bất quá, tưởng tượng đến ở tiệm vãn thôn Lâm Sơn, Lâm Song lại không khỏi nhíu mày. Ngày đó sự tình nàng xác thật không hối hận, chính là dù sao, cũng là chính mình thân đại ca, luôn là lưu lạc ở bên ngoài, lại còn có làm ra liền xin cơm mang ăn cắp hoạt động, cũng thật sự là cấp Lâm gia bôi đen, trước không nói Lâm gia như thế nào, về sau nếu là bị người phát giác chuyển ra đi, đối với Lâm Thiên về sau cũng bất lợi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Song vẫn là quyết định, bắt tay đầu sự tình lộng xong, dứt khoát vẫn là đem Lâm Sơn đưa trở về. Nếu Lâm Sơn hiện tại du đang ở bên ngoài, kia phỏng chừng là chạy ra tới, rất có thể đã bị báo tin người chết, nếu là lúc này trở về, chỉ cần tiểu tâm một ít, hẳn là cũng sẽ không bị người phát hiện, rốt cuộc. Lúc này bắt đầu, tựa hồ liền có một vị thường thắng tướng quân xuất hiện. Có một hai cái đào binh, hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện đi. Mắt thấy phía trước đính xuống dưới hôn kỳ càng ngày càng gần, Nghệ Nguyên Kính lại là mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện tân binh ở ngoài, liền đem chính mình rót say khướt, hắn không nghĩ một nhắm mắt lại liền nghĩ. Đến Lâm Song, lại không nghĩ đi đối mặt bận rộn tang đoá, chỉ có thể đem chính mình chuốc say tới tê mỏi chính mình. Nguyên Kính, ngày mai đó là ngươi ngày đại hôn, ngươi hôm nay cũng không thể uống rượu. Thấy Nghệ Nguyên Kính huấn luyện xong tân binh hồi doanh trướng, Phong Kỵ vội vàng theo đi vào. Mấy ngày này Nghệ Nguyên Kính biểu hiện làm hắn cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt, nhưng nghĩ ngày mai đó là hắn cùng Tang Đoá thành thân ngày, Phong Kỵ vẫn là nhịn không được dặn dò nói, đã biết. Nghệ Nguyên Kính nhàn nhạt trở về một câu, cả người liền lệch qua trên giường đất, một bộ uể oải không phấn chấn bộ dáng. Ngươi Phong Kỵ nhìn Nghệ Nguyên Kính bộ dáng,
cũng không biết nên nói chút cái gì, tức giận lại ra doanh trướng. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiểu binh thanh âm, báo, phó quân thống nhất quản lý, cửu vương gia cùng cửu vương phi lập tức liền đến, đã ở phân thành ngoại 5 dặm chỗ. Nghe thấy cửu vương gia cùng cửu vương phi đến, Nghệ Nguyên Kính mới một lăn long lóc đứng dậy, mấy ngày trước đây liền nhận được truyền lệnh, đương kim thánh thượng đối quân tình thập phần chú ý, đặc phái cửu vương gia tìm kiếm hỏi thăm, mà tân hôn cửu vương phi cũng đồng hành, kỳ thật. Thỉnh chỉ lại đây dò hỏi quân tình là Triệu Cẩn chính mình yêu cầu, mặc dù biết, bởi vì hoàng thượng duyên cớ, hắn chỉ sợ cùng Lâm Song rốt cuộc vô duyên, lại cũng vẫn là mong đợi có thể tái kiến thấy nàng, chẳng qua, Triệu Cẩn tâm tư, hoàng đế Triệu Doanh lại như thế nào sẽ không rõ, làm Triệu Cẩn tới dò hỏi quân tình xác thật cũng là vì hắn không tín nhiệm người khác, nhất tin tưởng tự nhiên là Triệu Cẩn. Chính là đồng dạng cũng lo lắng Triệu Cẩn đi gặp Lâm Song đột nhiên sinh ra biến cố, cho nên mới sẽ lấy cửu vương phi tân hôn còn chưa từng kiến thức Trung Quốc quốc thổ, vì từ lăng là làm cửu vương phi La Ngưng Nhạn đi theo, hoàng đế hạ chỉ, Triệu Cẩn không thể cự tuyệt, cho nên lúc này mới sẽ là cùng nàng đồng hành, đến nỗi cửu vương phi La Ngưng Nhạn, đại hôn cùng ngày, cửu vương gia cư nhiên đếm túc thư phòng, cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít có chút bất mãn. Lại được nghe này cửu vương gia trong lòng tựa hồ có một nữ tử, chẳng qua nữ tử thân phận thấp kém, cho nên vô duyên cửu vương gia, mà chính mình còn lại là hoàng thượng cùng thái hậu khâm định, tự nhiên liền tính cửu vương gia bất mãn cũng chỉ có thể cưới, nhưng, bất luận là bất luận cái gì nữ tử đều có trong lòng kiêu ngạo, lại như thế nào sẽ cho phép chính mình cư nhiên, còn không bằng một thân phận thấp kém nữ tử, nếu nàng đã ngồi trên cửu vương phi vị trí. Nàng liền sẽ dùng hết toàn lực ngồi ổn vị trí này, chẳng sợ không có biện pháp được đến hắn tâm, ít nhất nàng cũng không thể cả đời đều không bị hắn chạm vào. Ôm như vậy tâm tư, La Ngưng Nhạn cũng mặc kệ Triệu Cẩn là nghĩ như thế nào, thuận theo đồng ý hoàng đế Triệu Doanh kiến nghị, theo Triệu Cẩn đi tới phân thành. Nàng tưởng, như vậy lớn lên một đoạn thời gian, tổng hội có cơ hội, chính là một đường tới rồi phân thành, La Ngưng Nhạn không cấm có chút thất vọng. Trên đường rất nhiều lần nàng đều minh kỳ ám chỉ quá cửu vương gia Triệu Cẩn, lại như cũ không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Ôm kính tự hỏi, La Ngưng Nhạn nhìn, đến trong gương cái kia liễu diệp cong mi người so hoa kiểu tuyệt sắc dung tư, hắn thật sự liền như thế làm như không thấy sao. Nghe nói cửu vương gia cùng cửu vương phi đã mau tới rồi, Nghệ Nguyên Kính vội vàng phân phó người ra khỏi thành nghênh đón, bởi vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần người mau tới rồi liền có thể trực tiếp ra khỏi thành nghênh đón, cho nên đảo cũng không có một tia hoảng loạn, thực mau liền đến đạt phân thành cửa chính. Nhìn nơi xa to rộng xa hoa xe ngựa hành đến gần chỗ, Nghệ Nguyên Kính xuất trung tướng sĩ, còn có phân thành thành sử cùng lễ bái, cung nghênh cửu vương gia, cung nghênh cửu vương phi, có người hầu vén lên xe bồng mành, cửu vương gia Triệu Cẩn chiều trước mặt quỳ lạnh người vẫy vẫy tay, bình thân. Thanh âm này làm Nghệ Nguyên Kính cảm thấy có chút quen thuộc, theo một tiếng bình thân, mọi người đứng dậy cấp cửu vương gia Triệu Cẩn xe ngựa mở đường, Nghệ Nguyên Kính nhanh chóng ngẩng đầu, đáng tiếc chỉ nhìn đến xe bồng thượng mảnh buông xuống, cũng không có nhìn đến bên trong xe người bộ dạng, chỉ là trong lòng không biết vì sao, ẩn ẩn luôn có loại kỳ quái cảm giác. Nghệ Nguyên Kính áp xuống trong lòng quái dị cảm giác, cùng mọi người đi theo xe ngựa cùng vào phân thành thẳng đến quân doanh. Bởi vì lần này cửu vương phi cũng cùng đi theo, trụ địa phương tự nhiên không thể tùy ý, sớm đã có người an bài chỗ ở, liền ở ly quân doanh không xa một chỗ phân thành phú hào biệt thự cao cấp bên trong, nơi này đình đài lầu các, hoàn toàn không có lây dính một tia chiến tranh hương vị, hơn nữa ly quân doanh gần, rồi lại tương đối u tĩnh, cũng là quân đô thống chế cố ý an bài xuống dưới, Triệu Cẩn xuống xe ngựa, đối với trước mắt an bài hắn cũng không tỏ vẻ ra vừa lòng. Cũng chưa nói không hài lòng, chỉ là khẽ gật đầu liền vào trung thính, chờ dàn xếp hảo, Triệu Cẩn lúc này mới hơi làm rửa mặt chải đầu, triệu kiến quân doanh trước mắt lưu thủ người phụ trách, cũng chính là quân đô thống chế Bành Miện, còn có chính là gần nhất bởi vì huấn luyện tân binh mà lưu trở về Nghệ Nguyên Kính. Đương Nghệ Nguyên Kính theo Bành Miện tiến vào trung thính nhìn đến Triệu Cẩn thời điểm, trong mắt là che giấu không được kinh ngạc, hắn, như thế nào sẽ là hắn? Hắn cư nhiên là cửu vương gia, mà Triệu Cẩn cũng đồng dạng có chút kinh ngạc, lại gặp được người này, thật đúng là xảo, không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như thế lại lần nữa nhìn thấy,
hai người trong lòng tuy rằng các có các kinh ngạc, bất quá lại ai cũng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là dựa theo bình thường lễ tiết hành sự, bất quá bất đồng chính là, Triệu Cần chỉ đương Nghệ Nguyên Kính là Lâm Song nhận thức cái kia đóa cô nương bằng hữu, tuy rằng kinh ngạc lại cũng không có quá để ở trong lòng, hắn tương đối kinh ngạc chính là, tự hắn lần trước tự xưng tuần sử lại đây tùy tay để bạt lúc sau, không nghĩ tới hắn thật đúng là một cái không tồi mầm, hiện tại đã như thế nhanh chóng lên tới phó quân đô thống chế, chính là lúc này Nghệ Nguyên Kính, trong lòng lại là như nghiêng trời lệch đất giống nhau nỗi lòng, như thế nào sẽ, người này không phải tuần sử sao, hắn cư nhiên là đương triều cửu vương gia, kia chính mình lần trước ở Đông Lâm đầu đường nhìn đến cái kia ôm, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt sao, không, chính mình lúc ấy xem rất rõ ràng, hơn nữa phía trước bởi vì tang đoá ở Lâm Song trong nhà gặp được thời điểm, cũng xác thật là vị này cửu vương gia, hắn rốt cuộc cùng Lâm Song là cái gì quan hệ, nếu như lần đó ở đô thành Đông Lâm thời điểm, không phải hoa mắt, Lâm Song có biết người này là cửu vương gia, hơn nữa, cửu vương gia hiện giờ đã đại hôn, nói cách khác hắn cùng Lâm Song không quan hệ, lại hoặc là đối Lâm Song đều không phải là hắn tưởng như vậy đâu, chính là mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Nghệ Nguyên Kính đều minh bạch, lấy cửu vương gia thân phận là tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Song ở bên nhau, Nghệ Nguyên Kính cảm thấy tâm phịch phịch nhảy rất lợi hại, chẳng lẽ phía trước là chính mình hiểu lầm, nếu không phải hiện tại còn ở lễ bái cửu vương gia, Nghệ Nguyên Kính hận không thể hiện tại liền cưỡi ngựa đi tìm Lâm Song hỏi cái rõ ràng. Triệu Cần cảm nhận được Nghệ Nguyên Kính ánh mắt biến có chút quái dị, theo bản năng nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn cảm xúc tựa hồ có chút kích động, bất quá lại ở ẩn nhẫn, nhưng là cách như vậy gần, vẫn là có thể phát hiện hắn trên tay phía một chút gân xanh, nhìn đến chính mình kích động như vậy, hẳn là nhận ra chính mình phía trước ở Lâm Song trong viện đi, lúc ấy hai người tựa hồ còn có chút không thoải mái, như vậy tưởng, Triệu Cần cũng liền bình thường trở lại. Bất quá lúc trước hắn lại không biết chính mình thân phận, có chút hiểu lầm cũng không có gì, Triệu Cần cũng không tính toán truy cứu, huống chi, hắn không biết Nghệ Nguyên Kính có phải hay không có gặp qua Lâm Song trở về, hắn còn muốn tìm cơ hội cùng hắn hỏi thăm một chút, áp xuống trong lòng ý tưởng, Triệu Cần bắt đầu dò hỏi mẫu thân tình, hình chiến đấu, lại dò hỏi tân binh huấn luyện tình huống, lúc này mới trở về mọi người. Nguyên bản tưởng ở mọi người trước khi rời đi kêu chủ Nghệ Nguyên Kính, nhưng Nghệ Nguyên Kính không biết vì sao, theo người bước nhanh đi ra ngoài, mà vừa lúc này cửu vương Phi La Ngưng Nhạn phái người lại đây cho mời, Triệu Cần do dự một chút, nghĩ lúc sau còn có cơ hội kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, lúc này mới đứng dậy. Nghệ Nguyên Kính khống chế không được nội tâm ý tưởng, vội vã ra cửa, xoay người lên ngựa, hướng tới tùy tùng giao đãi một tiếng liền hướng tới Quảng Du thôn cấp trì mà đi. Mặt sau mọi người nhìn Nghệ Nguyên Kính vội vã bộ dáng không khỏi sửng sốt, còn tưởng rằng hắn là quá mót, có thậm chí lắc đầu, tỏ vẻ người này bất kham trọng trách, không có gặp qua đại việc đời. Cưỡi ngựa chạy như điên, Nghệ Nguyên Kính mã lớn lên thực cường tráng, ngày thường tùy ý chạy chậm còn vô pháp tẫn hiện nó dáng người, lúc này nhậm nó bay vọt lên, như là một cổ gió xoáy giống nhau thổi qua, mắt thấy phía trước chính là Quảng Du thôn. Nghệ Nguyên Kính thoáng thít chặt dây cương, hắn tâm một chút kịch liệt nhảy lên, thật cẩn thận dọc theo cái kia xa lạ, lại ở trong mộng chạy quá mấy trăm lần đường nhỏ đi phía trước đi, thực mau liền đến hai đầu bờ ruộng, rất xa liền nhìn đến một chiếc xe ngựa buộc ở bên kia, mà bên cạnh có cái hài tử thỉnh thoảng chạy tới chạy lui, xoay người xuống ngựa, Nghệ Nguyên Kính chậm rãi đi tới, nhưng mỗi một bước đều thực thận trọng, như vậy ngắn ngủn khoảng cách. Lăng là làm hắn đi ra như vượt qua thiên hà giống nhau tốc độ. Nương, có cái thúc thúc lại đây. Tiểu tử quân chính chạy vội, đột nhiên phát hiện Nghệ Nguyên Kính đi tới, hướng tới ngồi xổm trên mặt đất đào hố Lâm Song nhắc nhở nói. Lâm Song giương tay xoa xoa cái trán hắn đang muốn ngẩng đầu, liền cảm giác được một cái bóng ma bao phủ ở sau người, theo bản năng đem một bên tiểu tử quân trước ôm vào trong lòng ngực, ngay sau đó mới đứng dậy. Xoay người Lâm Song có chút sửng sốt, theo bản năng chớp chớp mắt, chính mình hoa mắt sao, Nghệ Nguyên Kính như thế nào lại ở chỗ này, nhìn đến Lâm Song phản ứng, Nghệ Nguyên Kính trong lòng có chút chua xót, hắn xuất hiện đã làm nàng có như vậy không thể tưởng tượng cảm giác sao, Lâm Song, chỉ kêu một tiếng, phía dưới vô số nói lại là rốt cuộc nói không nên lời, Nghệ đại ca, ngươi sao ngươi lại tới đây, Lâm Song nguyên bản nghe
thấy Nghệ Nguyên kính thanh âm, trong lòng lập tức vui vẻ lên, không phải nằm mơ, là thật sự, hắn thật thật tại tại đứng ở chính mình trước mặt, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới ngày đó Phong Kỵ nói, Nghệ Nguyên kính muốn thành thân, liền tại minh nhật, nghĩ đến đây, Lâm Song con ngươi lại tối sầm đi xuống, Nghệ Nguyên kính nhìn chằm chằm vào Lâm Song, trên mặt nàng biểu tình tất cả đều dừng ở trong mắt hắn, kia mặt vui sướng cùng sau lại ảm đạm làm Nghệ Nguyên kính có chút hoảng hốt. Lâm Song, ta Nghệ Nguyên kính ý đồ giải thích, lại bị Lâm Song đánh gãy hắn nói, Nghệ đại ca, ngày đó cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một mạng, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã Nghệ đại ca cứu Lâm Song nhiều như vậy thứ, Lâm Song lại không có gì báo đáp, thật sự là hổ thẹn, phía trước không có thể giáp mặt nói lời cảm tạ là ta không phải, bất quá lần này làm hộ sáo còn thích hợp. Còn có, chúc mừng ngươi cùng Tang Đoá sắp thành thân, ta cũng không có gì nhưng, đưa, nhưng về sau các ngươi hài tử nếu yêu cầu làm tiểu y phục, nếu như không chê nói, ta có thể Lâm Song, ngươi nói cái gì? Nghệ Nguyên kính nguyên bản nghe thấy Lâm Song kia thanh tạ, trong lòng chính là trầm xuống, hắn không nghĩ muốn nàng như thế khách khí đối đãi, chính âm thầm thương tâm thời điểm, lại nghe thấy Lâm Song kế tiếp nói, những lời này làm hắn cảm thấy có chút mạc danh. Hắn khi nào thu được nàng hộ sáo, còn có, nàng lại là như thế nào biết hắn muốn cùng, Tang Đoá thành thân sự tình, nghe thấy Nghệ Nguyên kính hỏi lại, Lâm Song cho rằng Nghệ Nguyên kính không tưởng nói cho nàng, trong lòng có chút khó chịu, Nghệ đại ca, ngươi liền không cần giấu ta, ta đều nghe Phong công tử nói, Lâm Song rũ xuống đôi mắt, kỳ thật, Tang Đoá là hảo cô nương, ngươi phải hảo hảo quý trọng. Lâm Song nói, trong mắt lại cảm giác có sương mù xúc lên, sợ kia sương mù càng tụ càng nhiều bị Nghệ Nguyên kính nhìn ra cảm xúc, Lâm Song vội vàng hít sâu, một hơi, Nghệ đại ca, ta còn có việc đi về trước, ngày mai không thể đi tham gia các ngươi hôn lễ, hôm nay liền trước chúc mừng, nói xong, không đợi Nghệ Nguyên kính phản ứng, Lâm Song liền bế lên tiểu tử quân, đem tiểu tử quân phóng tới trên xe, chính mình tắc đi cởi trói ở trên cây dây cương. Nhìn đến Lâm Song phải đi, Nghệ Nguyên kính cuối cùng phản ứng lại đây, những việc này hắn cũng không biết, hắn hoàn toàn không biết, hắn còn tưởng rằng không, hắn lần này vô luận, như thế nào cũng không thể lại phóng nàng đi, đã bỏ lỡ như vậy nhiều lần, Nghệ Nguyên kính không nghĩ cũng không dám lại buông tay, Lâm Song bên kia luống cuống tay chân cởi bỏ dây cương, nàng cảm thấy chính mình cảm xúc liền phải che giấu không được, vội vàng thay đổi xe đầu liền phải đi phía trước đi. Còn không có cất bước, Lâm Song chỉ cảm thấy phía sau ấm áp, nháy mắt dừng lại bước chân, đột nhiên hành động làm Lâm Song có chút không biết làm sao, trong lòng thực mâu, thuẫn, tuy rằng nàng biết chính mình hẳn là tránh thoát khai, phía sau người ngày mai liền sắp cùng khác nữ tử thành thân, nhưng nàng lại có chút không tha, có chút tham luyến như vậy độ ấm, một người thật sự mệt mỏi quá, chẳng sợ nàng trước tiên biết rất nhiều người khác sợ không biết sự tình. Nhưng đời trước nàng trung quy là ếch ngồi đáy giếng, bất quá là một cái kiến thức thô thiển nông phụ, bằng vào một ít tin vỉa hè chống được hiện tại, có thể sống thành như vậy, nàng, thật sự thực nỗ lực, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi thời điểm, Lâm Song có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có nhi tử, đó là chống đỡ nàng động lực, nhưng có động lực cũng hoàn toàn không đại biểu không mệt, giống như trong nước lục bình, không biết khi nào khô héo liền sẽ trầm vô tung vô ảnh. Chỉ là, nàng làm như vậy là không đúng, Tang Đoá là cái đơn thuần thiện lương cô nương, nàng cũng không sai, sai chỉ là nàng cùng hắn chung quy vẫn là vô duyên thôi, Nghệ đại ca ngươi buông ra, ngươi ngày mai sắp thành hôn, ngươi nếu muốn cưới Tang Đoá liền phải đối nàng phụ trách, ngươi không thể, nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy thân thể bị quay cuồng lại đây, chưa đứng vững, hai cánh lạnh băng môi liền phúc ở nàng trên môi, đem những lời này đó toàn bộ nuốt đi xuống. Nghệ Nguyên kính không bao giờ muốn nghe Lâm Song trốn tránh nói, hắn tưởng niệm nàng, hắn không nghĩ hai người còn như vậy hiểu lầm đi xuống, chính là nghe nàng lời nói, Nghệ Nguyên kính lại, không biết nên như thế nào giải thích, dưới tình thế cấp bách chỉ nghĩ trước lấp kín nàng miệng, không cần lại nói này đó chọc tâm hoa nói, Lâm Song mắt đột nhiên mở to lão đại, hắn sao lại có thể như vậy đối chính mình, hắn rõ ràng là sắp thành thân người, hai người đã từng ước định. Nghe nói hắn chết trận xa trường hoảng sợ, tới tìm hắn không có kết quả tuyệt vọng, còn có được biết hắn tồn tại cũng đã bên cạnh bạn giai nhân chua xót, lập tức đều nảy lên trong lòng, tuy là, nàng đã trải qua hai đời tang thương tâm, vẫn là nhịn không được làm sương mù mông hai mắt,
cảm nhận được ấm áp nước mắt, Nghệ Nguyên Kính đột nhiên ngẩng đầu, đem Lâm Song nhìn lại xem, lòng bàn tay ở nàng gương mặt vuốt ve, đừng khóc, là ta lỗ mãng, đừng khóc hảo sao, chỉ là, này phiên lời nói làm Lâm Song nước mắt lưu càng nhiều, nàng không phải bởi vì hắn lỗ mãng, nàng là kinh hãi, nàng cư nhiên thích hắn đối nàng như thế, nhưng rõ ràng đây là hai người hiện tại nhất, không thể làm sự tình. Hắn đem thành thân, nàng không thể lòng tham chiếm này phân ôn nhu, nàng sợ không có biện pháp dứt bỏ, hư thúc thúc, người xấu, khi dễ ta nương, tiểu tử quân phát giác Lâm Song khóc, thở phì phì dùng chân nhỏ đá Nghệ Nguyên Kính chân, nhưng Nghệ Nguyên Kính hàng năm tập võ, tiểu tử quân bất quá tam, bốn tuổi hài tử, đá lên không đau không ngứa, ngược lại là Nghệ Nguyên Kính hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống thân, tử quân đá đến đau không đau, tiểu. Tử quân xác thật cảm giác như là đá đến trên tảng đá giống nhau, nghĩ lại chính mình giúp không đến nương, cũng hoa một tiếng khóc lên, ngươi người xấu, khi dễ ta nương, người xấu, ô ô ô, nhìn tiểu tử quân khóc lên, Nghệ Nguyên Kính có chút chân tay luống cuống, liên tục nhìn về phía Lâm Song, Lâm Song bị tiểu tử quân như vậy một nháo, khụt khí xoa xoa nước mắt, đem tiểu tử quân ôm lên, quân quân ngoan, thúc thúc không phải người xấu, đừng khóc, hống tiểu tử quân, Lâm. Song Hồng hai mắt nhìn về phía Nghệ Nguyên Kính, Nghệ đại ca, vừa mới việc coi như làm không có phát sinh quá, nếu muốn cưới Tang Đoá liền đừng cho nàng thương tâm, nàng là cái hảo cô nương, đừng phụ bạc nàng, Lâm Song, này chi gian có hiểu lầm, chúng ta hảo hảo nói một chút hảo sao, thật vất vả biết được chính mình hiểu lầm, Nghệ Nguyên Kính không nghĩ buông tha lần này cơ hội, duỗi tay đem Lâm Song giữ chặt, hắn không thể lại phóng nàng đi, hít sâu một hơi, Lâm Song. Xoay người, Nghệ đại ca ngày mai muốn cùng Tang Đoá thành thân chính là thật sự, Nghệ Nguyên Kính yên lặng gục đầu xuống, là, nhưng này trung gian có rất nhiều nguyên nhân Nghệ đại ca, nếu là thật sự, kia Lâm Song tại đây chúc mừng ngươi cùng Tang Đoá, về sau không, không có về sau, mời trở về đi, không, Lâm Song ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta cho rằng ngươi cùng Cửu Vương gia ở bên nhau, cho nên mới đồng ý cưới Tang Đoá, nghe thấy Nghệ Nguyên Kính nói, Lâm Song. Mở to hai mắt, quay lại quá mức, ngươi như thế nào biết Cửu Vương gia sự tình, kỳ thật nghe được Lâm Song như vậy hỏi, Nghệ Nguyên Kính trong lòng có chút ăn vị, này còn không phải là biến tướng thừa nhận, nàng cùng Cửu Vương gia chi gian thật sự có chút cái gì, bất quá, nếu Lâm Song hỏi, Nghệ Nguyên Kính vẫn là kỹ càng tỉ mỉ trở về Lâm Song, từ Cửu Vương gia ra vẻ tuần sử đi quân doanh, đến sau lại hắn tới Lâm Song ra thời điểm gặp được hắn ở, lại đến sau lại hắn. Ở đô thành Đông Lâm, bên đường nhìn đến kia một màn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều nói một lần, ta thẳng đến hôm nay mới biết hắn đó là đương kim Cửu Vương gia, nói đến Cửu Vương gia mang Cửu Vương phi cùng tới giải quân tình sự tình, Nghệ Nguyên Kính lại trộm nhìn thoáng qua Lâm Song phản ứng, thấy Lâm Song cũng không có quá nhiều yêu thương thần sắc, Nghệ Nguyên Kính tâm thoáng an một ít, nguyên lai là như thế này, kỳ thật ta cũng là trước đó không lâu mới biết được hắn là... Đương triều Cửu Vương gia, Lâm Song gật gật đầu trả lời, thấy Lâm Song biểu tình lại hòa hoãn một ít, Nghệ Nguyên Kính vội vàng rèn sắt khi còn nóng, Lâm Song, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước nói làm ngươi chờ ta không phải nói giỡn, ta thật là cho rằng ngươi tìm được rồi hạnh phúc, dù vậy, ngươi đại nhưng tới hỏi ta, lại đáp ứng cưới Tang Đoá, nếu không có tình, lại như thế nào sẽ đồng ý? Còn có, ngươi sau khi mất tích lần đầu tiên xuất hiện thời, điểm đó là ôm Tang Đoá vội vàng tìm y, lại như thế nào thật sự đối nàng không có động tâm, Lâm Song lúc này đảo có chút ghen thành phần ở bên trong, quay đầu đi nói, ngay lúc đó một màn nàng nhớ rất rõ ràng, hắn rõ ràng liền đứng ở chính mình trước mặt, nhưng lại liền bước chân đều không có dừng lại liền vội vàng rời đi, Lâm Song, kỳ thật, ta sở dĩ sẽ nhận thức Tang Đoá là bị nàng cùng nàng cha cứu. Lúc trước ta xác thật bị trọng thương, nếu không có bọn họ cứu trị, chỉ sợ, cũng là thật sự chết trận xa trường. Nói tới đây, Nghệ Nguyên Kính nhìn phía Lâm Song, này ta biết, Tang Đoá lúc trước cùng ta mới quen thời điểm nói qua, lại còn có làm ơn ta làm hộ sáo cho nàng, ba đồ ca ca, hai người các ngươi người tình nghĩa ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng Tang Đoá đại khái chưa nói, ta kỳ thật lúc trước mất trí nhớ, quên mất sự tình trước kia. Cho nên ta mới có thể ở thảo nguyên ngây người lâu như vậy đi, ngươi mất trí nhớ, Lâm Song sửng sốt, như,
thế nào sẽ, Nghệ Nguyên Kính liền biết, Lâm Song nhất định không biết chuyện này, lúc trước ta thời điểm đối địch không cẩn thận, phần đầu cũng bị thương nặng, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi hộ sáo chung bảo vệ đầu kia khối ngăn cản, chỉ sợ mặc kệ ai tới cứu ta cũng vô dụng, chính là bởi vì có ngươi đưa hộ sáo bảo hộ, ta tuy rằng chịu bị thương nặng lại không chết rớt, mà là bị cứu lên tới, chẳng qua cũng đã quên rất nhiều chuyện. Lâm Song đem Tiểu Tử Quân bế lên xe ngựa, lại ý bảo Nghệ Nguyên Kính cũng ngồi lại đây, tiếp tục nghe Nghệ Nguyên Kính nói, sau lại ta nhớ tới một ít đã từng sự tình, chính là lại như cũ nhớ rõ không được đầy đủ, bất quá ta bằng vào lúc trước tang đoá cha con nhặt được ta địa phương, hơn nữa sau lại một ít thói quen, ta liền suy đoán chính mình hẳn là nhập ngũ người, liền nghĩ đến phân thành, tang đoá liền tùy ta cùng nhau tới phân thành, sau lại ta vừa lúc gặp được Phong huynh, nhân ta cùng với hắn niên thiếu liền quen biết, tự nhiên cũng nhận ra hắn tới. Nghệ Nguyên Kính nhìn về phía Lâm Song, chỉ là, ta lúc ấy lại còn không có nhớ tới về sau sự tình, thẳng đến lần trước xuất chinh lại bị tạp đầu, lúc này mới nhớ tới sở hữu, nói như thế tới, ngươi phía trước tới thời điểm cũng không có nhận ra ta. Nghệ Nguyên Kính gật gật đầu, hắn thật hy vọng nếu là sớm chút nhận ra nàng tới, có lẽ liền không có nhiều như vậy vấn đề xuất hiện, thật đúng là tạo hóa trêu người, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là ứng tang đoá, Lâm Song kỳ thật trước sau không có biện pháp tin tưởng, nếu là đối tang đoá thật sự không có tình nghĩa ở, lại như thế nào sẽ cưới nàng làm vợ. Lâm Song không nói chuyện nữa, nhìn thoáng qua Nghệ Nguyên Kính, Nghệ đại ca, ta đã minh bạch trung gian khúc chiết, ta không trách ngươi, huống chi, với ngươi tới giảng, tang đoá mới là càng thích hợp ngươi người. Nhìn đến Lâm Song tuy rằng tin chính mình nói, nhưng tựa hồ vẫn là phải đi, Nghệ Nguyên Kính quỳnh lên, dứt khoát hô ra tới, Lâm Song, ta sở dĩ đồng ý cưới tang đoá, là bởi vì, tang đoá nàng bị đám kia ra Liêu quốc binh vũ nhục, như vậy một tiếng làm Lâm Song dừng lại bước chân, quay đầu tới nhìn về phía Nghệ Nguyên Kính, trong mắt tràn đầy kinh dị, Nghệ đại ca, ngươi nói cái gì, ngươi nói tang đoá nàng. Nghệ Nguyên Kính thở dài, hướng tới Lâm Song gật gật đầu. Là, đều do ta, tang đoá đi núi rừng, chính là gặp trộm phiên sơn lại đây, ra Liêu quốc binh, sau đó nàng, nói tới đây, Nghệ Nguyên Kính nắm chặt nắm tay, ta phát hiện tang đoá thời điểm, đã quá muộn. Lâm Song hít hà một hơi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, phía trước nàng đi nhìn đến bố trí hỉ đường tang đoá, căn bản sẽ không nghĩ vậy chút, không nghĩ tới như vậy tốt cô nương cư nhiên bị, đáng giận ra Liêu quốc binh, những cái đó binh đâu, Lâm Song vội hỏi. Hừ, đã bị ta xử lý rớt, nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng, Nghệ Nguyên Kính hận, không thể đem những cái đó ra Liêu quốc binh đại tá tám khối, chỉ là đem bọn họ giết, bởi vì lúc ấy lo lắng còn có khác ra Liêu quốc binh phát hiện, cho nên vội vàng gian liền rời đi, nghĩ đến tang đoá như vậy rộng rãi hoạt bát nữ tử, lại là bị này phiên tra tấn, Lâm Song là thiệt tình thế nàng khổ sở, ta đi theo tang đoá nói rõ ràng. Người ta thích chỉ có ngươi, phía trước chúng ta là hiểu lầm, nhưng hiện tại, lòng ta lại như thế nào trang hạ người khác, Nghệ Nguyên Kính. Thổ lộ làm Lâm Song tâm càng thêm rối rắm, huống chi, Lâm Song trong lòng tuy rằng đã từng chờ đợi quá, nhưng rốt cuộc nàng là một cái mang theo hài tử hòa ly phụ nhân, đây là không có biện pháp thay đổi. Chính yếu chính là, Lâm Song có chút lo lắng tang đoá, một cái hảo hảo cô nương lại tao ngộ như vậy sự tình. Hơn nữa phía trước liền nghe nói tang đoá cha đã rời đi, tang đoá hiện tại chỉ có Nghệ Nguyên Kính mà thôi, Nghệ đại ca, nếu là như thế, chúng ta càng không thể, vạn nhất tang đoá nàng, Nghệ Nguyên Kính phía trước chỉ nghĩ cùng Lâm Song hiểu lầm rốt cuộc có thể giải khai, hiện tại nghe thấy Lâm Song băn khoăn, trong lòng cũng tiết khí, bởi vì, Lâm Song nói cũng là sự thật, lúc trước nếu không có chính mình đồng ý cưới nàng. Tang đoá xác thật làm ra rất nhiều quá kích sự tình, may mắn đều bị Phong Kỵ đúng lúc ngăn cản. Lâm Song không có lại cùng Nghệ Nguyên Kính nói cái gì, thu thập đồ vật, vội vàng xe ngựa rời đi, chỉ còn lại có Nghệ Nguyên Kính, ngốc ngốc nhìn Lâm Song đi xa bóng dáng, cảm thấy liền tâm đều bị sinh sôi xé rách giống nhau. Ngày mai đó là ngày đại hôn, tang đoá ngồi ở kính trước, nhìn trong gương cái kia thiếu đã từng kia phân ngây ngô nữ tử, kỳ thật. Nàng trong lòng vẫn là để ý, lúc trước ái mộ nàng ba đồ ca ca, nàng là thanh thuần lóa mắt, nàng là bọn họ bộ lạc xinh đẹp nhất cô nương, nàng có tự tin có thể được đến hắn tâm,
nhưng theo thời gian một chút quá khứ, Tang Đoá tâm càng lún càng sâu, nhưng nàng cũng minh bạch, nàng cái kia ba đổ ca ca, chỉ là nàng trong ảo tưởng, chân chính Nghệ Nguyên Kính càng thêm bắt mắt, hắn là chiến trường phía trên oai phong một cõi đại tướng, hắn không có biện pháp bồi nàng rong ruổi thảo nguyên, hắn ly nàng càng ngày càng xa, nàng trước sau đều chảo không được hắn kia trái tim, chẳng sợ hắn ly nàng như vậy gần, nhưng ái chính là ái, nàng không có biện pháp đem tâm lại lấy về tới, nàng ngàn mong vạn mong có thể cùng hắn nắm tay, kết quả là lại phát hiện, hắn chỉ là đem hắn trở thành muội muội, trở thành thân nhân giống nhau đối đãi, chỉ là, nàng như bay nga giống nhau hướng, tới kia đoàn hỏa nhào qua đi đem chính mình rốt cuộc đốt thành cho tấn, lại cũng được như ước nguyện. Mặc dù cao hứng rốt cuộc có thể cùng Nghệ Nguyên Kính ở bên nhau, nhưng Tang Đoá trong lòng minh bạch, hắn đối nàng chỉ có thương hại cùng tự trách, như cũ không có kia viên nàng hy vọng tâm, nhìn chung quanh bố trí. Vui mừng động phòng, Tang Đoá tâm lại như thế nào đều thoải mái không đứng dậy, dọn một vò rượu, một chén hướng trong miệng rót, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể áp lực nội tâm kia đoàn chua xót. Phong Kỵ từ bên ngoài tiến vào thời điểm, liền nhìn đến đầy mặt u sầu, một ly rót rượu Tang Đoá, vài bước qua đi, đem chén rượu đoạt được tới, Tang Đoá, ngươi làm gì vậy, Phong đại ca, ta lòng ta khó chịu. Ta biết hắn vì sao sẽ đáp ứng cưới ta, chính là, ta muốn, không phải như vậy ta không nghĩ hắn chỉ là bởi vì thương hại mà cưới ta. Đại khái uống xong rượu, Tang Đoá đem lời nói thật một cổ não nói ra, nghe thấy Tang Đoá nói, Phong Kỵ thở dài, ở Tang Đoá bên cạnh ngồi xuống, cung cấp chính mình đổ một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật Phong Kỵ trong lòng lại làm sao không rõ, Nghệ Nguyên Kính mấy ngày nay cũng không vui vẻ, hắn đồng dạng thống khổ. Chính là hắn lại đem Nghệ Nguyên Kính thống khổ bỏ mặc, hắn biết, Tang Đoá, gả cho hắn, mặc kệ hiện tại Nghệ Nguyên Kính như thế nào, thành thân lúc sau, Nghệ Nguyên Kính đều sẽ đối Tang Đoá thực tốt, khi đó, Tang Đoá sẽ thực hạnh phúc, Nghệ Nguyên Kính cũng sẽ chậm rãi nhìn đến Tang Đoá hảo, chỉ là nhìn đến hiện tại Tang Đoá, Phong Kỵ rốt cuộc không có biện pháp lừa mình dối người, nguyên lai này bất quá là hắn một bên tình nguyện ý tưởng, hai người từng người trầm mặc xuống dưới. Từng người một chén rót rượu, kia rượu phảng phất sẽ không, say lòng người giống nhau, thời gian một chút qua đi, hai vò rượu cứ như vậy bị hai người uống cạn, Phong đại ca, chỉ có ngươi rất tốt với ta, mấy ngày nay, bố trí hỉ đường, hắn lại trước nay, chưa từng có đã tới, ngươi nói hắn vội, nhưng lòng ta minh bạch, hắn chỉ là ở trốn tránh ta đều biết, Tang Đoá nửa ghé vào trên bàn. Hướng tới Phong Kỵ nói, Phong Kỵ một phách cái bàn, nhiều đoá, hắn Nghệ Nguyên Kính, không quý trọng ngươi, không cần hắn, ta nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời, Phong đại ca, ngươi đừng cũng là đồng tình ta, không cần, ai nói ta là đồng tình ngươi, ta là, thật sự thích ngươi, từ lần đầu tiên hắn mang ta thấy đến ngươi. Nhưng ngươi chưa bao giờ từng xem ta liếc mắt một cái, ngươi uống nhiều, ta liền biết, ngươi, các ngươi đều là đồng tình ta, Tang Đoá nói, lung lay đứng lên, bĩu môi lẩm bẩm nói, không, nghĩ tới, Phong Kỵ bởi vì tưởng phản bác đột nhiên đứng lên, tiểu lực cọ thoáng thượng đầu, duỗi tay hướng tới Tang Đoá ôm qua đi, nhiều đoá, Tang Đoá vốn là đứng không vững, lảo đảo sau này đảo, bị Phong Kỵ ôm chặt. Chỉ là Phong Kỵ chính mình cũng không đứng vững, lập tức sau này đảo qua đi, Phong Kỵ cả người ngăn chặn Tang Đoá, hương thơm hỗn loạn mùi rượu, làm nguyên bản liền hơi say Phong Kỵ có chút khống chế không được, vừa mới còn tập tễnh nện bước, lúc này, lại trở nên lực lớn vô cùng, nửa quỳ đem Tang Đoá bế lên tới, liền hướng tới kia phô hỉ bị trên giường đất đi đến, cẩn thận đem Tang Đoá buông, Phong Kỵ hai mắt mê ly lên, đôi tay nâng lên Tang Đoá mặt. Phảng phất phủng chân bảo giống nhau, thật cẩn thận một chút nhẹ mổ đi xuống, như vậy ôn nhu là Tang Đoá chưa từng có cảm thụ quá, nàng ái mộ Nghệ Nguyên Kính, từ đầu đến cuối đều là đuổi theo hắn bóng dáng ở chạy, mà phía trước lần đó chịu nhục càng là nàng một hồi ác mộng, lại không nghĩ trên đời cư nhiên còn có người như thế đối nàng, nguyên bản thượng tồn một tia lý trí, ở Phong Kỵ ôn nhu hạ dần dần hóa thành một sợi phong, thổi tan trong lòng đau thương. Nhiều đoá, Phong Kỵ nỉ non, đem Tang Đoá gắt gao hoàn trong người dưới, hai người lúc này đã không có cách trở,
hơi lạnh phong làm hai người rượu đều tỉnh một ít, chính là Tang Đoá cũng không có đẩy ra phong kỵ, chỉ là nhìn chằm chằm hắn hai mắt, phong đại ca, ngươi nhưng sẽ ghét bỏ Tang Đoá đã đều không phải là hoàn bích, sẽ không, kia không phải ngươi sai, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là nhất thuần khiết người, như thế kiên định trả lời, như thế thiệt tình đối đãi, cuộc đời này còn có gì cầu, phong kỵ lâu như vậy chân thành đối đãi, Tang Đoá không phải hoàn toàn không biết gì cả, chính là nàng lại lựa chọn làm như không thấy, cho tới bây giờ, Tang Đoá mới thật sự thấy rõ, kia lóa mắt thái dương đều không phải là nàng hẳn là. Truy đuổi quang, chỉ có thiệt tình người mới là nàng thuộc sở hữu, đôi tay giơ lên khoanh lại phong kỵ, dùng hành động tỏ vẻ, nếu là như thế này phong kỵ còn không rõ, kia liền thật là ngu xuẩn đến cực điểm, không nghĩ tới hắn tâm còn có thể được đến đáp lại, kích động vạn phần hắn trầm hạ tới thân mình, đem hai người hợp hai làm một, một hồi thể xác và tinh thần đan chéo, liền ngoài cửa sổ minh nguyệt đều xấu hổ kéo một tia mỏng vân che đậy, thẳng đến bình minh, phong kỵ. Nhìn trên giường đất ngủ say trung Tang Đoá, lúc này mới mặc hảo trên người quần áo, hắn rốt cuộc làm chút cái gì, đó là hắn huynh đệ hôm nay sắp đại hôn người, hắn như thế nào sẽ đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, phong kỵ nhìn thiên thật lâu vô ngữ, ngay sau đó trong lòng tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, vội vã dắt mã cấp trì mà đi, nghe thấy phong kỵ ra cửa lúc sau, Tang Đoá liền từ trên giường đất ngồi dậy, ngay sau đó nghe thấy viện môn mở ra vó ngựa chạy như bay mà đi. Tang Đoá trong mắt có chút ướt át, phong đại ca là hối hận đi, cũng đúng, nàng đã phi hoàn bích, làm sao có thể bị người như vậy quý trọng đối đãi? Trên mặt tường xả ra một tia cười, nhưng trung quy vẫn là nhịn không được khóc lên, đêm qua coi như là hoàng lương một mộng, tuy rằng nàng lại rõ ràng nhớ rõ phong kỵ là như thế nào đối đãi nàng, lại cũng chỉ có thể vẫy vẫy đầu, ý đồ đem những cái đó toàn bộ quên đi. Chỉ là, lúc này nàng mất phong kỵ, nhưng làm ra chuyện như vậy, lúc sau, lại cũng không thể lại cùng Nghệ Nguyên Kính ở bên nhau, đối với tối hôm qua, nàng cũng không hối hận, ít nhất còn có người đã từng như vậy ôn nhu đối đãi quá nàng, nhìn cả phòng vui mừng chi vật, Tang Đoá đơn giản thu thập một chút hành trang, nơi này quả nhiên không phải nàng hẳn là lưu lại địa phương, cầm lấy hành trang, Tang Đoá cất bước hướng ngoài cửa đi đến, Nghệ Nguyên Kính một đêm chưa ngủ. Hắn trong đầu thực loạn, hắn mãn nhãn đều là Lâm Song gương mặt kia, trong lòng rốt cuộc vẫn là vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được nàng, phía trước bởi vì hiểu lầm cũng liền thôi, hắn cho rằng nàng tìm được rồi có thể vì nàng che mưa chắn gió người, cho nên hắn mới nguyện ý buông tay, nguyện ý rời đi, chính là, hiện tại hắn đã biết là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn làm sao có thể không nhớ nàng, hắn hiện tại nên như thế nào đối mặt Tang Đoá, Nghệ Nguyên Kính thật sự không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghệ Nguyên Kính từ trên giường đất ngồi dậy, như vậy không được, tuy rằng rất xin lỗi Tang Đoá, chính là, hắn biết, nếu là như thế đi xuống, hắn không có biện pháp che giấu chính mình nội tâm, về sau có lẽ vẫn là sẽ thương đến Tang Đoá, cho nên hắn chỉ có thể đi đối Tang Đoá thẳng thắn hết thảy. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, chỉ là trong thanh âm tựa hồ lộ ra một tia khác cảm xúc. Nguyên Kính, ngươi tỉnh sao, ta nghe thấy là phong kỵ thanh âm, Nghệ Nguyên Kính tâm thoáng có chút khẩn trương lên, rốt cuộc hắn là phải có thẹn cho Tang Đoá, cũng muốn thẹn với trong khoảng thời gian này phong kỵ bận rộn, chuyện này hắn cần thiết muốn nói ra tới, đồng dạng, doanh trướng ở ngoài phong kỵ, trong lòng cũng thập phần thấp thỏm, liền tính Nghệ Nguyên Kính đối Tang Đoá chỉ là huynh muội giống nhau tình nghĩa, hắn vẫn luôn đều biết, Nghệ Nguyên Kính trong lòng trang chỉ có Lâm Song. Chính là hôm nay bổn hẳn là Nghệ Nguyên Kính cùng Tang Đoá ngày đại hôn, chính mình lại làm ra chuyện như vậy, thực sự lệnh người khinh thường, nhưng phong kỵ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, hắn về sau sẽ gấp bội đối Tang Đoá tốt, hắn muốn cùng Nghệ Nguyên Kính thẳng thắn hết thảy, hai người hoài đồng dạng muốn thẳng thắn tâm tư, một cái đẩy ra doanh trướng mảnh, một cái đi đến, Nguyên Kính, ta có chuyện muốn nói, Phong Huynh, ta có chuyện muốn nói. Hai người chăm miệng một lời, ngay sau đó nhìn về phía đối phương, này làm ta trước nói đi, phong kỵ nhìn thoáng qua Nghệ Nguyên Kính, không biết Nghệ Nguyên Kính muốn nói gì, bất quá hắn thật vất vả lấy hết can đảm, vẫn là mở miệng nói, Nghệ Nguyên Kính gật gật đầu, hảo, kia Phong Huynh thỉnh, nghe thế câu nói, phong kỵ thế nhưng thẳng tắp quỳ xuống, Nguyên Kính, ngươi đánh ta đi, ta xin lỗi ngươi, Phong Huynh, ngươi làm sao vậy, đứng lên mà nói.
Nghệ Nguyên Kính sừng sốt, vội vàng duỗi tay đi xăm Phong Kỵ, không, ngươi nghe ta. Nói xong, Phong Kỵ cố chấp không dậy nổi thân, tiếp tục mở miệng nói, Nguyên Kính, ta muốn cưới Tang Đoá, hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Nghệ Nguyên Kính nghe xong Phong Kỵ lời nói lúc sau cảm thấy ngoài ý muốn, đây là cái gì phát triển, Phong huynh ngươi trước lên, đây là có chuyện gì, ngươi vì cái gì? Phong Kỵ tuy rằng đứng dậy, bất quá vẫn là cúi đầu, mặt ửng đỏ đem tối hôm qua đại khái sự tình nói một lần, Nguyên Kính, ta biết ngươi đối Tang Đoá chỉ có huynh, muội chi tình, nhưng chuyện này rốt cuộc là ta sai, ta không nên ở các ngươi ngày đại hôn trước liền tóm lại, này hết thảy đều là ta sai. Ngươi không nên trách Tang Đoá, cũng không cần cho rằng nàng là lả lơi ong bướm người, hết thảy đều là ta sai, nói, Phong Kỵ lại muốn lại quỳ, bị Nghệ Nguyên Kính tay tật đỡ lấy, Phong huynh a, con thỉnh ngươi tha thứ, Nguyên Kính không có nhìn ra ngươi một mảnh thiệt tình, nếu sớm chút bất quá, ta như thế nào sẽ trách ngươi, kỳ thật, ta hẳn là tạ ngươi mới là, lời này sao giảng, cái này đến phiên Phong Kỵ buồn bực, hồ nghi nhìn về phía Nghệ Nguyên Kính. Nghệ Nguyên Kính cười khổ một chút, ngay sau đó đem chính mình gặp được Lâm Song cùng Cửu Vương ra, sau lại hiểu lầm từ từ sự tình đều nói một lần, ta hôm qua biết được nguyên lai người kia chính là Cửu Vương ra lúc sau, ta liền đi gặp Lâm Song, kỳ thật ta một đêm chưa ngủ, ta không biết nên như thế nào đối mặt Tang Đoá, rốt cuộc là ta hổ thẹn với nàng, Nguyên Kính, kỳ thật kia sự kiện không trách ngươi, là ta lúc trước đem sự tình nói cho Tang Đoá. Nàng đi ra ngoài ta lại không có thể ngăn lại nàng mới đưa đến chuyện này phát sinh, cho nên muốn nói hổ thẹn ta mới là nhất thực xin lỗi Tang Đoá người, huống chi, ta cùng với Tang Đoá đã có phu thê chi thật, ta là thiệt tình thích Tang Đoá, ta muốn cho nàng sau này hạnh phúc. Nghệ Nguyên Kính gật gật đầu, kỳ thật nhìn ra được, Tang Đoá đối ta chính là một loại giống, đối ca ca như vậy sùng bái, kỳ thật rất nhiều thời điểm. Nàng muốn nói cái gì ngược lại càng nguyện ý đối với ngươi giảng, Phong huynh, Nguyên Kính chúc mừng ngươi, cũng hy vọng các ngươi sau này nhật tử gặp qua hảo. Hai người một trận cảm khái lúc sau, Nghệ Nguyên Kính đưa ra đi trước nhìn xem Tang Đoá, nhật ngày không bằng xung đột, dứt khoát hôm nay liền đem hai người hỷ sự làm. Phong Kỵ kỳ thật cũng là như vậy tưởng, Tang Đoá cực cực khổ khổ bố trí hỷ đường, hắn lại như thế nào hy vọng nó là không làm Tang Đoá đổ tăng tâm sự. Như vậy tính toán, hai người liền đứng dậy thu thập một chút, mang theo tân lang đỏ thấm xiêm y, cưỡi ngựa hướng tới Tang Đoá trụ địa phương chạy đi, chính là, chờ hai người đuổi tới thời điểm, lại phát hiện trong phòng hết thảy làm theo, chỉ có Tang Đoá cùng nàng quần áo không thấy, Nguyên Kính, Tang Đoá nàng có thể đi nơi nào đâu, Phong huynh ngươi đừng vội, chúng ta theo bên này lộ trước tìm xem, Nghệ Nguyên, Kính vội vàng an ủi hạ Phong Kỵ. Ngay sau đó hai người hướng tới bên ngoài chạy đến, một đường đuổi theo ra đi, hai người đều không có phát hiện cái gì dấu vết, thực mau liền tới rồi mặt khác một bên cửa thành, đây là đi thông Thảo Nguyên phương hướng, Nghệ Nguyên Kính cùng thủ thành người hỏi thăm một chút, nghe nói buổi sáng xác thật có cái cưỡi ngựa nữ tử ra khỏi thành, hai người cũng vội vàng đuổi theo, chính là trải qua một cái lối rẽ, lại phát hiện hai bên tựa hồ, đều có vó ngựa ấn. Nhất thời cũng phân biệt không ra đến tột cùng Tang Đoá đi rồi bên kia, hai người liền quyết định tách ra đuổi theo, nếu là đuổi tới liền mang Tang Đoá về trước phân thành, lúc sau lại hội hợp, nói như vậy xong, hai người cùng rời đi, chẳng qua Nghệ Nguyên Kính tuyển một cái khá lớn lộ, bởi vì như vậy lộ ngày thường Tang Đoá không thường tuyển, tách ra lúc sau, Phong Kỵ một đường điên cuồng đuổi theo, cuối cùng ở cách đó không xa cánh rừng bên cạnh thấy, được đang ở đại thụ hạ nghỉ ngơi Tang Đoá. Nhìn đến Phong Kỵ, Tang Đoá đứng dậy liền phiên lên ngựa bối, hướng tới nơi xa chạy lên, Tang Đoá, đừng đi, Phong Kỵ thấy Tang Đoá nhanh hơn tốc độ, hắn kia thất liệt mã cũng ra tốc đuổi theo, chỉ là, Phong Kỵ quá mức nóng vội, nhìn đến một cái đường nhỏ tưởng sao qua đi, ai biết cả người bị một cái nhánh cây quải trụ, hung hăng ngã xuống mã, nguyên bản còn có thể ẩn ẩn nhìn đến Phong Kỵ, ai biết vừa quay đầu lại liền thấy như vậy. Một màn, ngay sau đó liền thấy Phong Kỵ cả người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Tang Đoá trong lòng lập tức luống cuống, khẩn trương dục ngựa hồi lại đây, mã đi vào Phong Kỵ trước mặt, thấy hắn hai mắt nhắm nghiền mày nhân lại lẳng lặng nằm trên mặt đất, Tang Đoá vội vàng xuống ngựa chạy tới, Phong đại ca ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao vậy, Tang Đoá nhìn đến như vậy Phong Kỵ,
trong lòng lập tức liền oán trách khởi chính mình, rõ ràng biết phong kỵ thuật cưỡi ngựa không có khả năng cùng Thảo Nguyên Thượng Nhi như so, nàng như thế nào còn kỵ nhanh như vậy, nghĩ trên đời này nếu nói còn có ai thiệt tình thực lòng đau chính mình, đại khái cũng chỉ có phong kỵ, tuy rằng hắn khả năng hối hận đêm qua sự tình, nhưng là hắn lâu như vậy tới nay, tang đoá là thật sự ở phong kỵ trên người nếm tới rồi yêu thương tư vị. Phong đại ca, ngươi đừng chết ô, ta không nghĩ ngươi chết. Tang đoá giống cái bất lực hài tử giống nhau, ghé vào một bên gào khóc. Phong kỵ vừa mới ngã xuống dưới, đầu đụng vào trên cây, thực sự đem hắn đâm hôn mê, hiện tại nghe thấy bên người có người khóc, lúc này mới giật, phong đại ca, ngươi tỉnh sao? Phong đại ca, tang đoá phát giác phong kỵ tựa hồ giật mình, vội vàng hỏi, đầu như vậy rũ xuống tới, phong kỵ mở mắt ra liền nhìn đến tang đoá nước mắt giàn giụa ngân, nhiều đoá, vì cái gì phải rời khỏi? Phong đại ca, ngươi nghe thấy như vậy đêm qua mới có xưng hô, tang đoá có chút không dám tin tưởng hỏi, phong đại ca, ngươi không phải bởi vì hối hận, cho nên mới rời đi mặt sau, tang đoá có chút nói không được nữa, bởi vì lúc này phong kỵ đem tay nàng dắt đặt ở chính mình ngực, nhiều đoá, nơi này là ta tâm, nó hiện tại chỉ có thể nhớ ngươi, ta như thế nào sẽ rời đi, ta như thế nào sẽ hối hận. Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta như vậy hẳn là cùng Nguyên Kính có cái giao đãi, cho nên, ta là đi thỉnh Nguyên Kính tha thứ. Nói xong, phong kỵ ngồi dậy, một đôi tay nâng lên tang đoá mặt, nhiều đoá, hôm nay chúng ta thành thân hảo sao? Tang đoá quả thực bị này liên tiếp biến cố lộng sừng sốt, nhất thời không nói gì, ngốc nhìn phong kỵ lắc đầu cười, đem tang đoá ôm chặt. Nhiều đoá, ta tưởng cùng ngươi thành thân, ta tưởng cùng ngươi có một cái gia, ngươi sẽ không ghét bỏ ta công tích không nhiều lắm, chưa lập nghiệp liền thành ra đi. Nghe được phong kỵ câu nói kế tiếp, tang đoá đã là lệ nóng doanh tròng. Phong đại ca, ngươi cảm thấy ta tang đoá chính là như vậy tham mộ hư vinh nữ nhân sao? Đương nhiên không phải, nhà ta nương tử tự nhiên là trên đời tốt nhất. Tang đoá nín khóc mỉm cười, ai là ngươi nương tử? Ta còn không có đồng ý gả đâu, khó mà làm được, động phòng đều nhập qua, hôm nay chúng ta liền đem bái đường cấp bổ thượng. Phong kỵ ôm tang đoá, cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy hướng tới tang đoá cũng vươn tay, đi. Thôi, chúng ta hồi phân thành, Nguyên Kính vừa mới cùng ta đi ra ngoài tìm ngươi, chúng ta ước hảo không tìm được liền hồi phân thành hội hợp. Tang đoá gật đầu, theo phong kỵ lên ngựa, hướng tới phân thành chậm rãi trở về. Đường Nghệ Nguyên Kính nhìn đến phong kỵ lãnh tang đoá trở về thời điểm, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Tang đoá, hôm nay đó là ca ca gả muội, ta chắc chắn cho ngươi làm vẻ vang. Cảm ơn ba đồ không, cảm ơn Nguyên Kính ca ca. Tang đoá nhìn về phía Nghệ Nguyên Kính, cái kia đã từng trong lòng như thái dương giống nhau lóa mắt nam tử, lúc này ở nàng trong lòng như cũ chiếm rất quan trọng vị trí, chính là tang đoá nhìn về phía bên cạnh cái kia nắm tay nàng. Trong mắt tất cả đều là nàng phong kỵ, mà người này mới là nàng cả đời dựa, bởi vì Nghệ Nguyên Kính muốn ấn quy củ làm, nghĩ muốn chủ bị thành thân việc hắn vội không tới, cho nên Nghệ Nguyên Kính tìm được rồi Lâm Song. Hôm qua phân biệt lúc sau, Lâm Song trong lòng kỳ thật vẫn luôn rất khó chịu, không nghĩ tới hôm nay Nghệ Nguyên Kính còn sẽ tìm đến nàng, trong mắt có chút chờ mong rồi lại sinh sôi đem cảm xúc đều áp lực đi xuống. Nghệ đại ca, ngươi đã đến rồi, hôm qua chúng ta nói vậy đã nói rất rõ ràng, chúng ta tang đoá muốn cùng phong đại ca thành thân, Lâm Song, ngươi tới giúp chúng ta một lần nữa bố trí hỉ đường như thế nào? Không đợi Lâm Song nói xong, Nghệ Nguyên Kính duỗi tay túm chặt Lâm Song thủ đoạn nói, nghe thấy cái này tin tức, Lâm Song sửng sốt, liên thủ trên cổ tay đôi tay kia đều quên làm hắn lấy ra, nhiều đoá cùng phong công tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?